Nếu như quả thực hắn có thể tiến vào top 3, để hắn ngoạm một chút cũng tốt hơn so với việc mặt mũi Vân Dương Tông ta bị mất hết trên đại hội Tam Tông Tứ Môn. Vân Khiếu Thiên khẽ cười nói. Hiện tại ta muốn nhìn một chút, tiểu tử này rốt cuộc ẩn tàng bao nhiêu thực lực. Tiểu tử này vô cùng giàu hoạt, cũng chỉ có việc đem cho hắn chỗ tốt mới khiến cho hắn xuất toàn lực cho Vân Dương Tông ta. Ngoài đình viện, Lục Lâm Thiên vừa mới đi ra ngoài thì gặp được Vân Hồng Lăng, xem ra nha đầu Vân Hồng Lăng này vẫn đứng ở bên ngoài chờ. Tiểu tặc, cha ta nói với ngươi chuyện gì đó, có khi dễ ngươi không? Vân Hồng Lăng vội vàng hỏi. Không có, tông chủ nói, chỉ cần ta tham gia đại hội Tam Tông Tứ Môn là sẽ gả nàng cho ta. Lục Lâm Thiên cười hắc hắc nói. Vậy ngươi đáp ứng chưa? Vân Hồng Lăng lập tức nhìn Lục Lâm Thiên hỏi, trên khuôn mặt lúc này hiện lên vẻ đỏ ửng, có chút e thẹn. Đương nhiên là đáp ứng rồi. Lục Lâm Thiên vuốt mũi, khẽ cười nói. Coi như ngươi thức thời, hừ. Vân Hồng Lăng yêu kiều hừ một tiếng, chu miệng, bộ dáng vô cùng vui vẻ. Lục Lâm Thiên trở lại ngọn núi của mình, Vũ Ngọc Tiền bị kích động cũng đã tới ngọn núi. Sau khi biết được đồ đệ bảo bối của mình liên tiếp đánh bại ba đệ tử top 10 trên long bảng, đánh bại cả Khuất Đao Tuyệt, hắn vô cùng hưng phấn, hiện tại trên Vân Dương Tông, mặt mũi hắn vô cùng lớn. Lục Lâm Thiên cũng báo cho sư phụ mình biết, mình sẽ tham dự đại hội Tam Tông Tứ Môn, đồng thời cũng nói việc Vân Khiếu Thiên đáp ứng với hắn ba điều kiện, có sư phụ làm chứng, đến lúc đó vạn nhất Vân Khiếu Thiên có muốn nuốt lời cũng không được. Tuy rằng Lục Lâm Thiên cũng hiểu được mình lo lắng quá mức, Vân Khiếu Thiên đã đáp ứng hắn rồi, còn chưa tới mức sẽ đổi ý. Chỉ là cũng không thể không đề phòng, bởi vì trong những điều kiện kia, có một điều kiện là muốn vạn niên xích đồng, là một trong trấn sơn chi bảo của Vân Dương Tông, sợ rằng đến lúc đó có lẽ Vân Khiếu Thiên sẽ đổi ý. Biết đồ đệ của bản thân sẽ tham dự đại hội Tam Tông Tứ Môn, Vũ Ngọc Tiền tâm tình vô cùng tốt, cuối cùng dưới nước bọt văng tứ tung nửa ngày lại lấy ra ba bộ vũ khí hoàng cấp cao giai và mấy khỏa đan dược tứ phẩm giao cho Lục Lâm Thiên. Có người nói ra nói vào thế nhưng Vũ Ngọc Tiền vẫn mạnh mẽ trực tiếp lấy từ trong kho của Vân Dương Tông ra đưa cho đồ đệ của mình. Sau khi Vũ Ngọc Tiền vui vẻ rời đi, Lục Lâm Thiên đứng trên ngọn núi, lúc này trong đầu có không ít chuyện để suy nghĩ. Chuyện phi linh môn của hắn không nghĩ tới Vân Dương Tông lại biết vô cùng rõ ràng, không biết lão độc vật và quỷ thiên tử, hai người này có bị Vân Dương Tông điều tra ra hay không. Chuyện phi linh môn, Vân Dương Tông đã biết được, cũng không có ý kiến gì, Lục Lâm Thiên cũng mơ hồ cảm giác được, dường như trong chuyện này có chút không bình thường. Từ chuyện phi linh môn mà đoán, Lục Lâm Thiên hơn phân nửa đã có thể xác định, Vân Dương Tông đã điều tra về hắn, thế nhưng vì nguyên nhân gì, hiện tại Lục Lâm Thiên cũng không biết. Dưới mái hiên người khác, quả thực không có cảm giác an toàn a. Nhìn dãy núi liên miên, Lục Lâm Thiên khẽ than. Vẻ mặt trầm xuống, trong lòng Lục Lâm Thiên lúc này cũng có quyết định. Chí ít chuyện thứ nhất là hắn phải lấy được vạn niên xích đồng, vậy thì đầu tiên phải tiến vào top 3 đại hội Tam Tông Tứ Môn kia, điều này không hề đơn giản một chút nào. Trong mắt Lục Lâm Thiên có tinh mang bắn ra, thời gian còn có một tháng, trong một tháng này thực lực của hắn phải được đề thăng. Đến lúc đó cũng không phải là không có cơ hội, vì vạn niên xích đồng hắn cũng chỉ có thể liều mạng mà thôi. Vào đêm, khi trời cao bị màn đêm bao phủ, trong phòng, lúc này Lục Lâm Thiên đang cầm trong tay một ngọc giản, một cỗ khí thức thuộc tính thủy nồng nặc đang lưu động, đây chính là một bộ vũ khí thuộc tính thủy huyền cấp sơ giai mà hắn đã lấy được trong mật địa. Không có một chút do dự nào, một giọt máu được trích vào bề mặt ngọc giản, tâm thần bắn ra, tức thì có một cỗ quang mang chói mắt tiến vào trong đầu Lục Lâm Thiên rồi hóa thành một cỗ tin tức khổng lồ. Một lát sau, quang mang trên ngọc giản biến mất, ngọc giản cũng trở nên ảm đạm vốn nồng nặc năng lượng thuộc tính thủy lúc này cũng đã biến mất. Hàn băng ấn. Lục Lâm Thiên lẩm bẩm nói, từ tin tức trong đầu hắn, vũ khí huyền cấp sơ giai thuộc tính thủy này có tên là Hàn băng ấn, uy lực vô cùng lớn. Khi thi triển tới mức tận cùng đóng băng ngàn dặm cũng không phải không thể làm được. Tu luyện. Ánh mắt Lục Lâm Thiên bắn ra sự kiên nghị. Dưới đêm tối, trong một đình viện tinh xảo, Thúy Ngọc lúc này đang mỉm cười. Thúy Ngọc, người thực sự và Lục Lâm Thiên. Độc Cô Băng Lan nhìn Thúy Ngọc nói. Lúc này, ta muốn vì chính mình mà quyết định. Thúy Ngọc nói. Thế nhưng trong tộc, chỉ sợ sẽ không đồng ý, người hẳn biết rõ. Trong tộc đối với ngươi vô cùng coi trọng không gì sánh được. Độc Cô Băng Lan nói. Ta biết, thế nhưng ta tin Lâm Thiên sẽ làm cho người trong tộc đồng ý.
Thúy Ngọc mở miệng cười nói. Lẽ nào thân phận của ngươi đã nói cho Lục Lâm Thiên rồi? Độc Cô Băng Lan hỏi. Không. Thúy Ngọc lắc đầu nói. Bây giờ còn chưa phải lúc nói cho hắn, ta không muốn gây ra ảnh hưởng không tốt cho hắn, đợi thời gian thích hợp nói cho hắn cũng không muộn. Chỉ mong hắn có thể khiến cho đám người trong tộc thỏa mãn. Ta lo lắng nếu như người trong tộc biết, chỉ sợ sẽ đưa tới không ít phong ba, thậm chí Lục Lâm Thiên cũng sẽ gặp nguy hiểm, người cũng biết tác phong của đám người trong tộc là như thế nào rồi đấy. Độc Cô Băng Lan nói. Hừ, nếu như trong tộc dám làm ra điều gì bất lợi với Lục Lâm Thiên, ta sẽ khiến cho bọn họ hối hận. Lúc này ta nhất định phải vì chính bản thân mình mà lựa chọn. Trong đôi mắt xinh đẹp của Thúy Ngọc hiện lên sự kiên định. Sáng sớm hôm sau, sắc trời vừa sáng, Lục Lâm Thiên đã cưỡi Thiên Sĩ Tuyết Sư đi tới Vũ Linh ảo cảnh, lúc này Lục Lâm Thiên trực tiếp tiếp vào nhất trọng của đệ ngũ trọng, mục đích là tu luyện Hàn Băng Ấn. Thời gian cứ chậm rãi trôi qua, ban ngày Lục Lâm Thiên tu luyện trong Vũ Linh ảo cảnh, ban đêm thì tu luyện trên ngọn núi của mình. Đêm khuya, Vân Dương Tông lại tiếp tục vang lên tiếng ầm ầm. Sau đó không lâu, trong Vân Dương Tông, Tông chủ Vân Khiếu Thiên cũng tuyên bố danh sách 5 đệ tử tham dự Đại hội Tam Tông Tứ Môn. 5 người phân biệt là Vân Hồng Lăng, Triệu Kinh Hải, Hàn Phong, Lục Lâm Thiên, Khuất Đao Tuyệt. 5 người này tham gia Đại hội Tam Tông Tứ Môn cũng không khiến cho ai cảm thấy ngoài ý muốn, cũng đã nằm trong dự liệu của mọi người. Dù sao đây đều là cường giả trong thế hệ trẻ tuổi của Vân Dương Tông. 5 người sắp tham gia Đại hội Tam Tông Tứ Môn đều tự bế quan tu luyện, ngay cả Vân Hồng Lăng cũng không đi tìm Lục Lâm Thiên nữa. Trong đoạn thời gian kế tiếp, Vân Dương Tông vô cùng yên bình, đề tài nói chuyện của mọi người cũng chuyển tới Đại hội Tam Tông Tứ Môn, có thể tham dự Đại hội Tam Tông Tứ Môn, những đệ tử này cũng trở thành đối tượng ước ao của tất cả đệ tử. Có thể dương danh trên Đại hội Tam Tông Tứ Môn không phải là một chuyện bình thường. Đại hội Tam Tông Tứ Môn chính là sự kiện mà toàn bộ đại lục nhìn vào. Nếu có thể đạt được thành tích nhất định trên Đại hội Tam Tông Tứ Môn, vậy thì có thể nói là dương danh thiên hạ, đối với những đệ tử bình thường này mà nói là mê hoặc lớn lao. Trong đoạn thời gian này Lục Lâm Thiên đều tu luyện, mãi đến 20 ngày sau, lúc Lục Lâm Thiên rời khỏi Vũ Linh ảo cảnh, khóe miệng hắn nở nụ cười. Tuyết Sư, chúng ta trở về thôi. Nhảy lên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư, Lục Lâm Thiên nhanh chóng trở về ngọn núi của mình. Vừa tới ngọn núi của mình, Lục Lâm Thiên nhanh chóng gặp được Độc Cô Băng Lan, dường như nàng cũng đã đợi thời gian không ngắn, vẻ mặt có chút bối rối. Lâm Thiên, ta đang tìm ngươi. Độc Cô Băng Lan nhìn thấy Lục Lâm Thiên nhanh chóng nói. Băng Lan, có việc gì thế? Lục Lâm Thiên hỏi. Có người muốn gặp ngươi, nhanh đi cùng ta. Bằng không sẽ không còn cơ hội nữa. Độc Cô Băng Lan nói. Ai? Lục Lâm Thiên vô cùng nghi hoặc hỏi. Đi là biết. Độc Cô Băng Lan dường như có chút sốt ruột. Lục Lâm Thiên vô cùng nghi hoặc, lập tức để Độc Cô Băng Lan ngồi lên trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư rồi dẫn đường. Sau một lát, hai người tới chủ phong Vân Dương Tông, Lục Lâm Thiên lại càng nghi hoặc. Ngọn núi này không phải là một địa phương bình thường. Nếu như Vân Khiếu Thiên muốn gặp hắn cũng sẽ không để cho Độc Cô Băng Lan đi thông báo cho hắn nha. Trên ngọc núi cao nhất, chu vi chung quanh lúc này được bao phủ bởi một lớp tuyết trắng, cái sân rộng trước đại điện cũng bị tuyết trắng bao trùm. Băng Lan, rốt cuộc là ai muốn gặp ta? Tới sân rộng, Lục Lâm Thiên hỏi. Người đợi thì sẽ biết, người ở đây chờ một lát, ta đi vào trước. Độc Cô Băng Lan nói xong lập tức tiến vào đại điện. Lục Lâm Thiên nghi hoặc. Cũng không biết là ai muốn gặp bản thân hắn. Lâm Thiên. Chỉ trong chốc lát, trong đại điện có một thân ảnh vội vã chạy tới, dáng người linh lung, đường cong mê hoặc, đó chính là Thúy Ngọc. Thúy Ngọc, chẳng lẽ nàng muốn gặp ta sao? Lục Lâm Thiên có chút nghi hoặc hỏi, nhìn nữ tử tuyệt mỹ trước mắt này không nhịn được mà nở nụ cười. Đúng. Nhìn Lục Lâm Thiên, Thúy Ngọc mở miệng nói. Ta chuẩn bị phải trở về rồi. Trở về nhà sao? Vẻ mặt Lục Lâm Thiên trầm xuống, trong mật địa Thúy Ngọc cũng từng nói tới chuyện trở về nhà, thế nhưng không nghĩ tới lại nhanh tới như vậy. Nhìn nữ tử tuyệt mỹ trước mặt, Lục Lâm Thiên nói. Sau khi nàng trở về, ta có thể tới nhà gặp nàng hay không? Nhìn Lục Lâm Thiên, Thúy Ngọc mỉm cười. Muốn gặp ta, chỉ sợ cũng không vào được nhà của ta. Lần này đi cũng không biết bao giờ mới có thể gặp lại được ngươi. Lẽ nào nhà nàng là Long Đầm Hổ Huyệt hay sao?
Muốn gặp nàng lại khó như vậy. Lục Lâm Thiên nghi hoặc nói. Lâm Thiên, có một số việc ta cũng nên nói cho ngươi biết, chỉ là ngươi phải đáp ứng ta, không được tức giận. Thúy Ngọc nhìn Lục Lâm Thiên nói. Nói đi. Lục Lâm Thiên mỉm cười. Ta không phải là Thúy Ngọc, tên của ta là Độc Cô Cảnh Văn. Ta không phải là nha hoàn của Độc Cô Băng Lan, kỳ thực Băng Lan mới là nha hoàn của ta. Nhìn Lục Lâm Thiên, Thúy Ngọc nói. Lục Lâm Thiên rất khiếp sợ, thế nhưng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn nhiều lắm. Thân phận nha hoàn của Thúy Ngọc, Lục Lâm Thiên đã sớm cảm thấy hoài nghi, lúc này chỉ có một chút kinh ngạc mà thôi. Có lẽ ta phải sớm nghĩ tới chuyện này mới đúng. Lục Lâm Thiên cười nói. Vậy sau này có khi ta phải gọi nàng là Cảnh Văn tiểu thư nha. Đừng ba hoa nữa, ta lập tức phải rời khỏi đây, không biết lúc nào mới có thể gặp ngươi. Gia tộc của ta không giống như những gia tộc khác, vì vậy không có thực lực tuyệt đối căn bản ngươi sẽ không gặp được ta. Chuyện này đối với ngươi cũng coi như một chuyện tốt, nhưng mà, ta vẫn sẽ tìm biện pháp đi gặp ngươi. Độc Cô Cảnh Văn nói. Sau khi trở về chăm sóc bản thân mình cho tốt. Lục Lâm Thiên nói. Lâm Thiên, hiện tại ta hỏi ngươi, ta chờ ngươi, thế nhưng ngươi có thể chờ ta một đoạn thời gian được không? Nhìn chăm chú vào Lục Lâm Thiên, trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Độc Cô Cảnh Văn cũng hiện lên vẻ không nỡ. Sẽ như vậy. Lục Lâm Thiên khẳng định nói. Tuy rằng hiện tại ta không biết gia tộc nàng ở đâu. Thế nhưng ta có thể đảm bảo, sau khi có đủ thực lực ta sẽ đi tìm nàng. Có những lời này của ngươi là được rồi. Độc Cô Cảnh Văn thản nhiên người, lập tức nhào tới trong lòng Lục Lâm Thiên, một thanh âm khẽ lọt vào tai Lục Lâm Thiên. Lâm Thiên, trong Lục gia có một kiện bảo vật, ngươi phải nghĩ biện pháp lấy nó. Về phần Triệu gia, thậm chí là Lục gia, chưa từng đơn giản như trong tưởng tượng của ngươi đâu. Làm mọi việc phải chú ý một chút. Nói xong, Độc Cô Cảnh Văn từ trong lòng Lục Lâm Thiên lùi ra, vẻ mặt khôi phục vẻ lạnh lùng như cũ. Tiểu thư, chúng ta phải đi rồi. Cũng vào lúc này Lục Lâm Thiên cảm nhận được từng đạo khí tức cường hãn từ trong đại điện đang đi ra, phóng mắt nhìn lại thì thấy 9 đạo thân ảnh đang xuất hiện trong tầm mắt hắn. Khí tức thật mạnh mẽ. Ngay lúc này, hai hàng lông mày Lục Lâm Thiên nhíu lại, trong 9 đạo thân ảnh từ đại điện đi ra. Ngoại trừ Vân Khiếu Thiên, Vân Hồng Lăng, Độc Cô Băng Lan ra, khí tức 6 người còn lại đều vô cùng cường hãn, thấp nhất cũng đã đạt tới vũ xuất, mà 6 người này Lục Lâm Thiên chưa gặp qua bao giờ. Dẫn đầu 6 người này là một lão giả tóc dài màu đen, khí tức thu liễm lại, thế nhưng vô hình trung từ trên người hắn tỏa ra một cỗ khí tức không kém Vân Khiếu Thiên chút nào. Cường giả Vũ Vương. Lục Lâm Thiên thầm nghĩ trong lòng, thực lực của lão giả tóc đen này tuyệt đối đã tới Vũ Vương. Trong 5 người còn lại, khí tức quanh người tuy rằng đã thu liếm, thế nhưng Lục Lâm Thiên cũng không khó nhận ra tu vi thực lực của 5 người này tuyệt đối đã đến vũ xuất. Chỉ sợ thực lực đã tới bát trọng, cửu trọng vũ xuất rồi. So với đám trưởng lão Vân Dương Tông không kém một chút nào. Ta biết rồi. Độc Cô Cảnh Văn đi tới trước mặt lão giả tóc đen kia nói. Tiểu thư, bên ngoài có một số người tiểu thư cũng không nên quen biết. Đó là một số người vô dụng và phế vật. Lão giả tóc đen kia chăm chú nhìn vào Lục Lâm Thiên, trong mắt hiện lên sự kinh thường, ý tứ trong lời nói này đương nhiên chỉ Lục Lâm Thiên. Cửu trưởng lão, vị này chính là Lục Lâm Thiên, là bằng hữu của ta, người nói chuyện phải chú ý một chút. Độc Cô Cảnh Văn nhướng mày nói. Tiểu thư, ta cũng chỉ có ý tốt như vậy thôi. Tiểu thư còn trẻ, cũng không biết sự đáng sợ của thế gian hiểm ác, không phải ai cũng có thể trở thành bằng hữu với tiểu thư được. Ánh mắt lão giả tóc đen lại liếc về phía Lục Lâm Thiên, không chút coi trọng, thản nhiên nói. Ngươi gọi là Lục Lâm Thiên sao? Lục Lâm Thiên đã sớm nhìn về phía lão giả này, trong lòng vô cùng tức giận, cũng không thể phát tác, người ta là cường giả Vũ Vương, hắn có thể làm gì bây giờ? Phỏng chừng người ta chỉ cần ho khan một tiếng là có thể đánh bay hắn. Thế nhưng Lục Lâm Thiên há là người can tâm tình nguyện bị người khác kinh bỉ, thế nhưng đây lại là cường giả Vũ Vương nha. Hắn cũng không cần để ý tới, lập tức không nhìn cường giả Vũ Vương kia, hắn quay về phía Độc Cô Cảnh Văn nói. Cảnh Văn, trở về nhất định phải chiếu cố cho bản thân thật tốt, có một ngày nhất định ta sẽ đi tìm nàng. Ta biết, nếu ta không đi tìm ngươi, ta nhất định sẽ chờ ngươi. Độc Cô Băng Lan nói. Tiểu tử thật to gan. Lão giả tóc đen mặt mũi sầm xuống, tiểu tử này không ngờ lại không thèm để ý tới hắn, trong lòng vô cùng tức giận.
lúc này một cỗ khí tức cường hãn, vô hình nhanh chóng khuếch tán về phía Lục Lâm Thiên. Tiểu thư há là người mà ngươi nói muốn tìm là có thể tìm được sao? Ngươi xứng sao? Cửu trưởng lão, ngươi đường đường là trưởng lão, thế nhưng lại đánh mất mặt mũi của tộc ta rồi. Sắc mặt Độc Cô Cảnh Văn trầm xuống, vẻ mặt giận dữ, thân ảnh nhanh chóng đứng chắn trước người Lục Lâm Thiên. Suy! Sắc mặt lão giả tóc đen tức thì nhăn nhó, cỗ khí tức vô hình bắn về phía Lục Lâm Thiên trong nháy mắt được thu lại, nói. Tiểu thư, ta hoàn toàn suy nghĩ cho gia tộc, tiểu thư hẳn cũng biết thân phận của mình, nếu như tiểu thư xảy ra chuyện gì, ta cũng không có cách nào ăn nói với gia tộc. Cửu trưởng lão, Lục Lâm Thiên là đệ tử Vân Dương Tông, tiểu bối có chỗ nào đắc tội mong trưởng lão không nên tính toán. Lúc này Vân Khiếu Thiên cũng tiến tới bên cạnh Lục Lâm Thiên. Hừ, trưởng lão tóc đen kia nhàn nhạt liếc nhìn Lục Lâm Thiên rồi nói với Độc Cô Cảnh Văn. Tiểu thư, chúng ta cần phải đi rồi. Vừa nói xong, xa trên không trung đột nhiên xuất hiện tiếng xé gió, trên ngọn núi một đám tuyết lớn bị đánh bay, giống như từ giữa không trung xuất hiện một cơn gió lớn. Ngao, một tiếng gầm gừ xuyên thấu không gian, giữa không trung, một đầu yêu thú khổng lồ đang phá không lao tới. Hàn băng thiên lang, Hàn băng thiên lang lục giai. Nhìn đầu yêu thú khổng lồ trên không trung, Lục Lâm Thiên cũng không nhìn được mà sợ hãi than, yêu thú khổng lồ này chừng trăm thước, có lẽ là kích thước lớn nhất của bản thể, tuy rằng lăng không trên trời, thế nhưng cũng không có hai cánh, cả người trắng như tuyết, quanh thân tỏa ra khí tức lạnh lẽ, hai mắt đỏ sậm, trên bốn chân có lợi chảo sắc bén, miệng mơ hồ còn có răng nanh bén nhọn. Dượng, Cảnh Văn cáo từ, trong khoảng thời gian này làm phiền Dượng rồi. Độc Cô Cảnh Văn thi lễ với Vân Khiếu Thiên, lại nói với Vân Hồng Lăng. Hồng Lăng, tỷ về đây, có thời gian qua thăm ta. Dượng. Nghe thấy Độc Cô Cảnh Văn nói vậy, Lục Lâm Thiên tức thì cả kinh, trong lòng lại thầm cười khổ. Lúc ở Trấn Thanh Vân hắn từng hoài nghị, Độc Cô Băng Lan và Thúy Ngọc này sao lại có thể thuận lợi gia nhập Vân Dương Tông, mà Độc Cô Cảnh Văn còn dùng thân phận nha hoàn ở lại Vân Dương Tông, hóa ra Vân Khiếu Thiên là dượng của Độc Cô Cảnh Văn. Cảnh Văn, sao lại phiền phức chứ, chỉ là con không nên ẩn giấu thân phận làm nha hoàn, quả thực ủy khuất cho con rồi. Vân Khiếu Thiên mỉm cười nói. Biểu tỷ, nếu không phải tham gia đại hội Tam Tông Tứ Môn, muội sẽ đi cùng với tỷ. Vân Hồng Lăng lưu luyến không rời nói. Nha đầu ngốc này. Độc Cô Băng Lan đi tới bên người Vân Hồng Lăng rồi nói thầm. Có nhớ kỹ những gì ta dặn không? Biểu tỷ, muội nhớ rồi. Khuôn mặt Vân Hồng Lăng đỏ lên, liếc mắt nhìn Lục Lâm Thiên cách đó không xa liền chu miệng nói với Độc Cô Cảnh Văn. Lâm Thiên, ta đi đây. Cuối cùng Độc Cô Cảnh Văn đi tới bên người Lục Lâm Thiên rồi nói. Ta nên tìm nàng thế nào? Lục Lâm Thiên hỏi. Chờ sau khi ngươi có thực lực nhất định, tự nhiên sẽ biết tìm ta thế nào. Độc Cô Cảnh Văn nhìn Lục Lâm Thiên, ánh mắt có chút giảo hoạt nói. Ta không ở đây ngươi phải thành thật một chút. Ta đã bảo Hồng Lăng canh chừng ngươi rồi. Chờ ta nhé, có một ngày ta nhất định sẽ tìm được nàng. Nhìn nữ tử tuyệt mỹ trước mặt Lục Lâm Thiên đột nhiên có cảm giác không nỡ. Nhìn Lục Lâm Thiên, Độc Cô Cảnh Văn thản nhiên cười, gật đầu nói. Ta sẽ chờ ngươi. Nói xong, trong ánh mắt thâm tình Độc Cô Cảnh Văn đột nhiên hôn lên mặt Lục Lâm Thiên. Thân thể mềm mại khẽ động, quanh thân có một cỗ linh lực khẽ bùng ra, trong nháy mắt nhảy lên bầu trời. Nhẹ nhàng đáp xuống lưng yêu thú Hàn băng thiên lang lục giai trên bầu trời kia. Tóc đen khẽ bay, cộng thêm khí chất dung nhan của bản thân khiến cho Lục Lâm Thiên có chút đau lòng. Lâm Thiên, khi nào ngươi có thực lực cường hãn nhất định phải tới tìm tiểu thư, đừng làm cho tiểu thư phải chờ ngươi lâu quá. Độc Cô Băng Lan chậm rãi đi tới bên người Lục Lâm Thiên, nói xong, bóng hình xinh đẹp cũng đi tới trên lưng Hàn băng thiên lang. Chúng ta đi. Lão giả tóc đen nói một tiếng. Ánh mắt coi thường khẽ đảo qua trên người Lục Lâm Thiên, sáu người trong nháy mắt nhảy lên không trung, không gian chung quanh khẽ chấn động, giống như là gấp khúc vậy. Tiểu tử, người đừng ảo tưởng cóc mà ăn thịt thiên nga, người còn chưa đủ tư cách. Lần này ta cảnh cáo ngươi, nếu như dám quấn lấy tiểu thư nhà ta, ta giết ngươi so với giết một con kiến không khác gì nhau. Một thanh âm truyền tới trong tai Lục Lâm Thiên, chính là của lão giả tóc đen kia. Ngao! Một tiếng rít gào vang lên, bốn chân Hàn băng thiên lang khẽ nhún một cái, thân ảnh trong nháy mắt bay về phía trước. Trên lưng Hàn băng thiên lang,
thân ảnh tuyệt mỹ nhìn chăm chú vào người thanh niên áo xanh đang đứng phía dưới, cánh tay ngọc vung lên, ánh mắt vô cùng không nỡ, thế nhưng cự ly càng ngày càng xa. Lâm Thiên, ta sẽ nhớ chàng. Thanh âm ôn nhu truyền tới trong tai Lục Lâm Thiên, thân ảnh đã không nhìn rõ, cuối cùng khi thân ảnh đầu Hàn Băng Thiên Lan kia biến mất cũng biến mất theo. Cảnh Văn, nàng đối với ta như vậy ta sẽ không phụ nàng. Nhìn vào thân ảnh tuyệt mỹ biến mất trên không trung, Lục Lâm Thiên thầm nói, ánh mắt lạnh lùng lẩm bẩm. Lão thất phu, có một ngày Lục Lâm Thiên ta cũng sẽ giết ngươi như giết một con kiến. Tiểu tặc, sau này còn có thể gặp được biểu tỷ mà. Vân Hồng Lăng đi tới bên người Lục Lâm Thiên nói. Ánh mắt Vân Khiếu Thiên rơi vào trên người Lục Lâm Thiên, lại nhìn chăm chú vào Vân Hồng Lăng, khẽ cười khổ. Nhìn chăm chú vào phương hướng Độc Cô Cảnh Văn rời đi, Lục Lâm Thiên đứng trên ngọn núi thật lâu rồi mới rời đi. Lúc màn đêm buông xuống Lục Lâm Thiên mới trở lại ngọn núi của mình. Lão đại, huynh làm sao vậy? Dường như tâm tình của huynh không tốt lắm. Trong đình viện, Tiểu Long đi tới trên vai Lục Lâm Thiên rồi hỏi. Lục Lâm Thiên vỗ đầu Tiểu Long rồi nói. Tiểu Long, giúp ta hộ pháp, ta muốn bế quan vài ngày. Được, không thành vấn đề. Tiểu Long nói. Trong phòng, Lục Lâm Thiên khoanh chân ngồi xuống, trong lòng nghĩ tới lão giả tóc đen trong mắt bắn ra một cỗ hàn mang, không có thực lực cũng chỉ có thể bị người ta lăng nhục, hắn phải mau chóng tăng cường thực lực mới được. Chuẩn bị đột phá. Một lát sau, Lục Lâm Thiên bình tĩnh lại, nhiệm vụ hàng đầu của hắn hiện tại chính là đột phá tới vũ tướng. Phải tiến vào top 3 của Đại hội Tam Tông Tứ Môn thu được vạn niên xích đồng, sau đó rời khỏi Vân Dương Tôn trở lại cổ vực. Rời khỏi Vân Dương Tông, hắn có thể nghĩ biện pháp thôn phệ linh giả và vũ giả, thực lực của hắn mới nhanh chóng tăng trưởng được. Thủ ấn khẽ kết, một viên yêu đan tứ giai hậu kỳ xuất hiện trong tay Lục Lâm Thiên. Đây là một viên yêu đan tràn ngập khí tức thổ hệ, không chút chần chờ, Lục Lâm Thiên nhét yêu đan vào miệng. Từ mật địa đi ra đã được 20 mấy ngày, đột phá tới cửu trọng đã được gần 4 tháng, lúc này Lục Lâm Thiên dự định cấp tốc đột phá. Lúc này đột phá là trùng kích vũ tướng và linh tướng. Sắp tới là Đại hội Tam Tông Tứ Môn, Lục Lâm Thiên cũng đã tính tới chuyện này, sau khi đột phá tới vũ tướng và linh tướng thực lực của hắn sẽ đại tăng, đến lúc đó trên Đại hội Tam Tông Tứ Môn cũng có thêm chút nắm chắc. Mà đây cũng là nguyên nhân Lục Lâm Thiên đáp ứng với Vân Khiếu Thiên. Sau khi hắn đột phá tới vũ tướng, dựa theo phỏng đoán của bản thân Lục Lâm Thiên, thực lực hiện tại của hắn là vũ phách cửu trọng là có thể chống lại vũ tướng tam trọng như Khuất Đao Tuyệt. Vậy thì sau khi đột phá vũ tướng tuyệt đối có thể chống lại vũ tướng ngũ trọng, nếu như thi triển con bài chưa lật nữa thì càng không cần phải nói. Về phần Đại hội Tam Tông Tứ Môn, Lục Lâm Thiên cũng có một ít nắm chắc. Con bài chưa lật của hắn hiện tại có Chu Tước Quyết, Hư Linh Huyền Ấn phối hợp với vũ kỹ, còn có hai bộ vũ kỹ công kích huyền cấp sơ giai, lại thêm thân pháp phù quang lược ảnh, thực lực của hắn sau khi đạt tới vũ tướng, nếu như dựa theo thực lực của đệ tử thân truyền Vân Dương Tông mà tính, bản thân hắn muốn tiến vào top 3 không phải là không có nắm chắc. Vù vù, yêu đan tiến vào cơ thể lập tức hóa thành năng lượng khổng lồ khuếch tán ra chung quanh. Có lẽ là bởi vì Lục Lâm Thiên hiện tại đã là vũ phách cửu trọng cho nên năng lượng yêu đan tứ giai hậu kỳ cũng không tạo thành trùng kích quá lớn trong cơ thể Lục Lâm Thiên, thế nhưng cũng không quá nhỏ. Tay đánh ra từng đạo thủ ấn, Lục Lâm Thiên nhanh chóng tiến vào trạng thái tu luyện, vận chuyển âm dương linh vũ quyết bắt đầu luyện hóa cỗ năng lượng khổng lồ do yêu đan biến thành. Năng lượng sau khi vận chuyển mấy vòng trong kinh mạch là có thể hóa thành chân khí tinh thuần tiến vào trong đan điền. Theo những chân khí cuồn cuộn không ngừng tiến vào trong đan điền, ngũ sắc vũ đan trong đan điền cũng nhanh chóng xoay tròn, chân khí càng lúc càng no đủ, khí tức quanh người Lục Lâm Thiên bắt đầu càng mạnh. Ăn vào một viên yêu đan tứ giai hậu kỳ, Lục Lâm Thiên cũng có chút nắm chắc đột phá tới vũ tướng, mà tu vi linh lực của hắn cũng đã tới linh phách cửu trọng đỉnh phong, đến lúc đó tu vi vũ giả đột phá, tu vi linh giả cũng sẽ đột phá theo. Vũ tướng nhất trọng và linh tướng nhất trọng. Đến lúc đó thực lực của hắn tuyệt đối tăng lên mạnh mẽ. Thời gian chậm rãi trôi qua, Lục Lâm Thiên tiến vào trạng thái tu luyện, bên ngoài có Tiểu Long, Thiên Sĩ Tuyết Sư, Huyết Tích Dịch ở ngoài hộ pháp. Trong phòng, Lục Lâm Thiên nhắm chặt hai mắt khoanh chân ngồi đó, quanh thân không biết từ lúc nào xuất hiện một vòng quang mang màu vàng bao phủ lấy cơ thể hắn. Nếu nhìn kỹ vào vòng quang mang có thể thấy tổng cơ thể Lục Lâm Thiên lúc này có một tia chân khí tiết ra ngoài, không ngừng tràn ra bên ngoài cơ thể. Lập tức lại bị một cỗ hấp lực thu vào trong cơ thể,
giống như một vòng tuần hoàn, một thả một thu, có vẻ cực kỳ huyền ảo. Trong trạng thái này, nếu như có người ngoài ở đây nhất định có thể nhận ra, trạng thái của Lục Lâm Thiên hiện tại đã sát tới biên giới đột phá, trong trạng thái này không thể bị người khác quấy rầy. Thời gian chậm rãi trôi qua, Lục Lâm Thiên đã ở trong phòng 7 ngày, thế nhưng lại không có động tĩnh quá lớn. Trước đây thời gian Lục Lâm Thiên đột phá, ngoại trừ lúc đột phá vũ phách có chút phiền phức ra, trên cơ bản đột phá đều vô cùng thuận lợi, rất nhanh có thể đột phá xong. Mà lúc này dường như chậm chạp hơn một chút, theo tu vi ngày càng cao, coi như là tới cửu trọng đỉnh phong, muốn đột phá lên cũng cần không ít thời gian. Thời gian lại tiếp tục trôi qua, Lục Lâm Thiên giống như một lão tăng đang đả tọa, quanh thân được bao phủ bởi một vòng quang mang. Trên ngọn núi, không biết khi nào đã được bao phủ bởi một mảnh trắng xóa, dãy núi nguy nga lúc này toàn bị tuyết bao phủ. Ngày thứ 9, một thân ảnh xinh đẹp đáng xuống ngọn núi, y phục màu đỏ, dung nhan tinh xảo, khí chất ưu nhã cao quý, chính là Lục Vô Song. Vô Song tỷ, một đạo hoàng quang bắn ra, Tiểu Long đáp xuống vai Lục Vô Song. Tiểu Long, sao đệ lại ở ngoài này? Lục Vô Song nói, sau đó đặt Tiểu Long vào lòng bàn tay, nở nụ cười khẽ. Lão đại đang bế quang đột phá cho nên đệ ở ngoài này hộ pháp. Tiểu Long ngẩng đầu nói. Bế quan đột phá sao? Lục Vô Song nhìn về phía đình viện rồi nói. Tiểu Long, hắn bế quan được bao lâu rồi? Đã qua 8 ngày. Tiểu Long nhanh chóng đáp. Ồ! Ngay lúc này Tiểu Long ngẩng đầu nhìn về phía đình viện, lúc này có một cỗ khí tức đang nhanh chóng kéo lên. Lão đại đang bắt đầu đột phá. Tiểu Long trong nháy mắt bắn về phía sau, đôi mắt nhỏ hưng phấn nhìn vào trong phòng. Trong đình viện, mơ hồ có một cỗ năng lượng vô hình đang hội tụ, nhanh chóng tiến vào trong phòng. Trong phòng, lúc này quanh thân Lục Lâm Thiên được bao phủ bởi một vòng quang mang, một cỗ năng lượng vô hình xuyên qua quang mang tiến vào trong cơ thể, khí tức quanh thân đột nhiên tăng vọt. Người này, lần này đột phá hẳn là vũ tướng. Nhìn vào trong đình viện, trong đôi mắt xinh đẹp của Lục Vô Song hiện lên vẻ vui mừng. Cảm giác khí tức bên trong phòng vẫn đang kéo lên, Lục Vô Song kiên nhẫn đứng ở bên ngoài đình viện. Một lát sau, khí tức đã càng ngày càng mạnh. Siêu! Trên ngọn núi lúc này đột nhiên bộc phát ra âm hưởng bạo liệt, trong nháy mắt, năng lượng chung quanh không gian không ngờ đột nhiên kịch liệt. Trên đình viện, năng lượng cuồng bạo dường như bị một thứ gì đó dẫn dắt, nhanh chóng hội tụ tiến vào trong phòng. Năng lượng bàng bạc chút xuống, khí lưu chung quanh liên tục lắc lư, một cỗ năng lượng ba động nhanh chóng khuếch tán, lúc này trong đình viện, một cỗ khí tức mạnh mẽ bắt đầu trong nháy mắt kéo lên. Tên này, đột phá vũ tướng không ngờ lại khiến có thanh thế lớn như vậy. Cảm nhận được khí tức này, trong đôi mắt xinh đẹp của Lục Vô Song hiện lên sự vui vẻ. Khí tức kéo lên, năng lượng phát ra ngày càng cuồng bạo, năng lượng này vừa mới bắt đầu bình ổn thì trong nháy mắt có một cỗ khí thế được kéo lên. Lẽ nào linh lực cũng đột phá sao? Hai cỗ khí tức xuất hiện khiến cho Lục Vô Song cảm nhận được rõ ràng, hai hàng lông mi nhíu lại, nhanh chóng nghĩ tới một việc, Lục Lâm Thiên là linh vũ song tu, lúc này nhất định là linh lực cũng đã đột phá. Năng lượng thiên địa vô hình lúc này nhanh chóng hội tụ trên ngọn núi, một cỗ năng lượng đậm đặc tiến vào trong đình viện. Mà theo sự tiến nhập của cỗ năng lượng này, không đến một phút sau bắt đầu tiêu tán. Năng lượng hội tụ trong bầu trời cũng tiêu tán trong không trung. Vù vù. Trong đình viện, Lục Lâm Thiên nhắm chặt hai mắt lúc này bỗng nhiên mở ra. Trong nháy mắt này tinh quang trong mắt bắn ra, một cỗ khí thế cường hãn đột nhiên từ trong cơ thể giống như phô thiên cái địa bạo phát. Khí thế như vậy, đã đạt chân tới cánh cửa của cường giả, thực lực vũ tướng, trên toàn bộ đại lục cũng có thể được coi là cường giả. Trong khí thế bạo phát, không gian chung quanh chấn động. Lập tức khí thế vừa rồi của Lục Lâm Thiên thu lại, bàn tay nắm chặt, một cỗ khí tức thuộc tính thổ tuôn ra, bao chung quanh nắm tay, không gian chung quanh gợn sóng, giống như là gấp khúc vậy. Đây là thực lực vũ tướng sao? Khóe miệng Lục Lâm Thiên hiện lên nụ cười hứng phấn, cảm giác được chân khí và linh lực trong cơ thể hiện tại, Lục Lâm Thiên biết, rốt cuộc hắn cũng đã đặt chân tới vũ tướng và linh tướng. Lục Lâm Thiên còn nhớ rõ khi trước. Khi hắn nhìn thấy một người có tu vi vũ tướng cũng chỉ có thể dùng ánh mắt ao ước mà thôi. Thế nhưng hiện tại chính hắn rốt cuộc cũng đã tới bước này. Đại hội Tam Tông Tứ Môn. Lục Lâm Thiên buông nắm tay, trong lòng thầm nghĩ tới Đại hội Tam Tông Tứ Môn, vì vạn niên xích đồng hắn nhất định phải tiến vào top 3.
Ánh mắt thu lại, trong con người đen kịt của Lục Lâm Thiên bắn ra hàn ý, phụ tướng cũng còn chưa đủ, đây không phải là mục tiêu mà hắn truy cầu, chí ít cách mục tiêu mà hắn truy cầu còn kém rất xa. Lão thất phu, có một ngày ta sẽ cho ngươi giống như con kiến trước mặt ta. Hàn ý tăng lên, trong đầu Lục Lâm Thiên hiện lên thân ảnh lão giả tóc đen mang theo Độc Cô Cảnh Văn đi. Độc Cô Cảnh Văn luôn miệng gọi hắn là cửu trưởng lão này, khi ở trên chủ phong Vân Dương Tông đã coi thường và lăng nhục hắn. Vũ Vương thì làm sao? Sư phụ thánh thủ linh tôn của hắn chính là linh tôn cửu trọng đỉnh phong. Có một ngày nhất định hắn cũng có thể đi tới một bước này. Ngày đó là ngày hắn dùng ánh mắt bao quát thiên địa. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Hít sâu một hơi, Lục Lâm Thiên dẹp loạn tâm tình của mình. Hắn đã không phải là Lục Lâm Thiên 3 năm về trước, ai trong Lục gia cũng có thể lăng nhục. Hắn của hiện tại đã có năng lực bảo vệ mình, có căn cơ của chính mình. Ngày sau hắn cũng có thể sừng sững đứng trên đại lục Linh Vũ, chiếm được một chỗ nhỏ nhoi thuộc về mình. Nhà đầu kia đột phá cũng không ít nha. Tâm thần tỏa ra, Lục Lâm Thiên nhanh chóng cảm giác được có một người khác đang đứng ngoài đình viện, lúc này đã là Vũ Phách Bát Trọng, ăn vào một khỏa thánh quả linh vũ đột phá không ít nha. Mỉm cười, Lục Lâm Thiên rời khỏi phòng. Bên ngoài đình viện, thân ảnh xinh đẹp kia đã xuất hiện trong tầm mắt của Lục Lâm Thiên. Đột phá rồi. Nhìn Lục Lâm Thiên, Lục Vô Song khẽ hỏi. Nàng mỉm cười. Dáng vẻ tươi cười này chỉ có nam tử áo xanh trước mặt nàng mới có may mắn nhìn thấy. Đúng vậy. Nhìn nữ tử tuyệt mỹ trước mặt, Lục Lâm Thiên nhẹ nhàng ôm nàng vàng lòng. Không có lúc nào đứng đắn. Hớn dỗi nói một tiếng, Lục Vô Song cũng nhẹ nhàng tựa vào bờ vai rộng kia. Hi hi, ta thấy rồi. Một tiếng vui cười truyền tới, tiếng nói vừa dứt một thân ảnh xinh đẹp từ trên lưng yêu thú phi hành đáp xuống ngọn núi. Chính là Vân Hồng Lăng chứ không phải là ai khác. Lục Vô Song có chút e thẹn từ trong lòng Lục Lâm Thiên đi ra, nói. Nhà đầu nhà muội sao cũng tới đây. Tu vi dường như tăng lên không ít nha. Lục Lâm Thiên nhìn khí tức trên người Vân Hồng Lăng cũng rất là kinh ngạc. Lúc này mới trải qua một tháng, vốn Vân Hồng Lăng chỉ có tu vi vũ tướng nhị trọng mà hiện tại từ khí tức trên người nàng có thể thấy được đã tới vũ tướng nhị trọng đỉnh phong, tiến bộ vô cùng nhanh chóng. Cha muội bảo muội tới nói cho tiểu tặc, ngày mai sẽ xuất phát đi thành thiên kiếm, bảo tiểu tặc chuẩn bị một chút. Vân Hồng Lăng nói với Lục Lâm Thiên. Ta biết rồi. Lục Lâm Thiên nói, tính toán thời gian cũng không sai lệch lắm. Hai nàng ở trên ngọn núi của Lục Lâm Thiên mấy canh giờ, ở giữa hai người lúc này Lục Lâm Thiên rốt cuộc cũng yên tâm, hai nàng dường như không tồi, cũng không có ý tứ ghen tuông, ngay cả nữ nhân điêu ngoa như Vân Hồng Lăng cũng có vẻ khác hẳn. Lục Lâm Thiên có cảm giác giữa hai nàng dường như có sự ăn ý. Sau khi hai nàng rời đi đã là lúc chạng vạng, vầng thái dương lặn xuống, thay vào đó là vầng trăng tỏa ra ánh sáng lờ mờ trên sơn mạch Vân Dương. Lục Lâm Thiên, ba nữ nhân bên cạnh ngươi đều vô cùng xinh đẹp. Trong đình biện, cửu vĩ yêu hồ Bạch Linh biến ảo thành hình người dùng đôi mắt mê hoặc kia nhìn Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên cười hắc hắc nhìn chăm chú vào Bạch Linh nói. Nàng còn đẹp hơn. Trong thiên địa này chỉ sợ cũng không có ai đẹp như nàng. Thật không? Bạch Linh thản nhiên cười, càng làm cho nàng thêm động lòng người, nghe Lục Lâm Thiên nói như vậy trong lòng nàng cũng cực kỳ vui vẻ. Bạch Linh ngày mai chúng ta có thể rời khỏi nơi này. Lục Lâm Thiên nói, không biết khí tức của bản thể ngươi sau khi thu liếm có bị cường giả khác cảm nhận được không? Tâm cảnh ta đã tới bát giai. Ta thu liếm khí tức trừ khi là vũ tôn và linh tôn bằng không hẳn sẽ không nhận ra khí tức của ta. Đôi mắt xinh đẹp của Bạch Linh sáng ngời nói. Ta rốt cuộc có thể đi thăm thú mọi nơi rồi. Vậy thì tốt, vậy cũng chỉ có thể ủy khuất nàng, đến lúc đó khôi phục bản thể hình người đi theo bên người ta. Lục Lâm Thiên nói. Không sao, dù sao đi nữa ta cũng muốn đi theo bên cạnh ngươi 5 năm. Còn nữa, còn có Tiểu Long đi với ta nữa mà. Bạch Linh mỉm cười, Tiểu Long lúc này đã nhanh chóng đi tới bên người Bạch Linh. Trong phòng, Lục Lâm Thiên khoanh chân ngồi xuống, ngày mai xuất phát, đại hộ tam tông tứ môn này, hắn phải nhất định thu được vạn niên xích đồng, sau khi thu được nó là có thể rời khỏi Vân Dương Tông rồi. Ồ, ngay khi Lục Lâm Thiên muốn thu thập một chút yêu đan trong túi chữ vật thì đột nhiên kinh ngạc. Trong túi chữ vật, khi trước vốn có hơn 10 khỏa yêu đan chiếm được trong mật địa.
Lục Lâm Thiên còn chưa kịp dùng đều ném vào trong túi trữ vật. Hắn muốn dùng đám yêu đan này đột phá tới vũ tướng, thế như hiện tại hắn đã đột phá tới vũ tướng rồi. Mà những yêu đan trong mật địa này phần lớn đều là tứ giai, hiệu quả dùng hiện tại cũng không quá lớn. Mà thứ khiến cho Lục Lâm Thiên kinh ngạc nhất là lúc thu thập túi không gian hắn lại nhìn thấy tiểu đao màu vàng lấy trong di chỉ ở mật địa kia. Tiểu đao này vốn chỉ như ngón tay cái, cả vật thể ám, thế nhưng lúc này cũng không biết vì sao lại tràn ngập vẻ đỏ sập, màu sắc này có chút giống màu máu tươi khiến cho người ta nhìn vào cảm thấy tim đập nhanh hơn. Tại sao lại có thể như vậy? Lục Lâm Thiên cầm lấy tiểu đao đặt vào trong tay mình, trên tiểu đao lúc này không ngờ là mơ hồ tỏa ra năng lượng. Khẽ nhướng mày, Lục Lâm Thiên cảm giác được tiểu đao này dường như không tầm thường, lập tức dùng tâm thần quét ra. Suy! Ngay trong nháy mắt tâm thần quét qua, trên tiểu đao màu vàng này, màu đỏ sậm trên thân đao khẽ lưu chuyển rồi đột nhiên hóa thành một đạo hồng quang nhanh như thiểm điện bắn vào mi tâm Lục Lâm Thiên. Không tốt! Lục Lâm Thiên thầm nghĩ một tiếng không tốt. Thế nhưng lúc này đã không còn kịp rồi. Tiểu đao này hóa thành một đạo hồng quang giống như là phá vỡ mi tâm Lục Lâm Thiên tiến vào trong đầu hắn. Tại sao lại có thể như vậy? Sắc mặt Lục Lâm Thiên đại biến, lúc này Lục Lâm Thiên có thể cảm giác được rõ ràng trong đầu hắn, cái tiểu đao màu vàng kia lúc này lại ngưng tụ thành hình, trực tiếp nhắm vào hồn đan trong người hắn mà bắn tới. Hồn đan, chính là thứ trọng yếu nhất của hắn, nếu như bị bất cứ một tổn hại nào, đều có thể tạo thành thương tổn chí mạng với hắn. Ngăn cản nó. Trong lòng Lục Lâm Thiên kinh hãi, thầm hít sâu một hơi. Thủ ấn được kết, linh lực bàng bạc trong đầu đột nhiên cuồn cuộn, linh lực trong người hóa thành một vòng xoáy lớn, trong nháy mắt ngăn cản trước tiểu đao màu vàng kia. Siêu siêu. Mà đúng lúc này, điều khiến cho Lục Lâm Thiên không ngờ tới chính là trên tiểu đao màu vàng này đột nhiên phát ra một mảnh đao mang to lớn, đao mang giờ lên cao rồi ầm ầm hạ xuống. Trong nháy mắt đem linh lực đang hóa thành vòng xoáy của Lục Lâm Thiên chém thành hai nửa. Khục khục. Trong miệng Lục Lâm Thiên phun ra một ngụm máu, linh lực bị tổn thương nặng, trong đầu truyền tới cảm giác đau đớn. Chết tiệt. Lúc này Lục Lâm Thiên căn bản không có thời gian mà để ý tới thương thế của bản thân, thủ ấn lần thứ hai tiếp tục biến hóa, hồn đan trong đầu nhanh chóng xoay tròn, trên hồn đan, linh hồn lực bạo phát ra. Linh hồn ngưng vật. Lục Lâm Thiên khẽ quát lên một tiếng, linh hồn lực trong đầu đột nhiên ngưng tụ thành một đầu cự hổ bạch sắc, một cỗ uy áp vô hình nhanh chóng khuếch tán ra. Cự hổ bạch sắc trong nháy mắt đánh về phía đao mang màu vàng kia, trên lợi chảo lúc này không gian dường như bị xé rách tạo ra một mảnh quang mang chói mắt. Linh hồn ngưng vật, Lục Lâm Thiên vốn lúc còn ở linh phách không thể làm được, thế nhưng sau khi linh hồn lực được Vũ Linh Thánh quả tẩm bổ và đột phá tới vũ tướng đã có thể thành công dùng linh hồn ngưng vật. Mà hiện tại, đầu bạch hổ trong người hắn hiện tại chính là do linh hồn lực của Lục Lâm Thiên ngưng tụ thành một vật thể thực chất hóa, đối với linh hồn lực mà nói tuyệt đối là một loại khảo nghiệm trình độ cường hàn của bản thân. Linh tướng có thể ngưng tụ thành binh khí, hoặc là một số con vật nhỏ, thế nhưng có thể ngưng tụ thành một con hổ lớn như vậy, không phải là thứ mà linh tướng nhất trọng có thể làm được. Phi. Mà ngay khi một chảo của đầu bạch hổ lớn này lăng không đánh xuống thì trên tiểu đao màu vàng kia đột nhiên bộc phát ra một mảnh đao mang khổng lồ, đao mang như thiểm điện đánh xuống, vô thanh vô tức cắt đứt hư không trong nháy mắt bổ vào thân thể đầu bạch hổ khổng lồ. Phanh! Lục Lâm Thiên đột nhiên cảm giác được đầu mình mê muội, đầu bạch hổ do linh hồn lực của hắn ngưng tụ thành trong khoảnh khắc bị chém thành hai nữa. Hiu! Đao mang lúc này cũng không tiêu tán, ngược lại còn tiếp tục hung bạo hơn. Đột nhiên nhanh chóng bổ vào viên hồn đan đang xoay tròn kia. Phanh phanh. Viên hồn đan tỏa ra quang mang kia trong nháy mắt bị nghiền nát, hóa thành từng tia linh hồn lực khuếch tán. Khục khục. Lục Lâm Thiên ôm đầu miệng phun ra một ngụm máu lớn, lập tức ngã xuống giường. Trong đầu hắn lúc này hồn đan bị nghiền nát, hình ảnh cuối cùng hiện lên trong đầu Lục Lâm Thiên là mẫu thân, Lục Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Vân Hồng Lăng đột nhiên xẹt qua rồi hắn bất tỉnh nhân sự. Lão đại, tiểu long lớn tiếng rít lên, một đạo quang mang trong nháy mắt bắn vào trong gian phòng, đồng thời một thân ảnh tuyệt mỹ màu trắng cũng tới bên người Lục Lâm Thiên. Bạch Linh tỷ tỷ, để có cảm giác lão đại dường như đã bị thương nặng, tỷ mau nhìn xem. Tiểu long quay lại vội vàng nói với Bạch Linh. Đôi mắt xinh đẹp của Bạch Linh trầm xuống, lúc này nàng cẩn thận đánh giá Lục Lâm Thiên, thủ ấn khẽ biến hóa, từ trong mi tâm có một đạo quang mang tiến vào mi tâm Lục Lâm Thiên. Siêu. Trong sát na, không gian kịch liệt ba động,
quang mang từ trong mi tâm Bạch Linh vừa mới tiếp xúc với mi tâm của Lục Lâm Thiên thì đột nhiên có một cỗ lực lượng mạnh mẽ đánh tới. Khục khục, bằng vào thực lực hiện tại của Bạch Linh cũng trực tiếp lùi về sau mấy bước, thân thể chạm vào bức tường mới có thể đứng vững lại, sắc mặt vô cùng kinh hãi. Sát khí thật nồng đậm. Sắc mặt Bạch Linh tái nhợt, ánh mắt nhìn về phía Lục Lâm Thiên vô cùng kinh hãi. Bạch Linh tỷ tỷ, thế nào rồi? Tiểu Long sốt ruột hỏi. Trong cơ thể hắn có một cỗ lực lượng vô cùng lớn, lực lượng này ngăn cản khiến cho ngay cả ta cũng không thể tiến vào. Bạch Linh cả kinh nói. Lực lượng này dường như ta đã gặp ở đâu rồi, nhưng mà hiện tại lại không nhớ. Vậy làm sao bây giờ? Lão đại bị thương rồi, lão đại, huynh không thể bị làm sao nha? Tiểu Long ở bên cạnh Lục Lâm Thiên lớn tiếng nói, trong đôi mắt nho nhỏ bắn ra sự lo lắng, sốt ruột. Hắn không sao, ta vừa mới cảm giác được, khí tức của hắn cũng không có biến hóa gì, chúng ta chờ một chút nhìn xem rồi lại tính. Đôi mắt xinh đẹp của Bạch Linh trầm xuống, nói với Tiểu Long. Lúc này, Lục Lâm Thiên ngất đi cũng không biết mọi việc phát sinh trong đầu hắn hiện tại. Ngay khi Lục Lâm Thiên ngất đi, Lục Lâm Thiên chỉ thấy hồn đan trong đầu mình bị nghiền nát, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vì vậy Lục Lâm Thiên tuyệt vọng ngất đi, không có gì quan trọng hơn hồn đan bị nghiền nát khiến cho hắn tuyệt vọng. Mà trong nháy mắt đó Lục Lâm Thiên cũng không nhìn rõ, ngay khi hồn đan bị nghiền nát, đầu bạch hổ bằng linh hồn lực cũng hóa thành vô số mảnh nhỏ tiêu tán, thế nhưng trong vô hình, trên tiểu đao màu vàng kia xuất hiện một cỗ lực lượng thật lớn như một chiếc lưới ẩn hình, đem hồn đan bị vỡ nát và những mảnh nhỏ linh hồn kia tụ tập lại với nhau. Những mảnh nhỏ linh hồn này chậm rãi bị tiểu đao màu vàng kéo tới gần, trên tiểu đao màu vàng này dường như có một cỗ năng lượng vô hình, năng lượng này khiến cho những mảnh vỡ linh hồn lần thứ hai ngưng tụ thành hồn đan. Hồn đan lại vẹn toàn như lúc ban đầu, trên mặt còn có quang mang lưu động, bằng mắt thường cũng thể thấy được, lúc này trên hồn đan có một tia năng lượng nhỏ liên tiếp tiến vào tiểu đao màu vàng. Một tia năng lượng linh hồn nhỏ này lập tức được thôn phệ vào trong thân đao. Trên thân đao lúc này bắt đầu tràn ngập quang mang, dường như là tia linh hồn này chính là vật đại bổ của nó vậy. Siêu! Linh lực tán loạn chung quanh lần thứ hai bị kéo tới, hồn đan chậm rãi xoay tròn, lúc này tiểu đao màu vàng kia cũng ở trên hồn đan, chậm rãi xoay tròn theo hồn đan. Từ hồn đan hấp thu năng lượng linh hồn, chậm rãi tăng cường, mà tiểu đao màu vàng lúc này cũng hấp thu năng lượng trên hồn đan, biến hóa tuần hoàn như vậy. Trong đầu Lục Lâm Thiên đã khôi phục lại bộ dáng ban đầu, điều duy nhất không giống ban đầu chính là thanh tiểu đao màu vàng này đang ở trên hồn đan. Lúc này trong đầu Lục Lâm Thiên vô cùng hỗn loạn, hắn loáng thoáng cảm giác được trong đầu hắn xuất hiện một hình ảnh kinh khủng. Trong một núi non vô biên, một bóng lưng hùng vĩ tay cầm đại đao màu vàng, dưới chân là thi cốt chất như núi, những thi cốt này dường như có người còn có yêu thú lớn. Một màn này khiến cho Phong Vân biến sắc, có thể nó là quỷ khốc thần sầu. Máu tanh đầy rẫy, sát khí ngập trời, máu chảy thành sông. Khí tức này khiến cho Lục Lâm Thiên có cảm giác bản thân mình chỉ là tồn tại bé nhỏ như con kiến, màn máu tanh trước mặt này khiến cho tim hắn đập nhanh hơn gấp mấy lần. Khí tức thật mạnh. Lục Lâm Thiên hô to một tiếng, dưới khí tức cực mạnh này, trái tim hắn như bị nghiền nát, trong nháy mắt nhảy dựng lên. Lão đại, huynh tỉnh rồi sao? Thanh âm của Tiểu Long vang lên bên tai Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên mở mắt ra nhìn thì thấy bên người mình lúc này có cửu vĩ yêu hồ Bạch Linh và Tiểu Long. Ta làm sao vậy? Ta không chết sao? Phản ứng đầu tiên của Lục Lâm Thiên khi tỉnh dậy là bản thân hắn không chết, rõ ràng hồn đan trong dầu hắn đã bị nghiền nát, sao lại không chết? Tâm thần tỏa ra, trong nháy mắt Lục Lâm Thiên vô cùng kinh ngạc. Rõ ràng hồn đan hắn đã bị nghiền nát lúc này lại hoàn hảo vô khuyết ở trong đầu. Linh hồn hắn bị thương cực kỳ nghiêm trọng lúc này cũng được khôi phục, mà ở bên cạnh hồn đan lúc này có thêm thanh tiểu đao màu vàng ở đó, vô cùng quỷ dị. Tại sao lại có thể như vậy? Trong nháy mắt Lục Lâm Thiên vô cùng nghi hoặc, lại nghĩ tới tiểu đao màu vàng kia, còn có một màn hắn nhìn thấy trong mơ, thanh tiểu đao màu vàng trong tay bóng lưng to lớn kia cũng là tiểu đao bên cạnh hồn đan trong đầu hắn, thể tích tuy rằng không tương đồng, thế nhưng dáng vẻ lại vô cùng giống. Nhất định không phải là phàm vật. Lục Lâm Thiên thầm nghĩ, hắn không chết khẳng định là có liên quan tới tiểu đao màu vàng này. Mặc kệ như thế nào, hắn không chết cũng coi như kiếm về được cái mạng. Tâm thần điều động, Lục Lâm Thiên thử xem có thể điều động thanh tiểu đao màu vàng kia hay không.
Thế nhưng hắn nhanh chóng phát hiện ra căn bản không thể lay động tới tiểu đao màu vàng kia một chút nào, tiểu đao màu vàng này đang liên tục xoay tròn với hồn đan. Lão đại, sao huynh lại cả kinh như vậy, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Không có gì. Lục Lâm Thiên hồi phục tinh thần lại, nhìn vết máu quanh người mình cũng kinh hãi không ngớt, vừa nãy thiếu chút nữa là đi đời rồi. Không có việc gì là tốt rồi, ta có cảm giác trong cơ thể ngươi có một cỗ lực lượng quỷ dị, ngay cả ta cũng không có cách nào tiến vào, xem ra, bí mật trên người ngươi quả thực không đơn giản. Bạch Linh nói, hẳn là không có việc gì. Lục Lâm Thiên cảm giác cơ thể hắn hiện tại tất cả đều bình thường, lại nhìn về phía ngoài cửa sổ, không nghĩ tới sắc trời đã sáng, chuyện này trôi qua quá nhanh. Ngươi nhìn thử xem ta hiện tại, có ai có thể nhận ra không? Thân thể Bạch Linh lập tức hóa thành một con chuột, toàn thân trắng nõn, nếu không nhìn kỹ có khi sẽ tưởng đây là một con chuột nhỏ thật. Mà trên người này không có bất kỳ khí tức nào tiết ra ngoài, chỉ có một mùi hương nhàn nhạt tỏa ra. Không nhận ra được. Lục Lâm Thiên rất là kinh ngạc, khí tức của Bạch Linh không ngờ lại có thể thu liễm sâu tới như vậy. Một tia khí tức cũng không tiết ra ngoài, nếu như hắn nhìn thấy lần đầu, cũng tuyệt đối không nhìn ra đây là cửu vĩ yêu hồ đại danh lừng lẫy. Chỉ cần không phải gặp phải cường giả linh tôn hoặc và vũ tôn là không ai có thể nhìn ra ta được. Bạch Linh nói, hôm nay dường như là ngày xuất phát. Lục Lâm Thiên nói, trong sơn mạch Vân Dương, trên ngọn núi chủ phong sáng sớm hôm nay đã có không ít người tụ tập trên sân. Mà người có thể đứng ở trên sân này ngoại trừ hộ pháp ra cũng chỉ có các thân truyền và trưởng lão mà thôi. Lâm Thiên, hôm nay sư phụ sẽ đi theo cổ vũ cho con nhất định phải tiến vào top 3, giúp Vân Dương Tông ta kiếm lại chút mặt mũi. Trên lưng Lam Ngọc Lang Ưng, Vũ Ngọc Tiền nói, lúc này Lục Lâm Thiên cũng đã ngồi ở trên lưng Lam Ngọc Lang Ưng đang cùng với Vũ Ngọc Tiền đi tới chủ phong Vân Dương Tông. Sư phụ, đệ tử sẽ tận lực. Lục Lâm Thiên nói. Mà trên vai Lục Lâm Thiên lúc này bên trái có Tiểu Long đang xoay quanh, bên phải thì có Bạch Linh cửu vĩ yêu hồ đang thu nhỏ lại thân thể. Dáng vẻ như vậy đương nhiên Vũ Ngọc Tiền sẽ không nhìn ra thân phận cửu vĩ yêu hồ của Bạch Linh. Mà Thiên Sĩ Tuyết Sư vào huyết tích dịch, Lục Lâm Thiên chỉ có thể thu vào không gian thú nang. Trên ngọn núi cao nhất, Lam Ngọc Lang Ưng xoay quanh bầu trời, hai người Lục Lâm Thiên và Vũ Ngọc Tiền đã đáp xuống sân rộng. Tham kiến Vũ trưởng lão. Chúng hộ pháp hành lễ, Vũ Ngọc Tiền khẽ gật đầu, tiếu ý trên mặt giạt rào, gần đây đệ tử hắn chính là danh nhân trong Vân Dương Tông, người làm sư phụ như hắn vô hình chung mặt mũi cũng tăng lớn, hiện tại trong toàn bộ Vân Dương Tông không ai dám bảo hắn làm hư đồ đệ nữa. Lục Lâm Thiên, lúc này để xem trong chúng ta ai đạt được thành tích cao hơn. Một thân ảnh cao ngất xuất hiện bên người Lục Lâm Thiên, y phục trắng toát, khí độ bất phàm, chính là Khuất Đao Tuyệt. Tốt. Chúng ta lại so một lần. Lục Lâm Thiên mỉm cười, sau khi đột phá vũ tướng Lục Lâm Thiên cũng không còn sợ Khuất Đao Tuyệt nữa. Lục Lâm Thiên, lần này phải biểu hiện thật tốt, Vân Dương Tông phải dựa vào 5 người các ngươi rồi. Một đạo thanh âm truyền tới, đó chính là sư phụ của Khuất Đao Tuyệt, Tu Vi đã đạt tới trình tự Vũ Vương, Dương trưởng lão. Lục Lâm Thiên, ta xem trọng ngươi, cố gắng lên. Một đạo thân ảnh khác cũng xuất hiện bên người Lục Lâm Thiên. Chính là Tạ trưởng lão, sư phụ của Lục Vô Song. Đệ tử ra mắt Tạ trưởng lão, Dương trưởng lão, đệ tử nhất định sẽ cố gắng. Lục Lâm Thiên nói, trong tầm mắt hắn lúc này vô cùng ngoài ý muốn khi nhìn thấy Lục Vô Song. Vũ trưởng lão, đệ tử của ngươi gần đây càng ngày càng mạnh, người dạy dỗ đệ tử quả thật mát tay nha. Nhìn thấy Vũ trưởng lão, mấy trưởng lão khác mỉm cười đi tới. Đâu có, đều do Lâm Thiên nhà ta tự mình nỗ lực. Vũ Ngọc Tiền hiếm khi khiêm tốn nở nụ cười, trong lòng vô cùng hưởng thụ. Siêu! Một đầu yêu thú cực lớn xoay quanh mà tới, lập tức ba đạo thân ảnh đáp xuống, Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn lại, trong nháy mắt bắn ra hàn ý. Người tới không phải là ai khác mà chính là Triệu Vô Cực của Triệu gia, còn có Triệu Kình Hải và Triệu Kình Thiên. Lục Lâm Thiên cũng biết Triệu Kình Hải này cũng là một trong 5 đệ tử tham gia Đại hội Tam Tông Tứ Môn. Nhìn Lục Lâm Thiên sắc mặt ba người Triệu gia lúc này có chút bất định. Giống. Một tiếng giống lớn truyền đến, lúc này một đầu yêu thú lớn xuất hiện, thân thể của nó chừng trăm thước khiến cho người ta kinh ngạc, quanh thân được bao phủ bởi một lớp lông màu vàng, tỏa ra quang mang chói mắt giống như hoàng kim vậy. Khí tức của đầu yêu thú này vô cùng cường hãn, dưới cánh, không gian trực tiếp tạo ra kình phong cường hãn,
hình thể như chim ưng, có lợi chảo, mỏ nhọn sắc bén, cặp mắt giống như đao mang. Kim sĩ yêu ưng. Nhìn đầu yêu thú phi hành khổng lồ trên bầu trời này, trong lòng Lục Lâm Thiên vô cùng khiếp sợ. Kim sĩ yêu ưng không giống như những yêu thú phi hành bình thường khác. Ngoài trình độ huyết mạch không dưới nghịch lân yêu bằng da, mà điều khiến cho Lục Lâm Thiên khiếp sợ chính là đẳng cấp của kim sĩ yêu ưng này so với nghịch lân yêu bằng còn mạnh hơn không ít, tuyệt đối đã đạt tới lục giai. Yêu thú tọa kỵ đạt tới lục giai, đây là điều khó mà có được, chỉ là tọa kỵ mà có thực lực vũ xuất. Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn về phía sau lưng kim sĩ yêu ưng, lúc này còn có hai đầu yêu thú phi hành tứ giai khác, khí tức cũng không kém. Trên lưng hai đầu yêu thú phi hành tứ giai này có hơn 10 đệ tử đạt tới vũ phách của Vân Dương Tông. Tham kiến tông chủ. Đạo thân ảnh trên lưng kim sĩ yêu ưng nhảy xuống, chúng trưởng lão, hộ pháp, đệ tử nhanh chóng hành lễ. Người tới chính là Vân Khiếu Thiên và Vân Hồng Lăng, cuối cùng chính là Hàn Phong và Đồng Phàn. Chư vị trưởng lão, hộ pháp, chúng ta cũng nên xuất phát thôi. Đại hội Tam Tông Tứ Môn lần này chúng ta không thể có một chút sai lầm nào cả. Ánh mắt Vân Khiếu Thiên quét qua đám người. Tông chủ sư đệ, lần này Vân Dương Tông ta không phải là không có cơ hội, nhất định có thể tiến vào top 3. Vũ Ngọc Tiền trưởng lão cường hắc hắc, đối với đồ đệ bảo bối của mình hắn vô cùng tự tin. Sư huynh, chỉ mong như lời huynh nói. Vân Khiếu Thiên mỉm cười nói, ánh mắt dường như vô ý rơi vào trên người Lục Lâm Thiên, chỉ có Lục Lâm Thiên biết, tông chủ Vân Khiếu Thiên đang nhắc nhở hắn về điều kiện của hai người. Được rồi, những trưởng lão và hộ pháp tham dự đại hội Tam Tông Tứ Môn nhanh chóng xuất phát thôi. Chúng ta phải đi tới Thành Thiên Kiếm, những trưởng lão và hộ pháp còn lại, gần đây phải chú ý công việc trong tông nhiều hơn một chút. Vân Khiếu Thiên nói xong, thân ảnh khẽ nhảy lên, chân khí quanh người run run, không gian dường như gấp khúc, trong nháy mắt đáp xuống lưng kim sĩ yêu ưng trên bầu trời. Siêu! Mấy đạo thân ảnh khác lập tức nhảy lên cao, trong bầu trời xuất hiện vô số yêu thú phi hành. Từng đạo thân ảnh đáp xuống lưng yêu thú phi hành của mình. Lục Lâm Thiên đưa mắt quét qua thì thấy, Dương trưởng lão, Tạ trưởng lão, Tống trưởng lão lúc này đều ngồi trên lưng yêu thú phi hành của mình. Đó đều là yêu thú đạt tới ngũ giai, huyết mạch cũng không kém đầu Lam Ngọc yêu ưng của sư phụ Vũ Ngọc Tiền. Mà mấy người hộ pháp và bốn người Triệu Kình Thiên, Triệu Kình Hải, Hàn Phong, Đồng Phàn cũng đáp xuống lưng kim sĩ yêu ưng, cũng không nhìn thấy thân ảnh của đại hộ pháp và Triệu Vô Cực. Vũ trưởng lão, đệ tử có thể ngồi trên tọa kỵ của ngài được không? Một bóng hình xinh đẹp xuất hiện bên người Vũ Ngọc Tiền chính là Lục Vô Song. Đôi mắt xinh đẹp của Lục Vô Song nhìn Lục Lâm Thiên mỉm cười, xem ra nàng cũng muốn đi tới Thành Thiên Kiếm. Đương nhiên không thành vấn đề. Vũ Ngọc Tiền cười hắc hắc, quan hệ giữa Lục Vô Song và đệ tử của hắn cũng đã nghe nói qua, yêu ai yêu cả đường đi, hắn cũng đối với Lục Vô Song không tồi. Lần trước gặp nàng hắn còn len lén đưa cho nàng một bộ vũ khí hoàng cấp cao giai, còn dặn nàng không được nói cho ai biết. Tạ ơn Vũ trưởng lão. Lục Vô Song khẽ cười nói. Sư thúc, con cũng muốn ngồi trên Lam Ngọc Lang ưng của người. Một thanh âm nũng nịu truyền tới, một thân ảnh xinh đẹp xuất hiện bên người Vũ Ngọc Tiền, không phải là Vân Hồng Lăng thì còn có thể là ai. Cái này, hắc hắc, được rồi, ba người các ngươi ngồi trên Lam Ngọc Lang ưng đi. Ta sang ngồi bên kim sĩ yêu ưng. Vũ Ngọc Tiền cười hắc hắc, nhìn Lục Lâm Thiên và Lục Vô Song, lại nhìn Vân Hồng Lăng, sau khi nói xong liền rời khỏi lưng Lam Ngọc Lang ưng rồi thả người đáp xuống lưng kim sĩ yêu ưng, cái bóng đèn này hắn không làm nổi. Vô Song tỷ, muội muốn ngồi cùng hai người, hi hi. Vân Hồng Lăng cười hi hi, nhanh chóng đi tới bên người Lục Vô Song. Đi thôi. Lục Vô Song nhẹ nhàng cười nói. Lục Lâm Thiên cười khổ một chút, cũng lập tức ngồi xuống lưng Lam Ngọc Lang ưng, hai nàng nhìn nhau cười, chân khí khẽ run rồi lập tức nhảy lên lưng Lam Ngọc Lang ưng. Xuất phát! Thanh âm Vân Khiếu Thiên quanh quẩn trong không trung, đủ để rơi vào trong tai mỗi người, tổng cộng có 7 đầu yêu thú, lúc này tất cả đều dương cánh lên rồi phóng đi, kim sĩ yêu ưng đi đầu, tốc độ cũng là nhanh nhất. Lúc này nhất định có thể nhìn thấy không ít cường giả. Ánh mắt Lục Lâm Thiên đảo qua những người đi tham dự đại hội Tam Tông Tứ Môn, trong lòng không khỏi cảm thán một chút. Sơn môn như Vân Dương Tông, tông chủ Vân Khiếu Thiên tự mình đi trước, còn có trưởng lão Tu Vi Vũ Vương đi theo, lại còn tạ trưởng lão, còn có sư phụ Vũ Ngọc Tiền, tổng cộng là 4 vị trưởng lão. Hai người Tu Vi Vũ Vương,
hai cường giả vũ xuất, hơn nữa còn 6 vị hộ pháp đều có tu vi vũ tướng, còn có 21 đệ tử vũ phách, cỗ thực lực này tuyệt đối rất mạnh, chủ yếu chính là hai cường giả vũ xuất và hai cường giả vũ vương. Thực lực Vân Dương Tông mạnh như vậy, Lục Lâm Thiên suy đoán những sơn môn khác trong Tam Tông Tứ Môn cũng tuyệt không thấp, đại hội Tam Tông Tứ Môn này được coi là nơi hội tụ của những cường giả chân chính. Tiểu tặc, sao ngươi lại mang theo một đầu yêu thú nhỏ này, không phải lại là một yêu thú kinh khủng như tiểu long đó chứ? Trên lưng Lam Ngọc Lang ưng, nhìn thấy bản thể của Bạch Linh trên vai Lục Lâm Thiên, Vân Hồng Lăng vô cùng hiếu kỳ hỏi. Hắc hắc, Lục Lâm Thiên mỉm cười, cũng không nghĩ tới Vân Hồng Lăng lại chú ý tới Bạch Linh như vậy, hắn nói. Vô song, sao tỷ cũng tới đây? Sao nào, không muốn ta đi sao? Lục Vô Song mở miệng cười khẽ, đôi mắt đẹp nhìn Lục Lâm Thiên nói. Đại hội Tam Tông Tứ Môn, tuy rằng chỉ có 5 đệ tử tham gia, thế nhưng để phòng vạn nhất có đệ tử không thể tham gia, cho nên mới mang theo nhiều đệ tử như vậy. Thực lực của ta so với mấy người yếu hơn, thế nhưng ta cầu xin sư phụ cho đi theo muốn mở mang kiến thức một phen, sư phụ luôn sủng ái ta, cho nên ta mới có thể tham gia. Thì ra là thế. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Tỷ có thể đi là được rồi, miễn cho Hồng Lăng khi dễ đệ. Tiểu tặc, ta khi dễ ngươi lúc nào? Vân Hồng Lăng lập tức phản bác, cái miệng nhỏ nhắn không phục chu lên. Được rồi Hồng Lăng, tông chủ và chư vị trưởng lão đều ở đây. Lục Vô Song nhẹ nhàng cười nói. Hồng Lăng, lần đại hội Tam Tông Tứ Môn lần này tổ chức ở thành Thiên Kiếm sao? Lục Lâm Thiên hỏi. Đúng vậy. Vân Hồng Lăng gật đầu nói. Đại hội Tam Tông Tứ Môn mỗi năm đều thay phiên tổ chức tại một sơn môn khác nhau, năm trước là Địa Linh Môn, lần này là Thiên Kiếm Môn. Thành Thiên Kiếm chính là sơn môn của Thiên Kiếm Môn, từ Vân Dương Tông chúng ta đi qua cũng mất hơn một tháng, khoảng cách cũng không gần. Lục Lâm Thiên nhíu mày, Thiên Kiếm Môn, đây cũng là một trong những quái vật lớn trong Tam Tông Tứ Môn nha. Đoán chừng thực lực cũng tuyệt đối không kém Vân Dương Tông là bao, quái vật lớn như vậy. Không biết khi nào Phi Linh Môn mới có thể đạt được tới bước này. Lam Ngọc Lang ưng nhanh chóng phi hành khiến cho không gian gợn sóng, hai mắt Bạch Linh vẫn hiếu kỳ nhìn về phía trước, có vẻ cực kỳ hưng phấn. Sau khi rời khỏi mật địa, đây là lần đầu tiên nàng rời khỏi ngọn núi của Lục Lâm Thiên, bình thường nhiều nhất cũng chỉ di chuyển chung quanh ngọn núi mà thôi. Trên lưng những yêu thú phi hành khác, mọi người sau một lát tiến vào trạng thái tu luyện, một tháng sau mới tới thành Thiên Kiếm. Đây cũng không phải là thời gian ngắn, cho nên mọi người chỉ có thể tu luyện mới không cảm giác được thời gian dài như vậy. Nhìn chăm chú vào dãy núi nguy nga trước mắt, trên đỉnh núi có tuyết bao phủ, lúc này cũng đã vào đầu mùa xuân, đám tuyết này đã bắt đầu hòa tan. Cảnh tượng trước mặt nhanh chóng trôi qua, một lát sau Lục Lâm Thiên cũng khoanh chân ngồi trên lưng Lam Ngọc Lang ưng bắt đất tu luyện, tuy rằng bình thường tốc độ tu luyện của hắn chậm rãi, thế nhưng cũng có tác dụng củng cố tu vi. Sau một lần đột phá Lục Lâm Thiên đều củng cố tu vi một phen mới dám tiếp tục đột phá. Một lát sau, hai mắt của Lục Lâm Thiên nhắm chặt, cũng tiến vào trong trạng thái tu luyện. Thành Thiên Kiếm ở phương Bắc của Đại Lục Linh Vũ, mà nhắc tới Thành Thiên Kiếm, trên cơ bản không có bao nhiêu linh giả và vũ giả trên Đại Lục Linh Vũ không biết, bởi vì Thành Thiên Kiếm là nơi đặt chân của Thiên Kiếm Môn, bốn phía chung quanh Thành Thiên Kiếm đều là địa bàn của Thiên Kiếm Môn. Trên địa bàn của Thiên Kiếm Môn có không ít thế lực. Những thế lực này đều dựa vào Thiên Kiếm Môn mà sinh tồn. Những thế lực này đều đưa con em mình vào Thiên Kiếm Tông, nếu như có thể làm đệ tử cũng đã làm cho gia tộc vẻ vang rồi, còn nếu như có thể trở thành đệ tử thân truyền thì càng không phải nói. Thiên Kiếm Môn, quái vật lớn như vậy đứng sừng sững, đệ tử trong môn cũng là hạng người có thiên phú cực cao, đặc biệt là đệ tử thân truyền, cả đám đều là tồn tại giống như long phượng trong loài người. Lần này, Đại hội Tam Tông Tứ Môn tổ chức tại Thành Thiên Kiếm, mấy tháng trước đã có không ít vũ giả, linh giả tiến vào. Càng gần thời gian diễn ra Đại hội Tam Tông Tứ Môn thì nhân số tiến vào Thành Thiên Kiếm càng thêm nhiều. Mà bởi vì Đại hội Tam Tông Tứ Môn lần này diễn ra ở Thành Thiên Kiếm, nên Thành Thiên Kiếm một năm trước đó đã bắt đầu chuẩn bị. Đầu tiên là kiến tạo một vũ đài lớn trong Thành Thiên Kiếm, chu vi xây thêm không ít kiến trúc. Thời gian chậm rãi trôi qua, tại một chỗ khác. Trên bầu trời có 7 đầu yêu thú khổng lồ đang nhanh chóng bay đi, bằng vào mắt thường cũng có thể thấy được khí lưu chung quanh đôi cánh của chúng, trên lưng yêu thú có hơn 10 người đang nhắm mắt tu luyện. Phù! Lục Lâm Thiên thở ra một ngụm chọc khí trong cơ thể rồi đình chỉ tu luyện,
hai mắt mở ra, ánh mắt thâm thúy mà sáng sủa giống như ngôi sao. Còn sớm sao? Nhìn không chung, Lục Lâm Thiên lại lấy ra một viên yêu đan nhét vào trong miệng, lại bắt đầu tu luyện. Thân thể to lớn của Lam Ngọc Lang Ưng trong nháy mắt lướt qua giữa không chung. Mà trong 7 đầu yêu thú phi hành, tốc độ của Kim Sĩ Yêu Ưng không thể nghi ngờ là nhanh nhất. Trong lúc tu luyện, thời gian qua cực kỳ nhanh chóng. Cách mấy ngày Lục Lâm Thiên lại bỏ vào trong miệng một viên yêu đan. Dù sao đi nữa yêu đan trên người hắn cũng nhiều, Lục Lâm Thiên cũng không sợ lãng phí. 4 viên yêu đan đối với tu vi vũ tướng mà nói, khả năng cung cấp năng lượng nói theo cách tương đối thì không nhỏ cũng không ít. Liên tiếp dùng 2 khỏa yêu đan tứ giai, Lục Lâm Thiên không ngừng luyện hóa chuyển thành chân khí tinh thuần, thế nhưng tu vi cũng chỉ kéo lên từ vũ tướng nhất trọng sơ kỳ lên trung kỳ mà thôi. Cũng không biết qua bao lâu, đôi mắt nhắm chặt của Lục Lâm Thiên lần thứ 2 mở ra, trong tai vang lên thanh âm của Vân Khiếu Thiên. Mọi người chú ý, chúng ta sắp tới thành Thiên Kiếm, đây đã là địa bàn của Thiên Kiếm môn rồi. Sắp tới rồi sao? Lục Lâm Thiên thở ra một hơi, trong lòng cũng xuất hiện lửa nóng, đại hội Tam Tông Tứ Môn, nơi cường giả tập hợp. Nếu như có thể tiến vào top 3 có lẽ cũng được coi là người nổi bật trong lớp trẻ của toàn bộ đại lục. Tiểu tặc, chúng ta sắp tới rồi. Đại hội Tam Tông Tứ Môn lần này không biết thực lực đệ tử trẻ tuổi của những sơn môn khác ra sao. Ta rất muốn tìm hiểu một phen. Trên mặt Vân Hồng Lăng có chút hưng phấn. Lục Lâm Thiên nhìn về phía trước, phía sau, chỉ thấy một dãy núi liên miên, ở giữa có kiến trúc phô bờ, trong lúc bất chi bất giác mùa đông đã qua, trên dãy núi phía trước hiện lên màu xanh tươi tốt, tỏa ra sinh cơ nồng đậm, cây cối đã bắt đầu nảy mầm phát triển. Lâm Thiên, lần đại hội Tam Tông Tứ Môn này đệ phải cẩn thận một chút, trong những sơn môn khác không có ai là kẻ yếu cả. Lục Vô Song nhìn Lục Lâm Thiên nói. Đệ sẽ chú ý, đệ cũng không phải là dạng người lỗ mãng. Lục Lâm Thiên đáp, ánh mắt thâm tình nhìn Lục Vô Song, đại hội Tam Tông Tứ Môn này hắn phải chú ý cẩn thận mới được. Mau nhìn, hẳn là chúng ta tới rồi. Vân Hồng Lăng nhanh chóng nói. Phía xa xa, lúc này xuất hiện một mảnh kiến trúc liên miên, diện tích vô cùng lớn. Bằng vào mắt thường cũng có thể thấy được, trong kiến trúc mênh mông này cũng có khoảng cách vô cùng xa, cũng có thể thấy được một vũ đài nguy nga xuất hiện phía xa. Trên đó dường như có một vật chỉ thẳng trời cao giống như cột tụ vậy. Siêu siêu. Trong lúc Lục Lâm Thiên không ngừng đánh giá phía trước thì chung quanh cũng có không ít yêu thú đang bay về phía trước. Từ khí tức có thể nhìn thấy, dường như cũng không yếu, hẳn là đang đi về phía thành Thiên Kiếm. Trong chốc lát một thành thị như ẩn như hiện xuất hiện trong mắt Lục Lâm Thiên. Siêu siêu. Một đám khí tức cường hãn phóng lên cao, đồng thời mấy đạo thanh âm quanh quẩn giữa không trung. Vân Dương Tông đại giá quang lâm, đón tiếp chậm trễ mong Vân Tông chủ thứ tội. Cổ Phong trưởng lão khách khí rồi, đã lâu không gặp, người vẫn mạnh khỏe chứ? Thanh âm của Vân Khiếu Thiên quanh quẩn trong không trung. Thanh âm vừa dứt, phía trước xuất hiện mấy điểm đen vọt tới, vô số yêu thú phi hành xuất hiện, trên lưng đầu yêu thú phi hành đầu tiên, có một thân ảnh màu xám đang đứng đó. Người này tuổi chừng lục tuần, mái tóc trên đầu trắng xóa. Khuôn mặt mang đến cho người nhìn vào cảm giác tang thương, trên mặt có nhiều nếp nhăn giống như vết kiếm vậy. Mà phía sau lão giả này còn một thanh kiếm. Trên thanh kiếm không có bất kỳ vật trang trí nào, chỉ dùng một khối vải màu xám trắng bao chung quanh khiến cho người ta có cảm giác cổ xưa. Phía sau lão giả lúc này còn có 3 đầu yêu thú khổng lồ, trên lưng có hơn 10 thanh niên, sau lưng bọn họ đều có trường kiếm khí tức đều đạt tới vũ phách và vũ tướng. Khí tức thật mạnh mẽ. Lục Lâm Thiên nhất thời cảm thán, vị lão giả tóc trắng kia tuy rằng khí tức đã được thu liếm lại, thế nhưng vô hình chung lại tỏa ra chung quanh khiến cho Lục Lâm Thiên không khó phát hiện ra, người này cũng giống như Vân Khiếu Thiên, Dương trưởng lão đều là cường giả vũ vương. Mà đầu yêu thú dưới chân vị trưởng lão tóc trắng này cũng khiến cho Lục Lâm Thiên không khỏi kinh ngạc. Đây cũng là một đầu yêu thú phi hành lục giai, cả người màu xanh, bộ lông không nhiễm lấy một hạt bụi, dáng vẻ giống sói. Thế nhưng trên đỉnh đầu lại có một cái sừng. Ngọc Bích Yêu Lang. Tuy rằng Lục Lâm Thiên chưa từng gặp loại yêu thú này thế nhưng cũng nhận ra được. Yêu thú hệ mộc, huyết mạch cực mạnh không dưới Kim Sĩ Yêu Ưng. Tham kiến Vân Tông Chủ và chư vị trưởng lão. Phía sau lão giả tóc trắng, hơn 10 vũ tướng và vũ phách đồng thanh nói, tiếng nói quanh quẩn giữa không trung. Mời Vân Tông Chủ đi theo ta. Lão giả tóc trắng nói.
yêu thú phi hành dưới chân lập tức quay đầu rời đi. Làm phiền Cổ Phong trưởng lão rồi. Vân Khiếu Thiên nói, mọi người nhanh chóng tiến về phía trước. Khí tức thật mạnh. Lục Vô Song cũng cảm giác được khí tức của lão giả kia, hai hàng lông mi nhíu lại. Vô Song, sau này tỷ cũng có thể đạt được tới đẳng cấp kia. Lục Lâm Thiên nói, trong lòng cũng thầm nghĩ, có một ngày bản thân hắn cũng sẽ đạt được tới Vũ Vương. Vô số yêu thú phi hành khổng lồ hóa thành từng đạo tàn ảnh nhanh như thiểm điện quay về phía thành Thiên Kiếm lao đi. Trong chốc lát, kiến trúc phía dưới tạo thành từng đạo tàn ảnh, một kiến trúc to lớn xuất hiện trước mắt mọi người. Vân Tông Chủ, chúng ta tới rồi, trưởng môn Vi Bang Ngạn của Quy Nguyên Môn, Chu Hành Viên của Huyền Sơn Môn hôm qua đã tới thành Thiên Kiếm. Trên bầu trời, lão giả tóc trắng giới thiệu, đầu ngọc bích yêu lang dẫn đầu đáp xuống phía dưới khiến không khí xung quanh gợn sóng. Xem ra ta cũng không tính là tới muộn nha. Vân Khiếu Thiên nói, kim sĩ yêu ưng cũng hạ xuống phía dưới. Dưới không trung có một sân rộng thật lớn, yêu thú hạ xuống, mọi người lập tức đáp xuống mặt đất. Khi Lục Lâm Thiên, Lục Vô Song, Vân Hồng Lăng nhìn về phía trước cũng không khỏi kinh ngạc. Trên mảnh sân rộng trước mắt này diện tích vô cùng lớn, đất đá hợp thành một thể vô cùng nhẵn bóng, thậm chí ngay cả một cái khe cũng không thể nhìn thấy. Mà phía trước sân rộng có một thanh trường kiếm bằng đá cắm xuống. Nhìn qua, thanh kiếm đá này vô cùng dọa người, cao chừng nghìn thước, rộng vài trăm thước. Từ xa nhìn lại giống như một cái trụ sừng sững chọc trời, khiến cho người ta có cảm giác đồ sộ và nguy nga. Thanh trường kiếm bằng đá này chỉ thẳng trời cao, trên thâm kiếm còn khắc ba chữ rồng bay phượng múa Thiên Kiếm Môn. Ba chữ cứng cáp có lực khiến cho người ta có cảm giác cổ xưa trong đó, cũng tỏa ra khí phách sắc bén. Tham kiến Vân Tông Chủ, tham kiến chư vị trưởng lão Vân Dương Tông. Trên sân rộng, lúc này có mấy trăm thanh niên nhanh chóng hành lễ. Cả đám đều mặc khôi giáp, sau lưng cũng có một thanh trường kiếm. Mấy trăm người này đều là vũ phách từ nhất trọng đến nhị trọng, một ít người đã tới vũ phách tứ trọng. Thiên Kiếm Môn quả nhiên nhân tài đông đúc. Vân Khiếu Thiên mỉm cười nói. Vân Tông Chủ nói đùa rồi, mấy đệ tử phía sau Tông Chủ cũng không kém nha. Thế hệ trẻ của Vân Dương Tông cũng toàn là nhân tài. Ánh mắt vị Cổ Phong trưởng lão kia đã sớm đảo qua đám người Khuất Đao Tuyệt, Triệu Kình Hải, Hàn Phong, Lục Lâm Thiên, ánh mắt cũng rơi vào người Vân Hồng Lăng rồi nói. Chẳng lẽ tiểu nha đầu này là Hồng Lăng sao? Ba loại thuộc tính, hẳn là không còn ai khác. Hồng Lăng, mau ra mắt Cổ Phong trưởng lão. Khi con còn bé Cổ Phong trưởng lão từng bế con. Vân Khiếu Thiên mỉm cười, quay đầu lại nói với Vân Hồng Lăng. Vân Hồng Lăng liếc mắt nhìn Lục Lâm Thiên rồi giống như con chim nhỏ tiến tới bên cạnh Vân Khiếu Thiên rồi thi lễ với Cổ Phong trưởng lão. Đệ tử tham kiến Cổ Phong trưởng lão. Không cần đa lễ, không nghĩ tới chớp mắt đã lớn như vậy rồi. Vũ giả ba hệ, vũ tướng nhị trọng, ta nhớ kỹ con còn chưa tới 20 tuổi, thiên phú như vậy quả trong ngàn vạn người mới có một. Cổ Phong trưởng lão kinh ngạc nói. Cổ Phong trưởng lão quá khen, trong Thiên Kiếm Môn. Người có thiên phú như vậy cũng không phải là ít. Vân Khiếu Thiên nói. Cổ Phong trưởng lão không trả lời mà khẽ cười nói. Vân Tông Chủ, đây là nơi trung tâm của Thiên Kiếm Môn ta, mời đến thành nghỉ ngơi, chúng ta đã sớm sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho các vị rồi. Mời Cổ Phong trưởng lão dẫn đường. Vân Khiếu Thiên nói. Mời. Vị Cổ Phong trưởng lão lập tức đưa tay ra làm thủ thế rồi lập tức mang theo đám người Vân Dương Tông đi về phía trước. Lục Lâm Thiên chậm rãi đi theo mọi người, đi qua sân rộng này rồi qua thanh trường kiếm bằng đá rốt cuộc một cửa thành cao 10 thước xuất hiện trước mặt mọi người. Ánh mắt khẽ đảo qua, trước cửa thành này có tới trăm người mặc khôi giáp, sau lưng đeo trường kiếm đang đứng ở đó. Ánh mắt những người này nhìn về phía trước, quanh thân tỏa ra khí tức cường hãn. Tu vi đều đạt tới vũ sư bát trọng, mà lúc này lại phải đi giữ cổng thành. Đi vào cửa thành. Lúc này Lục Lâm Thiên mới phát hiện ra đây là trong thành có thành. Bên ngoài là thành lớn vô biên, mà bên trong thì yên tĩnh hơn nhiều. Trên phương diện kiến trúc thì bên trong đều là đình viện tráng lệ cổ xưa, liếc mắt nhìn qua cũng không biết có bao nhiêu đình viện như vậy. Đây là nội thành của Thiên Kiếm Môn chúng ta, chỉ có đệ tử xuất chúng trong môn mới có thể tiến vào. Chờ sau khi sắp xếp xong xuôi mọi người có thể đi ra ngoại thành mua sắm, ngoại thành vô cùng náo nhiệt. Cổ Phong trưởng lão nói, dường như đang quảng cáo với mọi người. Vân Tông Chủ, chư vị Vân Dương Tông, mọi người sẽ ở lại nơi này.
nơi này gần đây mới sửa chữa xong, nếu như có yêu cầu khác, hoặc là có chỗ không chu toàn xin mọi người thông cảm. Một lát sau, trước một đình viện khổng lồ, Cổ Phong trưởng lão nói với Vân Khiếu Thiên. Đình viện này không nhỏ, từ bên ngoài nhìn vào, chỉ là sân bên ngoài đình viện cũng chừng vài trăm thước, vừa nhìn là biết mới sửa chữa không lâu, trang trí cực kỳ tinh xảo khiến cho nhìn vào lòng người cũng cảm thấy thoải mái. Cổ Phong trưởng lão khách khí rồi, ở đây rất tốt. Vân Khiếu Thiên nói, chư vị một đường ăn gió nằm sương tới đây, vậy thì trước tiên nghỉ ngơi một lát. Ngày mai chính là đại hội Tam Tông Tứ Môn, hai ngày nay trưởng môn chúng ta đều bận rộn về chuyện sắp xếp đại hội Tam Tông Tứ Môn cho nên không thể tự mình tới đây nghênh tiếp Vân Tông Chủ, mong Vân Tông Chủ thứ lỗi. Cổ Phong trưởng lão nói, Cổ Phong trưởng lão khách khí rồi, thay ta chuyển lời cho trưởng môn các vị. Ngày mai chúng ta gặp lại, nếu như có quấy rầy, mong các vị thông cảm. Vân Khiếu Thiên nói, vậy thì ta xin cáo từ, trong đình viện có nha hoàn, mọi việc chư vị có thể phân phó cho bọn họ. Vị trưởng lão Cổ Phong kia sau khi thi lễ với Vân Khiếu Thiên rồi lập tức rời đi. Mọi người vào đi. Vân Khiếu Thiên nói rồi dẫn đầu đoàn người tiên vào trong đình viện. Bên trong đình viện mọi thứ đều vô cùng tao nhã, cửa vào có không ít cây xanh còn có hoa tươi, vừa nhìn đã biết Thiên Kiếm Môn đã phí không ít tâm tư vào chuyện này. Trong đình viện, sau hành lang dài chính là phòng khách, bốn phía có thêm hơn 10 gian phòng, hơn 10 nha hoàn đã đi ra hành lễ với mọi người. Một lát sau, Lục Lâm Thiên dưới sự dẫn đường của một nha hoàn đã đi vào một gian phòng. Trong gian phòng này bố trí vô cùng tao nhã, tuy rằng không tráng lệ thế nhưng vô cùng thoải mái. Đối với căn phòng này, Lục Lâm Thiên vô cùng thỏa mãn. Hôm nay trong thành Thiên Kiếm này có không ít cường giả nhỉ. Đóng cửa phòng, cửu vĩ yêu hồ Bạch Linh lập tức nhảy lên trên giường rồi nói. Đây chính là Thiên Kiếm Môn, là một trong Tam Tông Tứ Môn, cường giả đương nhiên rất nhiều. Không nghĩ tới trong nhân loại lại có nhiều cường giả tới như vậy. Bạch Linh nói, tiểu tặc, cha ta gọi ngươi ra đại sảnh một chuyến. Ngay lúc này thanh âm của Vân Hồng Lăng vang lên bên ngoài căn phòng. Bạch Linh, nàng và Tiểu Long nghỉ ngơi trong phòng đi. Ta đi một chút sẽ trở lại. Lục Lâm Thiên nói xong, đóng cửa phòng rồi lập tức rời đi. Trước căn phòng, thân ảnh màu đen hiện lên đường cong linh lung đã đứng chờ hắn. Mà lúc này Lục Vô Song cũng ở bên cạnh Vân Hồng Lăng. Hồng Lăng, tông chủ gọi ta có chuyện gì vậy? Lục Lâm Thiên hỏi. Hẳn là chuyện liên quan tới đại hội Tam Tông Tứ Môn ngày mai. Vân Hồng Lăng nói. Ba người lập tức đi tới đại sảnh, trên đường đi gặp phải Triệu Kình Hải và Triệu Kình Thiên, hai huynh đệ này nhìn về phía Lục Lâm Thiên, trong mắt bắn ra hàn mang. Đối với hai người này, Lục Lâm Thiên hiện tại hoàn toàn không để trong lòng. Muốn giết hai người này, nói thật cũng không phải rất khó, nếu như có cơ hội, hắn hạ thủ cũng không muộn. Mà hiện giờ cũng không tiện. Lục Lâm Thiên vẫn vô cùng nghi hoặc câu nói cuối cùng của Độc Cô Cảnh Văn trước khi rời đi. Nàng nói Lục gia và Triệu gia không đơn giản như vẻ bề ngoài, còn nói bảo vật trong Lục gia hắn nhất định phải thu lấy. Bảo vật của Lục gia, Lục Lâm Thiên cũng không biết nó là cái gì, dường như trong trí nhớ của hắn Lục gia cho tới bây giờ dường như cũng không có bảo vật gì, lẽ nào trong này còn có bí mật gì đó mà hắn không biết. Mà hết thảy, hiện tại hắn cũng không biết đáp án. Lục Lâm Thiên, ngày mai chính là đại hội Tam Tông Tứ Môn, đến lúc đó chúng ta nhìn xem ai có thành tích cao hơn. Trên hành lang, thân ảnh Khuất Đao Tuyệt xuất hiện, thân hình cao ngất kia bắn ra sự tự tin. Hắc hắc, nếu như ngươi thua vậy thì phải mời ta uống rượu. Lục Lâm Thiên nói. Tốt, không say không về. Khuất Đao Tuyệt cười nói. Không uống rượu có được không? Ta uống vào choáng váng hết đầu. Vân Hồng Lăng nói. Ha ha. Khuất Đao Tuyệt cười ha hả nói. Lần trước không phải muội uống vô cùng hăng hái sao? Hừ. Nghe thấy đám người Lục Lâm Thiên và Khuất Đao Tuyệt cười nói với nhau, hai huynh đệ Triệu Kình Thiên và Triệu Kình Hải không khỏi hừ nhẹ một tiếng. Mọi người đi vào đại điện, trong đại điện lúc này có hơn 10 cái ghế. Lúc này đã có 4 vị trưởng lão còn có tông chủ Vân Khiếu Thiên, số hộ pháp còn lại đều ở đó. Hàn Phong, Đồng Phàn cũng có trong đó, về phần những đệ tử khác thì không có mặt. Tham kiến tông chủ, chư vị trưởng lão. Mọi người hành lễ. Đều ngồi xuống đi. Vân Khiếu Thiên nói, sau khi mọi người ngồi vào chỗ của mình, thủ ấn trong tay Vân Khiếu Thiên biến đổi,
lập tức bày ra một đạo quang cháo bao phủ trong đại điện. Được rồi, gọi mọi người tới đây là muốn nói với những đệ tử tham dự đại hội Tam Tông Tứ Môn một chút. Ánh mắt Vân Khiếu Thiên nhìn vào mọi người nói. Vân Hồng Lăng, Triệu Kình Hải, Hàn Phong, Khuất Đao Tuyệt, Lục Lâm Thiên, năm người các ngươi lần này nhất định phải đem toàn lực, nếu như lần này Vân Dương Tông ta không tiến vào top 3, hậu quả như thế nào hẳn các ngươi cũng đã biết. Vì vậy, các ngươi nhất định phải dốc toàn lực. Đệ tử biết rồi. Năm người đáp. Dương trưởng lão, ngươi nói với bọn chúng một chút quy củ của Đại hội Tam Tông Tứ Môn đi. Vân Khiếu Thiên nói với Dương trưởng lão bên người. Năm người các ngươi nghe ta nói là được rồi, dựa theo quy củ những năm trước, Đại hội Tam Tông Tứ Môn mỗi một tông môn sẽ phái ra 5 người tham dự. Vì vậy những đệ tử Tam Tông Tứ Môn tham gia đại hội cũng có 35 người, thế nhưng cũng không phải là toàn bộ. Dương trưởng lão nói tiếp. Dựa theo quy củ, Đại hội Tam Tông Tứ Môn là chuyện tình của Tam Tông Tứ Môn chúng ta. Nhưng từ lâu trước kia, trên Đại hội Tam Tông Tứ Môn cho phép đệ tử trẻ tuổi thế lực khác tới tham gia, mà năm trước cũng không ít đệ tử thế lực khác tới tham gia Đại hội Tam Tông Tứ Môn. Lại có việc này sao? Lục Lâm Thiên nhíu mày, như thế thì khó khăn hơn nhiều, hắn còn tưởng rằng chỉ có đệ tử của Tam Tông Tứ Môn tham gia thôi. Vì vậy, các ngươi nhất định không thể sơ ý, năm trước, cũng có không ít đệ tử thế lực khác đạt được thành tích xa xỉ. Dương trưởng lão nói. Nhìn năm đệ tử tham dự Đại hội Tam Tông Tứ Môn, Dương trưởng lão lại tiếp tục nói. Nhân số tham dự Đại hội Tam Tông Tứ Môn không ít, để công bằng cho nên tổng cộng có thời gian 6 ngày, nếu như không có người bị loại trực tiếp mỗi ngày đều có trận đấu, đánh bại đối thủ của mình là thắng lợi. Nếu thua thì trước top 5, đại hội sẽ ban thưởng cho các ngươi một bộ vũ khí huyền cấp. Chẳng lẽ còn có đặt cược sao? Lục Lâm Thiên không nhịn được mà mở miệng hỏi. Không sai. Dương trưởng lão mỉm cười nói. Những đệ tử từng tham dự Đại hội Tam Tông Tứ Môn, nếu như thua trong năm đầu sẽ mất cho đối phương một bộ vũ khí huyền cấp sơ giai, nếu như vận khí của ngươi không tốt thua trong tay một linh giả vậy thì trong tông sẽ trả thay cho ngươi một bộ linh khí huyền cấp sơ giai. Đây cũng là quy củ do Đại hội Tam Tông Tứ Môn truyền xuống. Mà những thế lực bên ngoài, nếu như muốn báo danh tham dự Đại hội Tam Tông Tứ Môn cũng vậy, đều phải giao ra một bộ vũ khí huyền cấp sơ giai là có thể tham gia. Nếu như bị thua vũ khí sẽ không còn. Nếu như thắng thì có thể lấy được một bộ vũ khí huyền cấp sơ giai. Hắc hắc, Dương trưởng lão, vậy thì những vũ khí huyền cấp sơ giai thắng được này sẽ quy về trong tông hay cho chính mình? Lục Lâm Thiên lập tức cười hắc hắc hỏi. Cái này liên quan tới thân gia nha, vũ khí huyền cấp sơ giai, quả thực vô cùng tiện nghi. Về các ngươi, trong tông sẽ không thu vũ khí các ngươi thắng được. Nếu như các ngươi có bản lĩnh tiến vào top 5 thì có thể thắng được 3 bộ vũ khí huyền cấp. Nếu như các ngươi không có bản lĩnh thì sẽ liên lụy tông môn phải trả cho các ngươi một bộ vũ khí huyền cấp sơ giai. Vân Khiếu Thiên mở miệng nói, ánh mắt dường như vô ý nhìn về phía Lục Lâm Thiên rồi lập tức nói tiếp. Căn cứ vào quy củ Đại hội Tam Tông Tứ Môn, nếu như các ngươi có thể đoạt được quán quân thì mỗi một sơn môn khác trong Tam Tông Tứ Môn sẽ ban cho ngươi một bộ vũ khí huyền cấp sơ giai, còn có 3 khỏa đan dược ngũ phẩm cao giai. Nói cách khác, nếu như trong các ngươi ai có thể đoạt được quán quân thì tổng cộng thu được 10 bộ vũ khí huyền cấp sơ giai, lại thêm 18 khỏa đan dược ngũ phẩm cao giai. 10 bộ vũ khí huyền cấp sơ giai, 18 khỏa đan dược ngũ phẩm cao giai. Lúc này Lục Lâm Thiên không nhịn được hít sâu một hơi, vô cùng kinh người, một bộ vũ khí huyền cấp sơ giai cũng đã là vô giá, về phần đan dược ngũ phẩm cao giai, giá trị của nó cũng đã trên 1000 vạn kim tệ một viên, gia thân của những tông môn này quả thực không phải là bình thường. Tông chủ, vậy thì thứ hai và thứ ba thì sao? Lục Lâm Thiên nhanh chóng hỏi. Không có, chỉ có quán quân mới có. Đây chỉ là thưởng cho đệ tử đạt quán quân mà thôi, mà Tam Tông Tứ Môn chúng ta cũng có tiền đặt cược khác đó chính là vô luận một tông nào, nếu như 5 lần liên tục không có đệ tử tiến vào top 3, vậy thì phải giao cho mỗi môn phái khác 3 bộ vũ khí huyền cấp cao giai, đồng thời cũng mất cho mỗi môn phái 5 khỏa đan dược thất phẩm. Mà Vân Dương Tông chúng ta 4 lần trước cũng không có đệ tử tiến vào top 3. Ánh mắt Vân Khiếu Thiên đảo qua 5 đệ tử tham dự Đại hội Tam Tông Tứ Môn rồi nói. Nghe Vân Khiếu Thiên nói vậy, sắc mặt 4 vị trưởng lão và mấy vị hộ pháp không khỏi trầm trọng. Nếu như Vân Dương Tông thua nữa, bọn họ thân là trưởng lão và hộ pháp của Vân Dương Tông trên mặt cũng không có ánh sáng. Nếu như có thể chiếm được quán quân thì giàu to rồi.
Lúc này Lục Lâm Thiên cũng nghĩ tới chỗ tốt mà quán quân có thể đạt được. Trong lòng không khỏi thầm nghĩ, vị trí quán quân này chỉ sợ cũng không dễ dàng đạt được, dù sao hiện tại hắn cũng chỉ là vũ tướng nhất trọng mà thôi. Lục Lâm Thiên thầm nghĩ trong lòng, nếu như hắn tu luyện sớm 3 năm, cho dù là 2 năm, thực lực hiện tại của hắn cũng không chỉ dừng lại ở vũ tướng nhất trọng. Thế nhưng đổ thừa mình cất bước quá muộn thì không được. Đám đệ tử trong Tam Tông Tứ Môn này đều được bồi dưỡng từ nhỏ, hắn mới tu luyện 3 năm, bảo hắn lấy được quán quân quả thực vô cùng khó khăn. Được rồi, ta tiếp tục nói chút quy tắc của Đại hội Tam Tông Tứ Môn cho các ngươi nghe một chút. Ngày mai bắt đầu rồi cho nên các ngươi chú ý một chút. Dương trưởng lão dưới sự đồng ý của Vân Khiếu Thiên lập tức nói tiếp. Đại hội tổng cộng có 6 ngày, dựa theo nhân số năm trước mà đoán, tổng cộng sẽ có 50 đến 60 người tham gia. Ngoại trừ đệ tử Tam Tông Tứ Môn chúng ta ra những thế lực khác khác sẽ phái người tham dự. Mười mấy người còn lại này thậm chí sẽ có người đến từ thành Ma Vân và Cổ Vực, thiên phú và thực lực không dưới các ngươi, cho nên ngàn vạn lần không thể sơ ý. Dưới sự giảng giải của Dương trưởng lão, Lục Lâm Thiên hiểu được Đại hội Tam Tông Tứ Môn này diễn ra trong vòng 6 ngày. Ngày đầu tiên tiến hành rút thăm đấu, đến lúc đó nhân số sẽ giảm đi cũng chỉ có 20 mấy người thắng mà thôi. Mà ngày thứ hai lại tiếp tục rút thăm đấu, đến lúc đó chỉ còn lại 10 mấy người. Ngày thứ ba cũng như vậy, đến lúc đó không còn đủ 10 người. Ngày thứ tư tiếp tục rút thăm đấu, mặc kệ có bao nhiêu người, đến lúc đó cũng chỉ còn 3 người khi tới ngày thứ năm. Mà 3 người này cũng là 3 người tổng top 3 đại hội. Mà trong 4 ngày này, mỗi người trên cơ bản đều đấu một trận, đủ công bằng. Nếu như một ngày đấu mấy trận mà nói, tiêu hao cũng không theo kịp. Nếu như trong trận đấu hai vũ giả cùng cấp với nhau, một người bị tiêu hao không còn, một người không bị tiêu hao đấu với nhau, vậy thì vô cùng bất lợi. Trong ngày thứ năm từ 3 người chọn ra 2 người đấu với nhau. Người thắng trong ngày thứ sau sẽ đấu với người còn lại tranh đoạt vị trí quán quân. Quán quân thu được phần thưởng là một bộ vũ khí huyền cấp sơ giai từ mỗi một môn phái khác, còn 5 khỏa đan dược ngũ phẩm cao giai. Sau khi giảng giải những điều này, Vân Khiếu Thiên lại nói 5 người nên chú ý một chút. Lúc này Vân Dương Tông không thể thua nữa, nếu như không có đệ tử tiến vào top 3, không chỉ là thua một chút vũ khí và đan dược, quan trọng là mặt mũi, danh tiếng của Vân Dương Tông cũng bị đả kích lớn, sau này đi ra ngoài cũng khó ngẩng mặt lên được. Sau một canh giờ mọi người mới tản đi, mà 5 người tham dự Đại hội Tam Tông Tứ Môn lần này cả đám đều xoa tay không ngừng. Mặc kệ thế nào, coi như là thắng một hồi cũng có thể nhận được một bộ vũ khí huyền cấp sơ giai nha. Vô Song tỷ, chúng ta đi ra ngoài mua sắm một chút. Dù sao đi nữa thời gian cũng vẫn còn sớm. Ra khỏi đại sảnh, Vân Hồng Lăng nhìn sắc trời lúc này cũng đã qua buổi trưa, nàng nhất thời nổi lên tâm tư muốn ra ngoài mua sắm. Tốt, ta cũng muốn đi ra ngoài xem thành thiên kiếm này rốt cuộc náo nhiệt như thế nào. Đôi mắt xinh đẹp của Lục Vô Song sáng ngờ, đối với việc đi dạo phố này, nữ nhân nào mà không có hứng thú. Hi hi, tiểu tặc, người đi cùng chúng ta. Vân Hồng Lăng đi tới bên người Lục Lâm Thiên rồi nói. Ta, Lục Lâm Thiên nhướng mày nói. Ta không đi đâu. Nữ nhân đi dạo phố, Lục Lâm Thiên hắn không có hứng thú đi cùng, đây là đi làm khổ sai cho bọn họ mà. Không được, người phải theo ta và Vô Song tỷ. Vân Hồng Lăng tay phải lôi kéo Lục Lâm Thiên tay trái lôi kéo Lục Vô Song, nhanh chóng đi ra bên ngoài. Lục Lâm Thiên bất đắc dĩ cũng chỉ có thể đi theo hai người tiến về ngoại thành thành thiên kiếm mua sắm. Trong hành lang ngoài đại sảnh lúc này có hai đạo thân ảnh xuất hiện ở đó chính là Vân Khiếu Thiên và Tạ trưởng lão. Tông chủ, Hồng Lăng và Vô Song đều có quan hệ không cạn với Lục Lâm Thiên, lẽ nào người cũng đồng ý cho Hồng Lăng? Tạ trưởng lão nhìn về phía Vân Khiếu Thiên, ý tứ rất rõ ràng, Hồng Lăng dù sao cũng là tiểu thư của Vân Dương Tông, nếu như cùng người khác thờ một chồng cũng không tốt lắm. Ai? Vân Khiếu Thiên thở dài nói. Lục Lâm Thiên tiểu tử này đâu chỉ có Vô Song, tuy rằng trong lòng ta không muốn Hồng Lăng như vậy. Thế nhưng chuyện của thanh niên ta cũng không quản nhiều. Chỉ cần tiểu tử này sau này không khi dễ Hồng Lăng ta cũng không có ý kiến, tùy thanh niên bọn chúng đi thôi. Nói vậy tông chủ đồng ý rồi. Tạ trưởng lão ngạc nhiên hỏi. Vậy không thì thế nào, tiểu tử Lục Lâm Thiên này ta muốn quản cũng không quản được. Những đệ tử cùng lứa trong Vân Dương Tông Hồng Lăng nhà ta cũng không nhìn vào mắt, ta cũng không có biện pháp. Vân Dương Tông lạnh nhạt nói,
trong mắt hiện lên thâm ý mà thường nhân khó có thể thấy được. Lục Lâm Thiên theo hai nàng rời khỏi đình viện lập tức đi ra khỏi nội thành thành Thiên Kiếm, dưới sự dẫn đường của một đệ tử Thiên Kiếm Tông, đi thẳng vào trong thành. Đi qua một con đường không ngắn, trong tai ba người lập tức xuất hiện âm thanh ầm ĩ, một con đường xuất hiện trong tầm mắt ba người. Trên đường lúc này người người tấp nập, tiếng động lớn phô thiên cái địa từ trong đó truyền ra, quanh quẩn trong không gian. Đó là thành Thiên Kiếm sao? Nhìn con đường lớn này, Lục Lâm Thiên cũng có chút ngoài ý muốn, người trên đường quả thực nhiều nha, lúc này trên đường tràn ngập người đi lại. Lục Lâm Thiên cũng không biết, thành Thiên Kiếm hiện giờ càng gần ngày đại hội tam tông tứ môn lưu lượng người cũng ngày càng kinh khủng, không chỉ có ban ngày. Coi như là buổi tối tiếng động lớn cũng xôn xao rung trời, nhân khẩu trong thành Thiên Kiếm hiện tại so với bình thường đã hơn gấp 10 lần. Mà theo dòng người tiến vào, trong thành Thiên Kiếm cũng có không ít hạng người hỗn tạp, coi như là thế lực của Thiên Kiếm môn khổng lồ thế nhưng cũng vô pháp quản lý được những người tam lưu cửu giáo này. Đương nhiên đám người nãy cũng không dám đi trêu chọc Thiên Kiếm môn. Mà lúc này Lục Lâm Thiên cũng đã kiến thức được nhân khí của thành Thiên Kiếm này. Nơi nơi đều là ngươi, trái phải con đường có vô số cửu hàng, bên ngoài còn có không ít thương nhân vỉa hè, vô cùng náo nhiệt. Cũng có không ít người mặc y phục quái dị. Từ trong miệng Lục Vô Song thì Lục Lâm Thiên mới biết những người mặc y phục quái dị này đều là một ít người dị tộc, thậm chí là nửa dã nhân vô cùng khó chọc, nếu như chọc vào bọn chúng sẽ liều mạng với ngươi. Đi theo hai nàng, ba người tới đường cái, sau đó tốc độ chậm lại nhàn nhã dạo chơi trên đường. Hai nàng đi vào trong đường, đặc biệt là Vân Hồng Lăng dường như cái gì cũng tò mò không ngừng chạy qua chạy lại giữa các cửa hàng và sạp vỉa hè. Thỉnh thoảng thấy vật mới lạ cũng không quản là thứ gì liền lập tức mua. Cùng hai nàng đi dạo phố, Lục Lâm Thiên cũng đánh giá toàn bộ thành Thiên Kiếm, kiến trúc liên miên không ngừng, thành Thiên Kiếm này so với thành Quỷ Vũ trong cổ cực quả thực còn lớn hơn rất nhiều, giống như là mênh mông vô bờ. Là một đại thành to lớn tới mức khiến cho Lục Lâm Thiên không khỏi sợ hãi than. Mà có lẽ bởi vì Thiên Kiếm môn cho nên Lục Lâm Thiên thấy không ít cửa hàng buôn bán kiếm. Mà trong dòng người vũ giả cầm kiếm cũng chiếm đại đa số. Thỉnh thoảng trên đường cái còn có một ít đệ tử mặc khôi giáp của Thiên Kiếm môn đi tuần tra, cả đều thống nhất đeo kiếm sau lưng. Trên đường cái, các con đường nhỏ cắt ngang nối với nhau giống như là một mạng nhện. Quy mô rộng lớn khiến cho hắn không khỏi sợ hãi than. Lục Lâm Thiên tỉ mỉ quan sát mới phát hiện ra tài liệu Thiên Kiếm môn xây thành không ngờ đều là một loại nham thạch cực kỳ khó tìm kiếm. Loại nham thạch này vô cùng cứng rắn, ngay cả vũ sư cũng khó có thể đánh nát. Ngay cả con đường trên mặt đất cũng là do loại nham thạch này làm ra. Loại nham thạch này tuy rằng không phải thứ chân quý gì, thế nhưng đây không phải là một số lượng nhỏ. Tìm nhiều nham thạch như vậy để xây thành tuyệt đối không phải là một chuyện dễ dàng. Lục Lâm Thiên sợ hãi than đồng thời cũng nhìn kỹ trong đám người tấp nập này thực sự dạng người nào cũng có vẻ vô cùng hỗn loạn. Có không ít người thực lực cũng không tệ lắm. Xen lẫn trong đám người có không ít phũ phách và linh giả. Nhìn đám đệ tử Thiên Kiếm môn thi thoảng tuần tra trên đường, Lục Lâm Thiên nhíu mày, dạng người nào cũng có, chỉ sợ gần đây trong thành Thiên Kiếm cũng không quá thái bình. Tuy rằng thực lực của Thiên Kiếm môn rất mạnh, thế nhưng cũng không thể ngăn chặn hết được đám người tam lưu cửu giáo này. Chỗ nào có người chỗ đó sẽ có hỗn loạn, giống như là địa phương có ánh sáng thì sẽ có bóng tối, nơi này có đủ loại người muốn không hỗn loạn cũng khó. Chỉ là Lục Lâm Thiên cũng không bất ngờ cho lắm, trong cổ vực vô cùng hỗn loạn, trong xương cốt của hắn cũng vô cùng thích loạn này, chỉ sợ rằng trong thành Thiên Kiếm này cho dù có hỗn loạn thế nào cũng bị Thiên Kiếm môn áp chế, cũng không thể hỗn loạn thêm được nữa. Mà trong cổ vực kia mới thực sự là hỗn loạn, tất cả đều không có quy tắc, tất cả dùng thực lực nói chuyện. Mục tiêu của bản thân hắn cũng chỉ có thể thích hợp với cổ vực mà thôi. Trong đầu hai nàng lúc này đương nhiên sẽ không suy nghĩ giống Lục Lâm Thiên, không ngừng xuyên qua các cửa hàng, các gì hiếu kỳ đều muốn đi nhìn một chút. Lúc này hai nàng cũng đã hấp dẫn không ít ánh mắt nhìn vào mình, hai nàng đều là nữ tử tuyệt mỹ khuynh thành. Lục Vô Song thanh nhã cao quý, Vân Hồng Lăng khả ái mang theo mê hoặc, nữ tử như vậy xuất hiện trên đường sẽ có mấy người nhìn được, hai nàng cũng không phải là thứ mà mấy nữ tử bình thường trên đường có thể so sánh. Một lát sau, cảm giác có nhiều ánh mắt nhìn vào mình, Lục Vô Song có chút không được tự nhiên, sắc mặt xa sầm, ánh mắt mang theo hàn ý nhìn về phía trước, nhất thời khiến cho vô số ánh mắt không dám nhìn nữa. Lâm Thiên, Hồng Lăng, chúng ta đổi một con đường khác đi.
Lục Vô Song cảm giác chung quanh mình có vô số ánh mắt nhìn vào, đã bắt đầu không muốn đi dạo trên đường nữa. Cũng được. Lục Lâm Thiên nói, hắn khẽ cười khổ một cái, hắn cũng cảm giác được chung quanh có không ít ánh mắt nhìn vào hai nàng. Chuyện này cũng không có biện pháp, ai bảo hai nàng đều có dung mạo khuynh quốc khuynh thành, cái gì mà hồng nhan họa thủy rốt cuộc hắn đã hiểu. Vân Hồng Lăng cũng không chú ý tới những ánh mắt chung quanh, thế nhưng nhìn thấy hai người muốn đổi sang con đường khác cho nên cũng không có ý kiến gì. Ba người sau khi đổi sang một con đường khác, con đường này cũng vô cùng tấp nập, trên đường vang lên tiếng giao lớn, tiếng nói chuyện ầm ĩ xôn xao, tất cả mọi âm thanh hội tụ lại quanh quẩn giữa không trung. Ba người chậm rãi đi trên đường, hai nàng gặp một cửa hàng xiêm y nhanh chóng bỏ lại Lục Lâm Thiên rồi đi vào. Mà Lục Lâm Thiên đối với thứ này cũng không có hứng thú, cũng đi tới cửa hàng buôn bán binh khí và đan dược bên cạnh. Quy mô cửa hàng này cũng không nhỏ, chừng vài trăm thước, bên trong thứ gì cũng có đầy đủ, đan dược, dược liệu, binh khí, tài liệu luyện khí, vĩ kỹ đều có bán, đủ loại, rực rỡ muôn màu. Lục Lâm Thiên đi vào khi vực dược liệu thì thấy một cây thất diệp thảo, đây là một loại tài liệu luyện chế đao dược hiếm thấy. Lục Lâm Thiên nhanh chóng mua lấy thất diệp thảo này, lo trước còn hơn lo sau, không chừng lần sau có việc cần dùng tới. Mà giá trị của thất diệp thảo này cũng không hề rẻ, 9 vạn kim tệ, tuy rằng giá trị bất phàm thế nhưng hiện tại Lục Lâm Thiên cũng không thiếu tiền, cũng không có bao nhiêu do dự, lập tức xuất tiền ra mua. Ngay khi Lục Lâm Thiên đi ra khỏi cửa hàng lúc này đã thấy bên ngoài cửa hàng bên cạnh có không ít người vây quanh, từng tiếng cười đã y gờ truyền ra. Tiểu cô nương, các người đi đâu vậy, đi bồi chúng ta uống rượu một lát được không? Ha ha ha, nữ nhân này quả thực tươi ngon mọng nước, quả thực là mặt hàng cực phẩm, so với đám nữ nhân trong ký viện kia còn khá hơn. Ta thích, hai vị tiểu thư bồi chúng ta du ngoạn nha. Vẻ mặt Lục Lâm Thiên xa sầm. Nhanh chóng chen vào trong đám người, trong lòng dường như đã đoán được thứ gì đó. Chen vào trong đám người, trước mắt Lục Lâm Thiên lập tức xuất hiện hơn 10 người vạm vỡ đang ngăn cản trước người hai nàng Lục Vô Song và Vân Hồng Lăng. Đám người này toàn thân mặc y phục màu trắng, hai cánh tay lộ ra thoạt nhìn vô cùng mạnh mẽ. Vẻ mặt Lục Lâm Thiên tối đen, thân ảnh xuất hiện bên người hai nàng. Các ngươi cút ngay cho bổn tiểu thư, bằng không bổn tiểu thư sẽ không khách khí với các ngươi. Thanh âm của Vân Hồng Lăng vang lên. Cô nàng này thật ghê gớm, đại gia thích, như thế mới có hương vị. Vân Hồng Lăng quát lên khiến cho mười mấy đại hán này càng thêm hưng phấn không ngớt từng tiếng cười ra tiện truyền ra, vô cùng kiêu ngạo. Lâm Thiên. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên đến Lục Vô Song nhướng mày rồi lập tức đi tới bên người Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên đi tới trước người hai nàng rồi hỏi. Hai nàng không có việc gì chứ? Không có việc gì. Nhưng mà đám hỗn đản này quá ghê tởm. Vân Hồng Lăng khẽ nói, sắc mặt vô cùng tức giận. Lúc này đám người vây xem chung quanh càng ngày càng nhiều, chỉ cần địa phương nào có người vĩnh viễn không thiếu đám người thích xem náo nhiệt. Nhìn thấy hai vị nữ tử tuyệt sắc bị đùa giỡn chung quanh còn có không ít người lớn tiếng phụ họa, trong đám người cũng không ít người cười lớn. Điều này khiến cho mười mấy đại hán này càng lớn mật. Lúc này nhìn thấy bên người hai nàng xuất hiện một thanh niên trai trai. Cả đám nhíu mày rồi có một đại hán đứng đầu cười nói. Hai vị mỹ nhân, hóa ra là yêu thích tiểu tử mặt trắng chưa dứt sữa này nha, không sao ta sẽ chăm sóc cho hắn. Lục Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn về phía 13 đại hán kia, nữ nhân của hắn há có thể để cho những người khác động vào, cho dù có ý nghĩ cũng không được, ánh mắt hắn lạnh lên rồi nói. Mỗi người móc một con mắt xuống sau rồi cút cho ta. 13 đại hán này tức thì sửng sốt. Đám người vây xem chung quanh cũng vô cùng kinh ngạc, dường như bọn họ cảm thấy Lục Lâm Thiên vô cùng lớn mật. Ha ha! 13 đại hán sau khi sửng sốt lập tức nhìn nhau cười phá lên, đại hán dẫn đầu lắc lắc cánh tay nói. Tiểu tử chưa dứt sữa này, có lẽ là ngươi nói nhầm rồi, ta cho ngươi một cơ hội nữa, tự mình cắt bỏ đầu lưỡi mình, ta để cho ngươi một con đường sống. Bằng không đại gia ta sẽ chém ngươi thành 18 khối. Siêu! Đại hán này còn chưa nói dứt lời, trong nháy mắt hai tay bưng lấy cổ mình, trong mắt hắn đột nhiên xuất hiện một bàn tay nhanh như thiểm điện đánh tới, hắn còn chưa kịp phản ứng thì đã có một cỗ khí tức nóng bỏng trên cổ, hô hấp khó khăn, một lỗ máu từ sau cổ tuôn ra. Không ngờ lại còn lớn lối, vậy thì chết cả đi. Trong mắt Lục Lâm Thiên hiện lên sát khí, vừa nói xong, chân khí dưới chân run lên, vòng xoáy chợt lóe lên, thân ảnh như quỷ mị biến mất tại chỗ.
Siêu siêu. Không có mấy người có thể nhìn thấy rõ thân ảnh của Lục Lâm Thiên, trong ánh mắt mọi người chỉ có thể nhìn thấy những hư ảnh như quỷ mị và một dấu tay nóng bỏng nhanh như thiểm điện xẹt qua không gian tạo thành tiếng xé gió. Là cường giả, chạy mau. Phịch phịch. Tiếng động liên tiếp vang lên, ngay khi những đại hán này phục hồi tinh thần lại, sắc mặt tức thì kinh hãi, trên cổ mỗi người đều có một lỗ máu. Máu phụt ra là một cỗ thi thể lập tức ngã xuống mặt đất. Trong đám người lúc này có ba đạo thân ảnh ngã xuống, trong mi tâm có một lỗ đen đang tràn ra máu tươi, mà ba người này, đám người chung quanh đều biết, ba người này là ba người vừa rồi tham dự đùa giỡn hai nữ tử tuyệt mỹ kia. Trên mặt đất lúc này có 16 cỗ thi thể, trên 16 cỗ thi thể đều có lỗ máu đang tràn ra máu tươi, 13 đại hán kia không có một ai có thể chạy thoát, có người chạy được chưa tới hai thước đã bị đánh chết. Nhìn thấy một màn này, đám người chung quanh tức thì kinh hãi. Hóa ra thanh niên trẻ tuổi này không ngờ lại là cường giả kinh khủng như vậy, 16 người trong nháy mắt đã bị đánh chết. Hừ, đây là do các ngươi muốn chết. Vân Hồng Lăng quát lên một tiếng, trong nháy mắt một cây trường tiên xuất hiện trong tay, tiên ảnh đột nhiên giống như linh xà xuất động bắn về phía trước. Phanh phanh, âm thanh liên tiếp vang lên, đầu của mấy thi thể kia nhanh chóng chia lìa với thân thể. Hít, mọi người chung quanh không khỏi hít sâu một hơi. Hóa ra nữ tử tuyệt mỹ này không ngờ lại độc ác như vậy, mười mấy người này hôm nay vận khí không tốt lắm, không ngờ lại trêu phải hai sát tinh này. Được rồi Hồng Lăng, đừng làm tay mình bẩn nữa. Lục Lâm Thiên thu hồi chân khí, quay sang nhìn Vân Hồng Lăng nói. Ánh mắt nhìn vào đám thi thể khẽ thở ra một hơi, sắc mặt không chút biến hóa. Hai tên vũ phách nhất trọng, một tên vũ phách nhị trọng, mười mấy vũ sư, loại thực lực này hắn muốn giết quá dễ dàng. Căn bản không có chút khó khăn nào. Hừ, nếu như đây là ở Vân Dương Tông ta nhất định phải tru di cửu tộc bọn chúng. Vân Hồng Lăng thu hồi trường tiên, giận dữ nói một tiếng. Được rồi Hồng Lăng, người cũng đã giết, coi như hết, đừng nóng giận nữa. Lục Vô Song mỉm cười, nàng khẽ nhíu mày, giết những người này trong lòng nàng cũng không cảm thấy không đành lòng gì, chỉ là mùi máu tươi này nàng cũng không thích. Nhìn một màn này, vốn những ánh mắt tham lam nhìn vào thân ảnh hai nàng nhanh chóng rời đi chỗ khác. Trong lòng lạnh lẽo, cũng không dám liếc mắt nhìn hai nàng, bọn họ rất sợ màn trước mắt này sẽ ứng vào bọn họ. Trong đại hội tam tông tứ môn, ai dám đến gây sự? Lúc này, đoàn người vội vàng tránh ra một con đường, lúc này có 20 mấy người mặc khôi giáp, trên lưng đeo thanh kiếm tiến vào, là đệ tử Thiên Kiếm Môn, cả đám nhìn thi thể trên mặt đất rồi nhìn vào ba người Lục Lâm Thiên đang đứng đó. Những người này là ba người các ngươi giết. Một đệ tử có lẽ là đầu lĩnh trong đám người Thiên Kiếm Môn đi tới trước mặt ba người Lục Lâm Thiên rồi hỏi. Dường như cảm nhận được ba người khí độ bất phàm, không giống như người bình thường, tuy nhướng mày thế nhưng thái độ vẫn tốt một chút. Không sai là chúng ta giết. Lục Lâm Thiên nhàn nhạt nói, hắn quan sát thanh niên đệ tử Thiên Kiếm Môn này, thực lực phú tướng nhất trọng đã được coi là vô cùng mạnh rồi, phỏng chừng là đệ tử lâu năm của Thiên Kiếm Tông. Hoặc là người của chấp pháp đội giống như Vân Dương Tông vậy. Trong đại hội tam tông tứ môn cấm việc giết chóc, các ngươi là ai, mời đi theo chúng ta một chuyến. Sắc mặt người thanh niên này trầm xuống, nhìn ba người nói. Hừ, khá lắm Thiên Kiếm Môn. Vân Hồng Lăng khẽ nói một tiếng, trong nháy mắt móc ra một miếng ngọc bội trên người rồi nói. Đường đường là Thiên Kiếm Môn, không ngờ để cho bản tiểu thư đi dạo cũng không được yên. Chờ sau khi ta gặp trưởng môn nhà các ngươi, ta muốn hỏi một chút, rốt cuộc tại sao thành Thiên Kiếm lại loạn như vậy, Thiên Kiếm Môn không biết có phải là một trong tam tông tứ môn chúng ta hay không? Hóa ra là bằng hữu Vân Dương Tông, quấy rầy tới chư vị quả thực là xin lỗi. Chuyện này nhất định ta sẽ tra ra rõ ràng. Vị thanh niên đầu lĩnh kia nhìn thấy ngọc bội trong tay Vân Hồng Lăng lập tức hành lễ. Hắn hiểu rõ, trong khoảng thời gian này nhiều người của tam tông tứ môn tới đây. Nhìn niên kỷ ba người quá nửa là đệ tử thân truyền tham gia đại hội tam tông tứ môn, địa vị so với bọn họ cao hơn cho nên không thể đắc tội được. Mà trong thành Thiên Kiếm lại để cho những đệ tử tam tông tứ môn khác xảy ra chuyện, lại nói thành Thiên Kiếm chị A hỗn loạn cũng sẽ ảnh hưởng lớn tới mặt mũi của Thiên Kiếm Môn. Các ngươi còn muốn mang ta trở về không? Lục Lâm Thiên nhàn nhạt hỏi thanh niên đầu lĩnh. Không dám, nếu như ba vị gặp phải chuyện gì không thuận lợi thì có thể tùy thời báo cho chúng ta. Người thanh niên này đâu còn dám dẫn ba người trở về. Vừa rồi hắn nghe nói tông chủ Vân Dương Tông đã tới Thiên Kiếm Môn, nếu như dẫn ba người này trở về,
chỉ sợ người xui xẻo là hắn. Vậy thì chúng ta đi trước. Lục Lâm Thiên nói xong mang theo hai nàng chậm rãi rời đi. Đây là đám tạp chủng của Thiên Lang Bang, truyền lệnh xuống từ giờ trở đi, nhìn thấy tên đệ tử Thiên Lang Bang nào dám gây sự trong đại hội Tam Tông Tứ Môn thì giết chết bất luận tội. Ngay khi ba người Lục Lâm Thiên rời đi, thanh niên đầu lĩnh Thiên Kiếm Môn kia cả giận nói. Hóa ra ba người kia là người của Vân Dương Tông, phỏng chừng là đệ tử thân truyền tới tham dự đại hội Tam Tông Tứ Môn. Đám người Thiên Lang Bang này quá không may mắn rồi, chọc tới ai không chọc lại chọc tới người Vân Dương Tông. Đám người Thiên Lang Bang này chết cũng đáng, trong khoảng thời gian này vô cùng ngang ngược, trong thành Thiên Kiếm mà dám làm như vậy, quả thực là muốn chết. Đám người xem chung quanh không ngừng nghị luận, ánh mắt nhìn về phía bóng lưng ba người Lục Lâm Thiên đều âm thầm may mắn mình không chọc tới ba người kia. Hừ, vốn tâm tình cũng không tệ lắm, hiện tại không còn chút tâm tình nào đi dạo nữa. Vân Hồng Lăng chu miệng, cơn giận còn chưa hết. Được rồi Hồng Lăng, người đã chết, muội cũng đừng tức giận nữa. Lục Vô Song an ủi Vân Hồng Lăng. Các nàng thế nào rồi? Có muốn về hay không? Lục Lâm Thiên nói với hai nàng. Vốn ta muốn đi mua sắm một chút, hiện tại lại không có tâm trạng nữa rồi. Vân Hồng Lăng nói. Chúng ta trở về đi, ngày mai chính là đại hội Tam Tông Tứ Môn, chúng ta cũng nên chuẩn bị một chút. Lần này Vân Dương Tông chúng ta nhất định phải vào top 3. Đi thôi. Lục Lâm Thiên nói, thời gian cũng không sai biệt lắm, ba người cũng nên trở về. Gì? Một lát sau, đi qua một con đường, trong đám người nhộn nhịp kia dường như đang quay lại, không biết là đang xem cái gì. Tiểu tặc, chúng ta qua nhìn chúng, nói không chừng có náo nhiệt nha. Vân Hồng Lăng vừa rồi không có tâm tình đi dạo phố, lúc này lại lập tức hăng hái nói. Cẩn thận một chút. Lục Lâm Thiên còn chưa dứt lời, nhà đầu này đã vô cùng hưng phấn vọt lên phía trước. Lục Lâm Thiên vô cùng bất đắc dĩ, sau khi nhìn Lục Vô Song một cái rồi cũng chỉ có thể lập tức chạy theo. Sư muội, muội nhìn xem cái này thế nào. Đây chính là thiên niên tinh ngọc nha, nếu như để nó dùng làm đồ trang sức, nhất định sẽ rất đẹp. Trong một cửa hàng bán binh khí đan dược, lúc này có không ít người quây quanh. Bởi vì lúc này trong cửa hàng có sự xuất hiện của một nữ tử khiến cho bất luận nam nhân nào nhìn vào cũng phải xịt máu mũi. Nữ tử này ăn mặc quá mức nóng bỏng, bất luận một nam nhân nào liếc qua cũng không thể rời mắt đi được. Lúc này nữ tử nóng bỏng kia đang ở trong cửa hàng chọn cái gì đó, ngay cả mấy tiểu nhị trong cửa hàng cũng đang ngây người cố gắng để máu mũi mình không chảy ra. Một thanh niên mặc hoa phục màu trắng đang đi theo bên người nữ tử này. Tay cầm một khối tinh ngọc thạch giá trị xa xỉ đang xun xoe không ngớt, hai mắt thi thoảng đảo qua thân hình nóng bỏng của nữ tử này. Sư huynh, thiên niên tinh ngọc này ta không quá thích, chúng ta đi thôi. Nữ tử nóng bỏng lại không để ý tới con mắt của đám người chung quanh, chậm rãi đi ra ngoài. Ồ, ta lại tưởng có gì náo nhiệt, hóa ra là ngắm nữ nhân. Vân Hồng Lăng chui vào trong đám người lập tức nhìn thấy một nữ tử nóng bỏng trong cửa hàng lập tức thất vọng. Thế nhưng ánh mắt cũng phải quét qua người nữ tử này vài lần. Nữ nhân này ăn mặc quả thực khiến cho ngay cả nữ nhân như nàng cũng phải nhìn qua vài lần, vô cùng nóng bỏng a. Hồng Lăng, muội cẩn thận một chút, chúng ta trở về. Lục Vô Song, Lục Lâm Thiên lập tức đi tới bên người Vân Hồng Lăng. Ánh mắt Lục Lâm Thiên lúc này cũng nhìn về phía nữ tử nóng bỏng kia, nhìn nữ tử nóng bỏng này, vẻ mặt Lục Lâm Thiên biến đổi, lẩm bẩm nói. Là nàng. Lam Linh sao? Chỉ thấy nữ tử này mặc một bộ trang phục kỳ lạ, bao phủ toàn thân, thế nhưng bộ ngực trên người thì chỉ bao phủ được có nửa, lộ ra đôi ngọc thỏ cao vút, cũng hiện ra chiếc eo thon nhỏ trắng nõn cực kỳ mềm mại, giống như chỉ cần cố sức một chút sẽ khiến cho nó đứt rời ra vậy. Bước đi của nữ tử này giống như một đầu linh xa không ngừng di chuyển làm hiện ra đường con mềm mại. Mà phía dưới, chiếc quần bao phủ lấy đôi chân thon dài, bao bọc cái mông tròn vểnh. Toàn thân vô cùng nóng bỏng, mê hoặc. Mà ở bên hông nữ tử này còn có một túi da, trên đó có một thanh chủy thủ, càng khiến cho nữ tử này toát ra một cỗ khí thế giống như là một đầu sói mẹ trong rừng rậm vậy. Khi nhìn thấy nữ tử khiến người ta khôi máu này, Lục Lâm Thiên nhanh chóng nhận ra, đó chính là Lam Linh khi trước ở trong sơn mạch Vũ Đô. Lúc này Lam Linh cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía Lục Lâm Thiên, nhìn thân ảnh màu xanh kia, trên khuôn mặt kiên nghị luôn mang theo tiểu ý dày đặc. Sắc mặt Lam Linh đột nhiên đại biến. Bốn mắt nhìn nhau, trong sát na chung quanh giống như là tĩnh lặng,
cả hai đều nhìn về phía đối phương. Lúc này trong lòng Lục Lâm Thiên nhớ tới trong sơn mạch Vũ Đô thiếu chút nữa đã bị nữ nhân này giết, trong lòng không khỏi tức giận. Lục Vô Song và Vân Hồng Lăng vốn định rời đi, thế nhưng lúc này nhìn theo ánh mắt Lục Lâm Thiên thì lập tức thấy hắn và nữ tử kia đang nhìn nhau, Vân Hồng Lăng lập tức chu miệng. Đã lâu không gặp, không nghĩ tới hôm nay lại có thể gặp được ngươi. Lúc này, sắc mặt Lam Linh khẽ biến cũng đã chậm rãi đi tới bên người Lục Lâm Thiên, ánh mắt không khỏi nhìn vào Lục Vô Song và Vân Hồng Lăng bên người Lục Lâm Thiên, trong đôi mắt xinh đẹp kia hiện lên sự kinh ngạc. Quả thực đã lâu không gặp, quả thực ta còn phải đa tạ nàng. Lục Lâm Thiên nhàn nhạt nói, Lục Lâm Thiên cũng không phải loại người tức giận thì lập tức biểu hiện trên mặt. Vì vậy lúc này sắc mặt của hắn cũng không có bao nhiêu biến hóa, huống chi đối phương bước đến chào hỏi trước, quả thực vẫn nên trả lời một câu, chút khí độ đó hắn vẫn phải có. Ngươi không sao là tốt rồi, quả thực ta không nghĩ tới ngươi sẽ trộm long chuyển phượng, khiến ta toi công một hồi. Ánh mắt Lam Linh từ trên người Lục Vô Song, Vân Hồng Lăng thu lại, ánh mắt lại rơi vào người Lục Lâm Thiên. Đây là báo ứng của nàng. Lục Lâm Thiên nói, cũng chỉ có hắn biết Lam Linh đang nói gì. Cự ly được kéo gần, một mùi hương thơm ngát tràn vào mũi. Lục Lâm Thiên nhìn vào khuôn mặt tinh xảo của Lam Linh, da rẻ mịn màng, lại thêm một cỗ dã tính không thể kiềm chế được. Thế nhưng trong lòng hắn vô cùng hiểu rõ, nữ nhân này chính là độc xà, tuyệt đối không dễ chọc. Lâm Thiên, ai vậy, người cũng không giới thiệu cho ta một chút. Một thanh âm nũng nịu từ trong miệng Vân Hồng Lăng truyền ra, thanh âm ôn nhu, kiều mị giống như chim sơn ca hót. Vân Hồng Lăng lập tức thân thiết nắm lấy cánh tay Lục Lâm Thiên, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Lam Linh, ánh mắt này người tinh minh một chút có thể nhìn ra, đây là thị uy. Lục Lâm Thiên cũng bị thanh âm ôn nhu của Vân Hồng Lăng làm cho hoảng sợ, nữ nhân điêu ngoa này có khi nào trở nên ôn nhu như vậy. Lập tức hắn nhìn vào Vân Hồng Lăng cười khổ, nhất định là bình giấm chua đổ rồi. Mà lúc này chung quanh càng thêm náo nhiệt, ba nữ tử tuyệt mỹ đứng chung một chỗ, đương nhiên càng hấp dẫn ánh mắt của đại đa số nam nhân. Nàng ta là... Lục Lâm Thiên khẽ cau mày, cũng không biết nên giới thiệu Lam Linh cho Vân Hồng Lăng thế nào. Mà lúc này Lam Linh khẽ mỉm cười, trong ánh mắt có chút dị dạng, khẽ cười nói. Ta gọi là Lam Linh, là đệ tử thân truyền của Vạn Thú Tông, cũng là bằng hữu của Lâm Thiên, không biết cô nương là người như thế nào với Lâm Thiên. Hóa ra là đệ tử thân truyền của Vạn Thú Tông. Vân Hồng Lăng lạnh nhạt nói, cũng không đặt vào trong mắt. Nàng đường đường là tiểu thư của Vân Dương Tông, thân phận đương nhiên cao hơn không ít, cái miệng nhỏ nhắn khẽ mỉm cười. Ta và Vô Song tỷ đều là hôn thê của Lâm Thiên, chờ tới khi chúng ta thành hôn, ngươi là bằng hữu của Lâm Thiên nhất định phải tới tham gia nha. Lời này vừa nói ra, Lục Vô Song lập tức sửng sốt rồi nở nụ cười nhợt nhạt, vẫn đứng ở bên cạnh Lục Lâm Thiên không nói gì. Lục Lâm Thiên bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Vân Hồng Lăng, từ lúc nào mà hắn trở thành vị hôn phu của nàng. Tuy rằng quan hệ giữa ba người lúc này trong lòng đều tự mình hiểu rõ, thế nhưng cũng chưa danh chính ngôn thuận. Xem ra nữ nhân này ăn giấm nặng quá, hoàn toàn đổi thành một người khác. Lâm Thiên, chúc mừng ngươi, hóa là hai vị hôn thê. Lam Linh cười nhợt nhạt, ánh mắt nhìn về phía Lục Lâm Thiên, trong mắt có chút dị dạng chợt lóe lên rồi biến mất, nàng nói. Ta đi trước, ta vĩnh viễn nhớ kỹ những ngày ta và ngươi sống nương tựa với nhau. Nói xong, trong mắt Lam Linh hiện lên chút giảo hoạt, cái eo thon kia khẽ lắc một cái chậm rãi rời đi. Hừ. Tiểu tử, ngươi cùng sư muội ta có quan hệ gì? Thanh niên mặc hoa phục phía sau Lam Linh đã sớm nhìn Lục Lâm Thiên không vừa mắt, ánh mắt khẽ đảo qua hai người Lục Vô Song, Vân Hồng Lăng không muốn rời đi. Thanh niên này ngay từ đầu nhìn thấy Lục Lâm Thiên và Lam Linh nói chuyện, sắc mặt cực kỳ khó coi, nghe hai người nói chuyện dường như có chút quan hệ, cho nên lúc này trong lòng hắn không vui chút nào. Sư huynh, quan hệ giữa ta và Lâm Thiên đã là quá khứ, chúng ta đi thôi. Lam Linh ngoái đầu lại nói, ánh mắt xinh đẹp cố ý mang theo chút thâm tình nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Sư muội, có phải là tiểu tử này trước đây khi dễ muội không? Nếu như hắn khi dễ muội, sư huynh ta sẽ giúp muội giáo huấn hắn. Nam tử hoa phục kia ân cần nói, ánh mắt hung hăng nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Vẻ mặt Lục Lâm Thiên trầm xuống, một chiêu này của Lam Linh khi còn ở Sơn Mạch Vũ Đô đã từng thi triển qua. Nàng cố ý để cho thanh niên của Vạn Thú Tông kia ghen, mượn tay đánh mình. Hiện tại đối với người thanh niên mặc y phục màu trắng này cũng vậy.
Lục Lâm Thiên bình tĩnh lại, cũng không đáp lời, hắn không quan tâm. Chỉ là Lục Lâm Thiên không để ý tới, Vân Hồng Lăng thì không nghĩ vậy, nhìn thấy có người ra oai, nàng lập tức nói. Chỉ bằng ngươi cũng muốn động thủ sao? Ngươi có ý tứ gì? Lẽ nào ngươi muốn động thủ? Thanh niên mặc hoa phục màu trắng này tức thì mặt đen lại, dường như không muốn mất mặt trước mặt sư muội, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía Vân Hồng Lăng. Động thủ thì động thủ, ta sợ ngươi sao? Vân Hồng Lăng cũng không sợ, vẻ mặt trầm xuống. Khặc khặc, trước mặt Vạn Thú Tông ta mà dám kiêu ngạo, nếu như không nể mặt ngươi là nữ nhân, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Thanh niên mặc hoa phục màu trắng lạnh nhạt nói một tiếng. Ta! Vân Hồng Lăng đang muốn nói thì bị Lục Lâm Thiên kéo lại, hắn chậm rãi tiến lên rồi nói. Ta vốn định mặc kệ ngươi, thế nhưng nữ nhân của ta há có thể để cho ngươi nói chữ chết, hiện tại xin lỗi còn kịp, bằng không. Trong mắt Lục Lâm Thiên hiện lên vẻ lạnh lùng, vốn hắn định không để ý tới, thế nhưng nữ nhân của hắn lại bị người ta uy hiếp như vậy thì không thể mặc kệ nữa. Bằng không cái gì, tiểu tử, ngươi có gan lặp lại lần nữa. Sắc mặt thanh niên mặc hoa phục trầm xuống, hắn động thủ với nữ nhân cho dù thắng cũng không vinh quang gì. Lúc này nhìn thấy thanh niên áo xanh kia tiến lên, tức thì hung hăng nói. Xin lỗi, ta tha cho ngươi, bằng không ngươi sẽ hối hận. Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Ha ha, ngươi thì tính là vật gì cũng dám xuất khẩu ngông cuồng. Thanh niên mặc y phục màu trắng quát lên một tiếng, hàn ý trong mắt bắn về phía người Lục Lâm Thiên, sắc mặt đột nhiên vô cùng khó coi. Bên này cãi nhau khiến cho ngày càng có nhiều người xúm lại, ánh mắt rơi vào đám người Lục Lâm Thiên. Mọi người vừa nhìn thấy cảnh này lập tức nghĩ đến nhất định là ân oán tranh giành tình nhân cho nên mới dẫn đến việc động thủ. Hừ! Một tiếng hừ lạnh truyền ra. Ngay khi thanh niên mặc y phục màu trắng kia hừ lên một tiếng, đồng thời chân khí bạo phát, chân khí trong tay run lên, năm ngón tay uốn lượn, một đạo chảo ấn khiến cho không gian gấp khúc nhanh chóng bắn về phía Lục Lâm Thiên. Một tiểu tử xuất khẩu cuồng ngôn, hắn thân là đệ tử thân truyền của Vạn Thú Tông đương nhiên sẽ không để vào trong mắt. Vẻ mặt Lục Lâm Thiên lạnh lẽo, thực lực của tên thanh niên này hắn đã biết từ trước, tu vi vũ tướng nhị trọng, thực lực tuyệt đối bất phàm. Đủ thấy đệ tử của Vạn Thú Tông cũng không phải kẻ tầm thường. Lúc này đối mặt với công kích của người thanh niên này, sắc mặt Lục Lâm Thiên vẫn vô cùng bình tĩnh, vũ tướng nhị trọng, hắn cũng không đặt vào trong mắt. Thủ ấn đột nhiên biến hóa. Một đạo hỏa ảnh chỉ cắt ngang không gian mang theo kình phong sắc bén bắn tới chảo ấn của thanh niên mặc y phục màu trắng kia. Mà lúc này hai nàng Lục Vô Song và Vân Hồng Lăng nhanh chóng lùi lại phía sau. Lục Lâm Thiên xuất thủ các nàng cũng không chút lo lắng, ngay cả Lục Vô Song lúc này sắc mặt cũng không có chút lo lắng nào. Nàng rất rõ ràng, thực lực hiện tại của Lục Lâm Thiên cũng không giống như Lục Lâm Thiên mà ai cũng có thể ăn hiếp trong Lục gia khi trước nữa. Siêu! Dưới chảo ấn! Chân khí của thanh niên kia run lên, trực tiếp đem hỏa ảnh chỉ của Lục Lâm Thiên chộp vào trong chảo ấn, sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi, một cỗ nhiệt độ vô cùng kinh khủng trong nháy mắt tràn ngập chảo ấn. Trong nháy mắt toát ra khói trắng nhẹ nhẹ, một cỗ cảm giác đau nhức truyền tới, sắc mặt thanh niên hoa phục này tức thì âm trầm. Hừ, hừ lạnh một tiếng, thanh niên mặc y phục màu trắng này thật không ngờ thực lực thanh niên trước mắt này lại mạnh như vậy. Một chiêu khiến cho hắn chịu thiệt thòi. Thế nhưng hắn cũng không phải là người bình thường, không ngờ lại cắn răng nhịn xuống. Tu vi vũ tướng nhị trọng, hắn cũng không phải là kẻ yếu, thế nhưng lực công kích này so với một đạo chảo ấn vừa rồi lại cách biệt giống như một trời một vực, lực lượng cuồng bạo bạo phát khiến cho không ít người đứng xem chung quanh nhanh chóng thối lui, sắc mặt đại biến. Hừ, sắc mặt Lục Lâm Thiên lúc này hiện lên hàn ý, chân khí dưới chân chợt lóe, phù quang lược ảnh được thi triển, chân khí dưới chân hóa thành vòng xoáy. Thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Lúc này bàn tay từ trong ống tay áo hiện ra, một đạo thủ ấn nhanh chóng được tạo ra, đồng thời trong tay hiện lên một đạo quang mang, một cỗ năng lượng phô thiên cái địa thuộc tính thổ nhanh chóng bạo phát, trong nháy mắt hội tụ trong trường ấn. Thanh niên mặc bạch y kia cảm nhận được kình phong sắc bén, trong nháy mắt hoa mắt, sắc mặt đại biến. Nhưng lúc này, trước mặt thanh niên mặc y phục màu trắng hiện lên một đạo thân ảnh. Một đạo trưởng ấn mang theo tàn ảnh phóng lên cao trong nháy mắt hội tụ thành một đạo trưởng ấn, ầm ầm đánh vào trưởng ấn của hắn. Phanh! Đột nhiên một tiếng nổ vang lên, thanh niên mặc bạch y bỗng nhiên cảm giác được một cỗ kình khí kinh khủng đột nhiên chạy vào trong cơ thể hắn, đem hắn đánh bay về phía sau, nặng nề rơi vào bức tường cách đó hơn 10 thước.
Phanh! Bức tường cứng rắn lúc này cũng không thừa nhận nổi lực lượng mạnh mẽ này, trong nháy mắt trên bức tường xuất hiện vô số cái khe rồi đất đá đổ ụp xuống người thanh niên mặc bạch y kia. Khục khục! Khi thanh niên mặc bạch y từ trên tường rơi xuống, có một tia máu từ trong khóe miệng hắn tràn ra, vẻ mặt không thể tin được mang theo sự kinh hãi. Hắn thật không ngờ, tên thanh niên tuổi còn trẻ này thực lực lại cường hãn tới mức này. Hắn là vũ tướng nhị trọng mà đối phương có thể dùng một chiêu đánh hắn bị thương. Lúc này, đám người đứng xem chung quanh vô cùng kinh hãi. Hai người xuất thủ tạo ra kình phong bắn tứ tung. Mọi người hầu như đều luyện qua võ, đương nhiên vô cùng rõ ràng thực lực hai người này đã tới vũ tướng, mà thanh niên áo xanh kia không ngờ có thể dùng một chiêu đánh bay đối phương. Gì? Trong đôi mắt xinh đẹp của Lam Linh lúc này hiện lên sự kinh ngạc. Vốn nàng muốn thử xem thực lực của Lục Lâm Thiên lúc này đã tới đâu, thật không ngờ thực lực của Lục Lâm Thiên lúc này đã mạnh mẽ như vậy, vượt qua sự tưởng tượng của nàng, trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên chút dị dạng. Nhìn ánh mắt mọi người chung quanh, thanh niên mặc bạch y kia dường như vô cùng nhục nhã, huống chi còn có sư muội ở bên cạnh đang nhìn vào. Tiểu tử, ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Sắc mặt người thanh niên này trầm xuống, thủ ấn trong tay bắt đầu biến hóa. Một cỗ khí tức quỷ dị bắt đầu tuôn ra, khí tức quanh thân dường như trong nháy mắt kéo lên. Muốn xuất toàn lực sao? Lục Lâm Thiên khẽ cau mày, trong lòng hắn hiểu rõ, thực lực mạnh nhất của đệ tử Vạn Thú Tông đều nằm trên người yêu thú, bên người mỗi một đệ tử đều có một đầu yêu thú, có thể không chỉ có một đầu, khi trước Lam Linh có thêm một đầu liệt hỏa yêu ưng. Dừng tay, là ai ở đây gây náo loạn? Chẳng lẽ không đặt thiên kiếm môn ta vào mắt sao? Một tiếng quát truyền đến. Động tĩnh của đám người vây xem chung quanh lúc này đã sớm kinh động tới đội tuần tra của Thiên Kiếm Môn. Trong đám người, một đội 20 mấy người đệ tử Thiên Kiếm Môn mặc khôi giáp, lưng đeo trường kiếm đi tới. Mà vừa vặn, đội tuần tra này chính là đội vừa gặp qua đám người Lục Lâm Thiên không lâu trước đó. Đám người vây xem đã sớm đứng phía xa nhìn, miễn cho mình liên lụy. Mà thanh niên dẫn đầu đội tuần tra lúc này cũng nhanh chóng nhìn thấy Lục Lâm Thiên, Lục Vô Song, Vân Hồng Lăng. Hai hàng lông mày hắn nhíu lại, tiến lên nói. Hóa ra là bằng hữu Vân Dương Tông, không biết mọi người lại đang gặp phiền phức gì vậy? Không có gì, ta chỉ xuất thủ một tên không có mắt mà thôi, ta đi trước. Lục Lâm Thiên nói, người của Thiên Kiếm Môn đến cũng không tiện động thủ. Nếu như động thủ trước mặt Thiên Kiếm Môn không thể nghi ngờ là tát cào mặt mũi của Thiên Kiếm Môn, loại luyện như thế này vừa lớn vừa nhỏ, thế nhưng rất dễ tạo thành phiền phức cho tông chủ Vân Khiếu Thiên. Ba vị đi thong thả. Đệ tử Thiên Kiếm Môn làm sao dám ngăn cản ba người Lục Lâm Thiên cơ chứ? Chúng ta đi thôi. Vân Hồng Lăng nói, vô cùng thân thiết nắm tay Lục Lâm Thiên, ánh mắt nhìn về phía Lam Linh, lập tức lôi kéo Lục Lâm Thiên đi. Tiểu tử, hóa ra ngươi là người của Vân Dương Tông. Trên đại hội Tam Tông Tứ Môn ngày mai, ngươi tốt nhất đừng nên gặp phải ta. Thanh niên mặc bạch y kia thu hồi khí tức rồi quát lớn, hắn cũng biết lúc này không tiện động thủ. Ngươi là ai, cũng dám nháo sự trong thành Thiên Kiếm. Thanh niên của Thiên Kiếm Môn nhướng mày, nghe thanh niên mặc bạch y nói vậy dường như lai lịch cũng không nhỏ, hai hàng lông mày nhíu chặt. Hừ, thì sao, ta là người của Vạn Thú Tông, muốn thế nào? Nói đi. Thanh niên mặc bạch y này móc ra một khối ngọc bối, một bụng đầy tức giận, lúc này lập tức trút lên người đệ tử của Thiên Kiếm Môn. Hóa ra là bằng hữu Vạn Thú Tông, không có việc gì, các ngươi có thể đi. Thanh niên này biến sắc, đệ tử thân truyền của Vạn Thú Tông, hắn cũng không dám trêu chọc nha. Sư huynh, chúng ta đi thôi. Lam Linh nhìn bóng lưng Lục Lâm Thiên biến mất lập tức nói với thanh niên bạch y rồi rời đi. Đường cong linh lung khiến cho người ta sôi máu, đôi ngọc thỏ trước ngực vô cùng sinh động không ngừng lắc lư khiến cho mắt mọi người chung quanh không rời. A, à, ngoài đoàn người, sau khi ba người đi qua một con đường Lục Lâm Thiên tức thì đau đớn hét to một tiếng. Trên canh tay bị Vân Hồng Lăng nhéo một cái, xoay tròn 360 độ. Tiểu tặc, ngươi nói mau, yêu tinh kia rốt cuộc là ai, có quan hệ gì với ngươi? Vân Hồng Lăng trừng mắt, giận dữ nhìn về phía Lục Lâm Thiên, giống như là đang thẩm vấn phạm nhân. Không có quan hệ, quả thực là không có quan hệ. Lục Lâm Thiên vuốt cánh tay mình, nhìn vào cánh tay đang sưng đỏ không khỏi thầm nghĩ, nữ nhân này hạ thủ thật độc. Không quan hệ sao? Vì sao nàng lại nói câu vĩnh viễn nhớ kỹ, lại nói tới thời gian nương tựa vào nhau kia, ta véo, ngươi mau nói thật cho ta.
Vân Hồng Lăng thở phì phì nói. Tiểu thư, chúng ta quả thực không có vấn đề gì à. Muốn nói tới quan hệ thì chỉ có cửu oán mà thôi, nữ nhân kia chính là độc xà, sao có thể so sánh được với nàng. Khi trước trong sơn mạch Vũ Đô nữ nhân này đã hạ độc thủ với ta, thiếu chút nữa làm ta mất mạng, nàng nói xem giữa ta với nàng ta có quan hệ hay không. Lục Lâm Thiên vội vã giải thích, hắn cũng không muốn bị véo nữa. Hừ, những lời ngươi nói là sự thật chứ? Vân Hồng Lăng trừng mắt nhìn Lục Lâm Thiên, trong mắt hiện lên sự hoài nghi. Được rồi Hồng Lăng, Lâm Thiên sẽ không nói dối đâu. Lục Vô Song nói. Được rồi, ta tin ngươi một lần, nếu như lần sau thấy yêu tinh kia, nếu như ngươi dám liếc mắt nhìn nàng ta, ta sẽ không khách khí với ngươi. Vân Hồng Lăng hừ một tiếng. Ánh mắt lập tức rơi vào cánh tay Lục Lâm Thiên vừa bị mình véo, ôn nhu hỏi. Đau không, ta xoa giúp ngươi. Không cần, không đâu. Lục Lâm Thiên cũng không muốn bị nàng ta véo lần nữa, vội vã đi tới phía sau Lục Vô Song. Vẫn là nha đầu Vô Song ôn nhu, thảo nào cổ nhân từng nói, cưới vợ phải cưới vợ hiền, thực sự là chí lý. Sợ cái gì, nếu như lần sau ngươi không trêu hoa ghẹo nghiệt, ta sẽ không véo ngươi. Biểu tỷ Cảnh Văn từng nói với ta, bảo ta trông chừng ngươi đó. Vân Hồng Lăng mỉm cười, có vẻ vô cùng cao hứng. Tiểu nha đầu, người cầm tinh con gì vậy, lần nào cũng đau quá. Lục Lâm Thiên nghiến răng nghiến lợi thầm nghĩ trong lòng, hắn khẽ cười tà, một cỗ lửa nóng xuất hiện. Một lát sau, ba người về tới nội thành Thiên Kiếm Môn, sau khi đi tới đình viện thì sắc trời đã tối, ba người đều tự mình nghỉ ngơi. Trong lòng Lục Lâm Thiên rất muốn đi tới phòng Lục Vô Song, thế nhưng có tông chủ và chư vị trưởng lão ở phụ cận, quả thực có chút bất tiện. Tới phòng mình, Lục Lâm Thiên cùng Bạch Linh, Tiểu Long hàn huyên vài câu rồi bắt đầu tu luyện. Buổi tối, màn đêm bao phủ trong thành Thiên Kiếm mênh mông, mặc dù là ban đêm thế nhưng trong thành Thiên Kiếm lại đèn đuốc sáng trưng như ban ngày, cảnh tượng náo nhiệt so với ban này cũng không kém là bao. Trong phòng, Lục Lâm Thiên khoanh chân ngồi đó. Quanh thân được bao phủ bởi một vòng quang mang màu vàng, ngày mai chính là đại hội tam tông tứ môn, Lục Lâm Thiên cũng phải chuẩn bị cho tốt. Thời gian một đêm nhanh chóng trôi qua, sáng sớm hôm sau, Lục Lâm Thiên đình chỉ tu luyện, hai mắt mở ra, trong mắt bắn ra tinh quang. Cảm giác chân khí và linh lực tràn đầy trong cơ thể, Lục Lâm Thiên không khỏi có chút chờ mong. Hắn rất muốn biết bản thân mình có thể đi tới được bước kia trên đại hội tam tông tứ môn hay không. Sau khi thu thập một phen, đã người hầu và nha hoàn đưa bữa sáng tới, còn có đồ rửa mặt, tất cả đều được Thiên Kiếm Môn an bài thỏa đáng. Sau khi đi dạo một chút trong đình viện, buổi trưa, Lục Lâm Thiên bị gọi vào trong phòng của tông chủ Vân Khiếu Thiên. Tham kiến tông chủ, Lục Lâm Thiên hành lễ. Ngồi đi, Vân Khiếu Thiên nhìn Lục Lâm Thiên nói. Chuẩn bị như thế nào rồi? Cũng ổn hết cả rồi. Lục Lâm Thiên không chút khách khí ngồi xuống. Ta vừa mới nhận được tin tức tam tông tứ môn còn lại đều đã tới Thiên Kiếm Môn, lần đại hội tam tông tứ môn này tổng cộng có 56 người tham gia, ngoại trừ tam tông tứ môn chúng ta có 35 người ra, còn 21 người thuộc về những thế lực khác. Trong đó cũng có người của cổ vực và thành Ma Vân. Vân Khiếu Thiên nói, 56 người, hẳn đều là người có thực lực rất mạnh. Lục Lâm Thiên nói, hắn cũng có chút cảm thán. Đây chính là một đại sự vô cùng náo nhiệt trên toàn bộ đại lục nha. Đó là đương nhiên, đệ tử trẻ tuổi có thể tới tham gia đại hội tam tông tứ môn đều là người nổi bật trong các thế lực lớn. Vì vậy ta muốn hỏi ngươi một chút, lần này ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần? Vân Khiếu Thiên có chút ngưng trọng hỏi Lục Lâm Thiên. Đệ tử cũng không biết. Lục Lâm Thiên lắc đầu, nếu như không thấy thực lực của đám người dự thi, hắn cũng không thể đoán mò được. Huống chi đám người tới tham gia đại hội tam tông tứ môn ai cũng có con bài chưa lật của mình, tu vi chỉ là hình thức bên ngoài mà thôi, giống như bản thân hắn vậy, nếu như con bài chưa lật của hắn xuất ra hết thì thực lực cũng sẽ không tương đương như tu vi bề ngoài. Cũng đúng. Vân Khiếu Thiên cười khổ một cái rồi nói. Là ta quá sốt ruột rồi, 4 lần liên tiếp Vân Dương Tông chúng ta không có đệ tử tiến vào top 3, ngay cả mấy vị thái thượng trưởng lão trong tông đối với việc này đều vô cùng coi trọng. Đệ tử sẽ cố hết sức. Lục Lâm Thiên nói, đối với đám người thái thượng trưởng lão trong Vân Dương Tông hắn cũng không có bao nhiêu kinh ngạc. Lúc mật địa mở ra, khí tức mấy người kia đã tới mức cực kỳ kinh khủng, đó mới là thực lực chân chính của Vân Dương Tông. Lúc này hy vọng của ta cũng chỉ có thể đặt vào người ngươi và Hồng Lăng.
Vân Khiếu Thiên nhìn Lục Lâm Thiên khẽ mỉm cười nói. Lâm Thiên, hiện tại ta muốn bàn chút việc tư với ngươi. Ồ, mời tông chủ nói. Lục Lâm Thiên nhíu mày nói. Chuyện của ngươi và Hồng Lăng tuy rằng lần trước không nói thế nhưng ta cũng biết. Ta cũng chỉ có một đứa con gái là nó, hiện giờ ta muốn chính miệng ngươi nói cho ta biết, ngươi có quyết định thế nào về Hồng Lăng. Vân Khiếu Thiên nhìn Lục Lâm Thiên hỏi. Trong lòng Lục Lâm Thiên sửng sốt, hắn quả thực không ngờ Vân Khiếu Thiên sẽ hỏi tới chuyện này, trong lòng trầm xuống, nếu bỏ qua thân phận tông chủ Vân Dương Tông của Vân Khiếu Thiên thì chính là nhạc phụ tương lai của hắn. Hắn cũng đã sớm nhận định Hồng Lăng là nữ nhân của mình, chuyện này dù sớm hay muộn hắn cũng phải đối mặt. Đệ tử đảm bảo sẽ không để cho Hồng Lăng chịu ủy khuất, về phần những cái khác, đệ tử cũng không bảo đảm được cái gì. Lục Lâm Thiên ngẩng đầu nói, ánh mắt nhìn Vân Khiếu Thiên không có chút tránh né. Nhìn Lục Lâm Thiên, Vân Khiếu Thiên không nói gì, cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì, lát sau sắc mặt hắn trầm xuống, nói. Chuyện thanh niên các ngươi, ta không muốn quản nhiều, thế nhưng hiện tại ta chỉ muốn nói một câu với ngươi, nếu như sau này ngươi để nó phải chịu ủy khuất, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi hiểu không? Đệ tử đa tạ tông chủ thành toàn. Lục Lâm Thiên đứng dậy lập tức hành lễ. Ý tứ của Vân Khiếu Thiên, Lục Lâm Thiên hắn hiểu, cũng có chút xúc động, vốn hắn còn đang lo lắng Vân Khiếu Thiên sẽ phản đối, xem ra Vân Khiếu Thiên cũng không phải là dạng người cứng nhắc. Ngươi đừng cao hứng quá sớm. Vẻ mặt Vân Khiếu Thiên cứng lại, ánh mắt hiện lên chút giảo hoạt nói. Vừa rồi ta chưa nói hết, nếu như muốn ta đáp ứng vậy thì ngươi nhất định phải tiến vào top 3, bằng không, sẽ không bàn tới chuyện này nữa. Cái gì? Lục Lâm Thiên ngạc nhiên, không Vân Khiếu Thiên lại uy hiếp hắn. Được rồi, người đi chuẩn bị chút đi, ngày mai đại hội Tam Tông Tứ Môn sẽ khai mạc sớm. Vân Khiếu Thiên nói. Lục Lâm Thiên rời khỏi phòng Vân Khiếu Thiên, khóe miệng hiện lên nụ cười khổ. Xem ra tông chủ Vân Khiếu Thiên này quả thực là người gian xảo, vì để cho hắn toàn lực không ngờ lại dùng uy hiếp dụ dỗ, có thể trở thành người đứng đầu một tông quả nhiên không đơn giản. Chỉ là lúc này Lục Lâm Thiên cũng muốn đem hết toàn lực, tiến vào top 3 hắn sẽ có một cơ hội lấy được vạn niên xích đồng. Sau khi trở lại phòng mình, Lục Lâm Thiên lập tức móc ra một viên đan dược tứ phẩm sơ giai ăn vào. Một viên đan dược tứ phẩm sơ giai đối với tu vi vũ tướng nhất trọng của Lục Lâm Thiên hiện giờ, một đêm là có thể luyện hóa hết. Tuy rằng luyện hóa một viên đan dược tứ phẩm sơ giai đối với thực lực hiện tại của hắn mà nói, nếu như muốn đột phá thì quả thực như muối bỏ biển, cũng chỉ có thể tăng cường một chút. Sau khi để Tiểu Long hộ pháp, Lục Lâm Thiên lập tức tiến vào trạng thái tu luyện, một lát sau quanh thân hắn được bao phủ bởi một vòng quang mang màu vàng. Thời gian chậm rãi trôi qua, càng tới gần đại hội Tam Tông Tứ Môn thì người trong thành Thiên Kiếm càng nhiều hơn, đoàn người đông nghịt, chật ních chen qua những con đường. Ngày thứ hai, trong nội thành Thiên Kiếm Môn, lúc này đã là đầu mùa xuân, khi ánh sáng đầu tiên xuất hiện khiến cho bầu trời xanh thẳm sáng sủa hắn lên. Trong thành Thiên Kiếm thi thoảng có cơn gió thổi qua, tiếng náo nhiệt cũng truyền đi xa hơn. Ngày này, từ lúc sáng sớm so với ngày thường càng thêm náo nhiệt, bởi vì Đại hội Tam Tông Tứ Môn 15 năm một lần hôm nay khai mạc. Đại hội Tam Tông Tứ Môn 15 năm một lần hầu như là việc trọng đại của toàn bộ đại lục. Sáng sớm, trên đường cái đã xuất hiện rất nhiều vũ giả. Nhìn kỹ cũng có thể thấy trong đoàn người lúc này có một ít linh giả lẫn ở trong đó, thế nhưng số lượng linh giả cũng không nhiều. Mà mọi người hiện tại đều đi về một phía, đó là quảng trường của thành Thiên Kiếm. Đó chính là sân đấu của Đại hội Tam Tông Tứ Môn ngày hôm nay. Nửa tháng trước, quảng trường kia đã bị Thiên Kiếm Môn phong tỏa, chỉ có ngày hôm nay mới mở ra. Bằng không mọi người đã sớm đi chọn vị trí tốt từ mấy ngày trước rồi. Sau khi mặt trời lên không bao lâu, trên con đường vô cùng náo nhiệt, không ít người mở cửa hàng trên đường đều đóng cửa hàng của mình lại, trực tiếp chạy tới quảng trời. Chỉ có một ít cửa hàng hôm nay sinh ý lại vô cùng tốt, đó chính là cửa hàng đặt cược. Không biết những cửa hàng này từ đâu lấy được tư liệu những thí sinh dự thi, tổng cộng là 56 người, bắt đầu nhận đặt cược ai có thể tiến vào vòng tiếp theo. Đồng thời cũng có thể dự đoán duy nhất một người ai có thể tiến vào top 5, top 3, hoặc là quán quân. Đương nhiên tỷ lệ đặt cũng mỗi ngày sẽ biến hóa thêm. Mà những người dự thi còn chưa xuất thủ qua cho nên cũng khiến cho đại bộ phận người không dám mua. Loại cửa hàng đặt cược này rất nhiều, hầu như trên mỗi con đường đều có, liên quan cũng vô cùng lớn.
cho nên muốn mở loại cửa hàng này cũng phải có quan hệ với Thiên Kiếm Môn làm hậu trường. Bằng không tại sao Đại hội Tam Tông Tứ Môn còn chưa bắt đầu đã có tư liệu những người dự thi, lại biết rõ chi tiết từng người như vậy. Không ít người ham mê cá cược lập tức đặt cược sau đó vội vã đi tới quảng trường. Hôm nay chính là Đại hội Tam Tông Tứ Môn nha, thậm chí có thể nói là ngày những nhân tài kiệt xuất trẻ tuổi trên đại lục đấu với nhau, điều này khiến cho mọi người vô cùng có hứng thú. Mọi người đều muốn biết giữa bọn họ và đệ tử do Tam Tông Tứ Môn bồi dưỡng ra rốt cuộc có bao nhiêu chênh lệch. Đệ tử Tam Tông Tứ Môn bồi dưỡng ra có phải đều có thiên phú, thực lực kinh người như lời đồn hay không? Mà bình thường, mọi người muốn nhìn thấy đám đệ tử thân truyền Tam Tông Tứ Môn, đặc biệt là những đệ tử đứng đầu lại vô cùng khó. Trong lòng mọi người đều biết, những đệ tử tham dự Đại hội Tam Tông Tứ Môn lần này sau đó trong Sơn Môn đều có tiền đồ vô lượng. Địa vị sau này không phải là hộ pháp thì chính là trưởng lão. Hộ pháp và trưởng lão trong Tam Tông Tứ Môn, so với bên ngoài thì cao hơn không biết bao nhiêu lần. Mà Đại hội Tam Tông Tứ Môn, trưởng môn Tam Tông Tứ Môn trên cơ bản đều tham gia, còn những trưởng lão trong những Sơn Môn, đồng thời còn có thể thấy trưởng môn và tông chủ Tam Tông Tứ Môn, loại rầm rộ bậc này cũng chỉ có Đại hội Tam Tông Tứ Môn 15 năm một lần mới có cơ hội. Không ít người mấy tháng trước vô cùng trông ngóng. Chỉ cần nghe danh trưởng môn, tông chủ các phái trong Tam Tông Tứ Môn đều là cường giả tổng thập đại cường giả trên đại lục cũng khiến cho mọi người vô cùng chờ mong. Phù! Khi ngoài cửa sổ có ánh sáng đầu tiên chiếu vào, Lục Lâm Thiên khẽ thở ra một ngụm chọc khí từ đan điền. Một đêm luyện hóa một viên yêu đan tứ giai sơ kỳ, lúc này Lục Lâm Thiên cũng cảm giác tu vi của hắn đã đạt tới vũ tướng nhất trọng trung kỳ. Tuy rằng đẳng cấp không có tiến bộ quá lớn, thế nhưng trên phương diện thực lực, Lục Lâm Thiên có thể cảm giác được, thực lực của hắn đã tăng cường không ít. Mở hai mắt, tinh quang trong mắt hiện lên, khẽ vặn người một cái, cảm giác chân khí và linh lực tràn đầy trong cơ thể, Lục Lâm Thiên khẽ cười một tiếng, lúc này Tiểu Long và Bạch Linh cũng đình chỉ tu luyện. Bạch Linh, Đại hội Tam Tông Tứ Môn nàng có muốn tới xem hay không? Lục Lâm Thiên nói với Bạch Linh. Đương nhiên phải tới xem rồi. Bạch Linh đáp. Lão đại, hôm nay huynh phải cố gắng lên. Tiểu Long lắc lư cái đầu rồi nói. Một lát sau, trong đại sảnh, chúng trưởng lão, hộ pháp Vân Dương Tông đã có mặt. Lục Lâm Thiên đi tới đại điện lúc này Vân Hồng Lăng, Hàn Phong, Triệu Kinh Hải, còn có Khuất Đao Tuyệt đều đã có mặt trong đại sảnh. Lâm Thiên, hôm nay cẩn thận một chút, không thể sơ ý. Nhìn thấy đồ đệ bảo bối của mình tới, Vũ Ngọc Tiền nhanh chóng đi tới bên người Lục Lâm Thiên rồi nói. Đệ tử sẽ chú ý. Lục Lâm Thiên gật đầu nói. Lục Lâm Thiên trận đầu này hôm nay, chúng ta thi xem ai giành chiến thắng trước. Khuất Đao Tuyệt mỉm cười nói. Tốt. Lục Lâm Thiên đáp. Năm đệ tử dự thi, các ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Thanh âm của Vân Khiếu Thiên từ bên trong truyền ra, lúc thanh âm biến mất thì thân ảnh Vân Khiếu Thiên đã tới đại sảnh. Chúng đệ tử đã chuẩn bị sẵn sàng. Năm người gật đầu đáp. Vậy chúng ta đi thôi, bên ngoài có người tới đón chúng ta rồi. Vân Khiếu Thiên nói. Mọi người đi ra đại sảnh, trên bầu trời lúc này có một đầu yêu thú phi hành đang bay xoay quanh. Đầu yêu thú phi hành này to chừng 200 thước, giống như chim ưng, khí tức đạt tới tứ giai. Một lão giả áo xám đứng trên lưng yêu thú phi hành này, nhanh chóng xuất hiện trước mặt mọi người Vân Dương Tông, đáp xuống đất thế nhưng một góc áo cũng không tung bay. Cường giả vũ xuất. Cảm giác khí tức người này, Lục Lâm Thiên không khó nhìn ra người này là cường giả tu vi vũ xuất, khí tức không dưới Tạ trưởng lão và Tống trưởng lão. Tham kiến Vân Tông chủ và chư vị trưởng lão. Lão giả áo xám đi tới trước mặt Vân Khiếu Thiên rồi thi lễ. Sử trưởng lão khách khí rồi. Vân Khiếu Thiên khẽ chắp tay rồi nói. Sử trưởng lão, đã lâu không gặp, tu vi ngày càng tinh tiến a. Tống trưởng lão mỉm cười nói. So với ta Tống trưởng lão càng thâm hậu hơn rồi. Lão giả mặc áo bào xám mỉm cười, lập tức nói. Vân tông chủ chúng ta đang chờ trong quảng trường, mời các vị đi theo ta. Mời. Vân Khiếu Thiên nói. Khí tức quanh thân sử trưởng lão chợt lóe, không gian chung quanh khẽ chấn động. Thân ảnh trong nháy mắt nhảy lên lưng yêu thú phi hành. Chúng ta đi thôi. Vân Khiếu Thiên nói, thân thể không có một động tác gì thế nhưng không gian chung quanh thân thể trong nháy mắt lắc lư, lập tức nhẹ nhàng nhảy lên lưng yêu thú phi hành. Thực lực của Vân Tông chủ quả thực khiến cho người khác sợ hãi.
Nhìn chiêu thức này của Vân Khiếu Thiên, sắc mặt sử trưởng lão của Thiên Kiếm Môn mang theo một chút kinh ngạc, đương nhiên hắn biết độ khó của việc này ra sao. Vân Khiếu Thiên khẽ cười nói. Siêu siêu. Mọi người Vân Dương Tông còn lại đều dùng phương pháp của mình nhảy lên lưng yêu thú phi hành. Trong Thiên Kiếm Môn này đương nhiên phải biểu hiện tốt một chút, không thể đánh mất mặt mũi của Vân Dương Tông. Chư vị, chúng ta đi thôi. Sử trưởng lão nói xong lập tức ra lệnh cho đầu yêu thú phi hành bay về phía trước. Hai cánh yêu thú phi hành dựng lên, cũng không lướt lên cao mà bay qua một đám kiến trúc. Lúc này trong đoàn người đông nghịt phía dưới có không ít ánh mắt nhìn vào đám người trên lưng yêu thú phi hành, ánh mắt có chút kính nể, hiếu kỳ, ước ao. Người có thể cưỡi yêu thú phi hành trong thành Thiên Kiếm đều có thân phận không thấp. Trong thành Thiên Kiếm có quy định sau khi tiến vào thành, cho dù là ai cũng không được cưỡi yêu thú phi hành của mình. Ánh mắt nhìn vào đám người phía dưới, Lục Lâm Thiên mỉm cười, người đứng ở trên đỉnh đương nhiên sẽ có người ngưỡng mộ, tương lai nhất định hắn cũng có thể làm được điều này. Yêu thú phi hành dưới tầng thấp, tiếng ồn ào náo nhiệt phía dưới truyền vào tai mọi người vô cùng rõ ràng. Lúc này trong lòng Lục Lâm Thiên cũng có chút kích động, mặc kệ định lực mạnh mẽ bao nhiêu, dù sao đây cũng là đại hội tam tông tứ môn hầu như là việc trọng đại nhất của đại lục. Lục Lâm Thiên dù sao cũng là thanh niên mà ai chẳng có chút nhiệt huyết. Kiếp trước hắn cũng không có loại cơ hội như vậy, mà hiện tại hắn có cơ hội thể hiện bản thân, cho nên phải cố gắng liều mạng. Chư vị, đại hội tam tông tứ môn lần này được tổ chức ở quảng trường thành Thiên Kiếm chúng ta, quảng trường này đã được Thiên Kiếm môn chúng ta xây dựng thêm, cũng vì muốn cho đại hội tam tông tứ môn rộng rãi một chút. Quảng trường rộng 2 vạn thước. Có thể đồng thời dung nạp hơn 60 vũ giả có tu vi vũ tướng giao thủ. Ngoại trừ đệ tử thi đấu trong quảng trường ra, bên ngoài cũng được Thiên Kiếm môn chúng ta kiến tạo thành một hình vòng cung, có thể dung nạp trên 100 vạn khán giả. Trên lưng yêu thú phi hành, sử trưởng lão nói với mọi người. Sử trưởng lão, xem ra Thiên Kiếm môn các ngươi lần này tốn không ít công phu đó. Tống trưởng lão nói, điều này nên làm. Đại hội Tam Tông Tứ Môn là đại sự của Tam Tông Tứ Môn chúng ta. Sử trưởng lão trả lời. Kiếm cũng nhiều hơn. Lục Lâm Thiên thầm nghĩ trong lòng. Đại hội cử hành trong thành Thiên Kiếm cũng mang tới cơ hội buôn bán, có thể nói là đầu tư ít thu lợi nhiều, lại thêm tiến cống, quả thực không phải con số nhỏ. Nhìn xem, chúng ta tới rồi. Lúc này, sử trưởng lão chỉ vào phía trước rồi nói. Mọi người nhìn lại. Lúc này tất cả mọi người có thể nhìn thấy ở giữa không trung có một quảng trường to lớn. Kiến trúc chung quanh kéo dài vô hạn, quảng trường này càng khiến cho người ta chú ý, ở giữa quảng trường là một hình tròn thật lớn, liếc mắt nhìn lại Lục Lâm Thiên tính toàn riêng ở giữa đã có diện tích chừng 2 vạn thước. Mà lúc này bốn phía quảng trường đông nghịt người, bóng người chằng chịt, tiếng ầm ĩ không ngừng truyền tới. Chúng ta xuống phía dưới, cửa chính hiện tại đã bị vây quanh, chúng ta đi từ thông đạo phía sau vào. Sử trưởng lão nói, ra lệnh cho yêu thú phi hành từ đằng sau tiến vào. Khi yêu thú phi hành tiến vào thì lúc này có một đám yêu thú phi hành tứ giai cũng đang đứng đó. Mọi người nhảy xuống khỏi lưng yêu thú phi hành, Lục Lâm Thiên đã thấy chung quanh có không ít đệ tử Thiên Kiếm môn, cả đám đều mặc khôi giáp lưng đeo trường kiếm. Dưới sự dẫn đường của sử trưởng lão, mọi người trong Vân Dương Tông không chút trở ngại từ phía sau tiến vào, mà lúc đi tới quảng trường, nhìn một màn trước mắt. Lục Lâm Thiên vô cùng kinh ngạc. Trong trí nhớ của Lục Lâm Thiên, nơi trước mặt hắn hiện giờ giống như là một sân vận động tổ chức trận đấu bóng đá vậy, mặt sân bằng phẳng trơn tuột một cách thái quả, trên mặt đất là một loại nham thạch cực kỳ cứng rắn, chỉ sợ là cho dù có tu vi vũ phách muốn đánh vỡ nó cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Mà lúc này bốn phía cũng đã có vô số thân ảnh, quảng trường này giống như một sân bóng, từ thấp đến cao kéo dài ra xa. Nhân số bốn phía lúc này, Lục Lâm Thiên phỏng đoán có lẽ đã lên tới con số 100 vạn. Mà vừa rồi sử trưởng lão cũng nói, bốn phía quảng trường này đủ để dung nạp hơn 100 vạn khán giả tới xem. Mà ở trên đài Lục Lâm Thiên cũng thấy có không ít ghế ngồi, hẳn là chuẩn bị cho một số khách và các thế lực đặc biệt ngồi. Ánh mắt nhìn xuống phía dưới, Lục Lâm Thiên đánh giá trung tâm quảng trường, lúc này quảng trường bị chia thành 28 khu vực, trên mặt đất đánh dấu các số từ 1 tới 28, hẳn là để đánh giá các vũ đài. Mà bốn phía, Lục Lâm Thiên cũng nhanh chóng nhìn thấy một đội đệ tử Thiên Kiếm môn mặc khôi giáp, số lượng 2 tới 3 nghìn, cả đám khí tức cường hãn, đang duy trì trật tự trong quảng trường. Nhiều người đương nhiên sẽ hỗn loạn,
có thể nhìn ra ngày hôm nay Thiên Kiếm Môn cũng không dám sơ ý chút nào, nếu như trong thời gian diễn ra đại hội Tam Tông Tứ Môn xảy ra chuyện gì đó, mặt mũi Thiên Kiếm Môn cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Vân Tông Chủ, mời đi theo ta. Có lẽ mọi người của Sơn Môn khác đã tới rồi. Trưởng môn Thiên Kiếm Môn chúng ta cũng đã chờ ở đó. Sử trưởng lão nói với Vân Khiếu Thiên. Được. Vân Khiếu Thiên đáp một tiếng. Dưới sự dẫn đường của sử trưởng lão, mọi người từ thông đạo sát biên giới đi lên một bậc thang. Bậc thang này không ngắn, chừng trăm bậc. Lúc này trước mặt mọi người xuất hiện một cái sân rộng chừng 200-300 thước, trên sân có không ít thạch trụ khổng lồ chống đỡ. Ngoài ra trên mặt sân lúc này còn có không ít ghế ngồi, chừng 300-400 cái. Có 200-300 người lúc này đã ngồi xuống, nhìn thấy đám người đi lên, nhất thời ánh mắt đều tập trung vào bọn họ. Ha ha, Vân Tông Chủ đại giá quang lâm, mấy ngày nay ta bận bịu tới tối tăm mặt mũi không tiếp đón được từ xa, mong Vân Tông Chủ không lấy làm phiền lòng. Một thanh âm sang sảng truyền đi, nói xong, một thân ảnh lam sắc hiện lên trước mặt đám người Vân Dương Tông. Khí tức thật mạnh mẽ. Lục Lâm Thiên chỉ cảm thấy có một cỗ áp lực vô hình đột nhiên xuất hiện, chỉ chợt lóe mà qua. Khí tức hoàn toàn thu liếm, dường như có người đang đánh giá thực lực của đám người bọn hắn. Người trước mắt hắn lúc này, tóc dài buộc sau đầu, mắt to, mày kiếm, mắt sáng như sao, mặt một bộ y phục màu xanh hiện lên khí tức bất phàm, tuổi tác chừng hơn 40, mà trên lưng người này cũng có một thanh trường kiếm màu vàng óng ánh. Cổ trưởng môn khách khí rồi, gần đây đương nhiên là khổ cực, không phải hôm nay chúng ta vẫn gặp được nhau sao? Vân Khiếu Thiên mỉm cười nói. Cổ trưởng môn, Cổ Kiếm Phong. Lục Lâm Thiên nhanh chóng suy đoán ra thân phận người này. Người này chính là một trong thập đại cường giả, trưởng môn Cổ Kiếm Phong của Thiên Kiếm Môn. Mời Vân Tông Chủ đi theo ta, những trưởng môn và tông chủ khác trên cơ bản đều đã đến đông đủ. Cổ Kiếm Phong đưa tay mời, lúc này mọi người phía trước cũng đã đứng lên. Vân Tông Chủ, người tới chậm. Một đại đán mặc trường sa màu đen tiến lên, ánh mắt khẽ đảo qua đám người phía sau Vân Khiếu Thiên rồi nói. Vân Tông Chủ, đã lâu không gặp. Xem ra những đệ tử lần này tới đây của Vân Dương Tông cũng không yếu nha. Thực lực của Dương trưởng lão không ngờ lại tiến bộ nhanh vậy, chúc mừng. Không nghĩ tới Vũ trưởng lão cũng tới đây, quả thực là khó có được nha. Từng thanh âm hàn huyên truyền tới, đám người Vân Khiếu Thiên và chúng trưởng lão đã bị không ít người vây quanh, tiến hỏi thăm khách khí truyền ra, dường như mọi người đều biết nhau. Ánh mắt Lục Lâm Thiên vẫn quét trên người chúng cường giả, từ cách mọi người nói chuyện với nhau. Lục Lâm Thiên không khó đoán ra thân phận của mọi người. Ngoại trừ trưởng môn Cổ Kiếm Phong của Thiên Kiếm Môn ra thì còn có trưởng môn Huyễn Hồn Môn Nhâm Trường Thanh, mặc một bộ y phục màu đen, mái tóc cắt ngắn, thân hình gầy, hai mắt thâm thúy, khí tức trên người đều thu liễm lại, thế nhưng vô hình chung lại tỏa ra sự áp bách tuyệt đối. Trưởng môn Quy Nguyên Môn chính là Vi Bang Ngạn cũng ở trong đó, mái tóc ngắn, lông mày trắng xóa, vóc người có chút mập mạp, thân mặc trường sam màu trắng. Cái bụng khiến cho người nhìn vào có cảm giác bị phệ, thế nhưng khí tức trên người cũng không kém Vân Khiếu Thiên chút nào, mà ánh mắt kia nếu nhìn vào không khỏi khiến cho người khác giật mình. Trưởng môn Huyền Sơn Môn Chu Hoành Viễn, mặc trường sam màu đen, tuổi chừng 40, trên mái tóc đen có vài sợi tóc bạc, vóc người gầy gò, khí tức lăng nhân. Khi Lục Lâm Thiên nhìn thấy tông chủ Địa Linh Tông thì có chút ngoài ý muốn. Tông chủ Địa Linh Tông này không ngờ lại là một mỹ phụ nhân tuổi chừng chưa đến 40. Là một nữ tử cực đẹp, ước chừng có lẽ là 35, 36 tuổi, bảo dưỡng vô cùng tốt, nhìn không ra tuổi tác thực tế. Thế nhưng nhìn nàng lại vô cùng diễm lệ, yêu mị. Lục Lâm Thiên biết, tông chủ của Địa Linh Tông chính là Âu Dương Huyền Anh, từ khí tức mà phán đoán cũng không dưới các trưởng môn khác. Đánh giá những cường giả này, trong lòng Lục Lâm Thiên không khỏi xúc động. Mà ở phía sau mọi người còn có không ít trưởng lão các phái, khí tức thu liếm. Thế nhưng trong không gian nho nhỏ lúc này lại có nhiều cường giả như vậy khiến cho trong không gian vô hình chung có áp lực. Cường giả ở đây cũng không ít nha, không ít phú vương còn có cường giả linh vương. Thanh âm của cửu vĩ yêu hồ Bạch Linh vang lên trong tai Lục Lâm Thiên. Linh vương sao? Lục Lâm Thiên đưa mắt đảo qua, lập tức rơi vào trên người một lão giả trưởng lão của Địa Linh Tông, thân mặc trường sam cũ kỹ, quanh người không có một chút khí tức ba động nào. Thế nhưng sau khi nhìn vào hắn một lát cũng không nhớ nổi dáng dấp của hắn ra sao. Dựa vào cảm giác của mình, Lục Lâm Thiên suy đoán người này chắc hẳn chính là cường giả linh vương. Trong lúc mọi người hàn huyên,
đám người Lục Lâm Thiên đương nhiên không có tư cách tham dự, đám người Hàn Huyên đều là đại lão một phương, những đệ tử còn trẻ như bọn họ không có tư cách xen vào. Ánh mắt khẽ đảo qua, Lục Lâm Thiên lập tức nhìn thấy phía trước có mấy thanh niên nam nữ, tổng cộng có 5 đội ngũ, cả đám nam nữ này, nam thì anh tuấn bất phàm, khí độ hiên ngang, nữ thì dung mạo thanh tú, vóc người linh lung, hiện lên đường cong lồi lõm. Tu vi của đám người này đương nhiên không có mấy ai có thể tránh khỏi phán đoán của Lục Lâm Thiên, không ngoại lệ đều có tu vi vũ tướng, dường như còn có vài người có tu vi linh tướng. Toàn là những đệ tử đứng đầu tam tông tứ môn. Lục Lâm Thiên thầm nghĩ, tổng cộng 30 người này, người có tu vi kém nhất cũng là vũ tướng nhất trọng. Người mạnh nhất dường như đã tới vũ tướng tứ trọng, còn có mấy người, Lục Lâm Thiên cũng không thể nhìn thấu. Mạnh, rất mạnh. Lục Lâm Thiên thầm nghĩ trong lòng, những người nổi bật trong tam tông tứ môn cũng không phải là hạng người chỉ có hư danh, từ khí tức trên người đám đệ tử nam nữ này là có thể nhìn ra được. Trong lúc Lục Lâm Thiên đánh giá đánh thanh niên kia, thì những đệ tử trẻ tuổi cũng đánh giá nhau, trong lòng mọi người vô cùng rõ ràng, những đệ tử trẻ tuổi ở đây rất có thể sẽ trở thành đối thủ của mình. Hai huynh đệ luôn kiêu ngạo như Triệu Kình Hải, Triệu Kình Thiên lúc này cũng không còn kiêu ngạo nữa. Dường như bọn họ cũng cảm giác được, lúc này ở đây người có tu vi không kém bọn họ cũng không phải là ít. Ha ha, các ngươi đến thật là sớm. Trong lúc mọi người đang hàn huyên, một tiếng cười sang sảng truyền tới. Lập tức trên bậc thang có hơn 10 đạo thân ảnh đi tới. Người dẫn đầu mặc trường bào màu vàng, dáng người tục tằng, thân cao 2 thước có thừa, ánh mắt sắn bén, mái tóc dài màu đen ở sau đầu, tuổi chừng hơn 40, có một cỗ khí thế vô hình tỏa ra chung quanh. Phía sau hắn có mấy lão giả, khí tức cũng cường giả không kém. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn vào cũng nhanh chóng phát hiện ra 2 người quen, một người trong đó là Lam Linh ăn mặc nóng bỏng kia. Một người khác chính là thanh niên mặc hoa phục gặp ở ngoại thành ngày hôm trước. Vạn Thú Tông. Nhìn thấy Lam Linh trong đó, Lục Lâm Thiên không cần đoán cũng biết là người của Vạn Thú Tông đã tới. Xuẫn Tông Chủ, người đến chậm. Ha ha, ta tới không muộn, vừa kịp lúc. Đại hán tộc Tần kia cười, nhanh chóng tiến về phía trước. Tông Chủ Vạn Thú Tông duẫn ngạc. Lục Lâm Thiên không khỏi quan sát đại hán này một chút, người này cũng là một trong thập đại cường giả. Tu vi đã tới một bước kia rồi. Tông chủ Vạn Thú Tông tới, đám người đại lão lại hàn huyên thêm một phen. Lúc này, ánh mắt của thanh niên bạch y trong Vạn Thú Tông cũng rơi vào trên người Lục Lâm Thiên, dù sao hiện tại Lục Lâm Thiên đang đứng giữa Vân Hồng Lăng và Lục Vô Song, cũng khiến cho người ta chú ý. Nhìn Lục Lâm Thiên, sắc mặt nam thanh niên mặc bạch y này nhanh chóng trở nên xấu xí, tức giận liếc nhìn Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên quay đầu nhìn lại. Đối với người như thế cũng không đặt vào trong lòng. Ánh mắt hắn quét qua đám người Vạn Thú Tông, lúc này cũng thấy Lam Linh, lúc này nàng ta cũng đang nhìn về phía hắn. Tiểu tặc, không được nhìn nữa. Thanh âm của Vân Hồng Lăng vang lên trong tai Lục Lâm Thiên, cánh tay ngọc của nàng cũng đè lên tay Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên nhanh chóng quay đầu lại nhìn nữ nhân điêu ngoa này, quả thực hắn không muốn chịu sự đau đớn kia nữa. Ta nào có nhìn. Lục Lâm Thiên nhẹ giọng nói. Tất cả mọi người ngồi đi, đại hội tam tông tứ môn sắp bắt đầu rồi. Thanh âm của Cổ Kiếm Phong vang lên. Tất người ngồi đi. Chúng trưởng lão và hộ pháp đều ngồi xuống, mà phía trước có 7 cái ghế lớn, phân biệt do tông chủ và trưởng môn của tam tông tứ môn ngồi. Lúc này ngồi bên trên vừa vặn có thể nhìn thấy toàn bộ quảng trường, thiết kế quả thực vô cùng tinh tế. Mà chúng đệ tử như Lục Lâm Thiên cũng chỉ có thể đứng ở phía sau chúng trưởng lão và hộ pháp. Cách đó không xa là đệ tử của các sơn môn khác. Đám người này cũng bắt đầu đánh giá lẫn nhau. Trong đám đệ tử cũng chỉ có 4 người khiến cho người khác chú ý nhất, đương nhiên chính là Lục Vô Song, Vân Hồng Lăng, Lam Linh, còn có một nữ đệ tử mặc y phục màu tím của Thiên Kiếm Môn, dáng người vô cùng tuyệt mỹ, tuy rằng so với Lục Vô Song yếu hơn một bậc thế nhưng cũng không dưới Lam Linh chút nào, khí chất vô cùng cao nhã. Cổ Tông Chủ, ta nghe nói trong Thiên Kiếm Môn người xuất hiện một vũ giả tam hệ, thiên phú cực cao, không biết là người nào, để cho chúng ta nhìn xem một chút. Khi mọi người ngồi vào chỗ của mình, Tông Chủ Địa Linh Tông Âu Dương Huyền Anh nói, thanh âm giống như là thiếu nữ. Ha ha! Lúc này Cổ Kiếm Phong ngồi ở giữa cười lớn rồi quay đầu lại nói. Nhược Lan, mau tới ra mắt mấy vị Tông Chủ và Trưởng Môn. Lúc này trong đám người Thiên Kiếm Môn,
một nữ tử có khuôn mặt xinh đẹp mặc y phục màu tím tiến tới trước mặt chúng cường giả rồi thi lễ, miệng khẽ mở nói. Nguyên Nhược Lan ra mắt chư vị trưởng môn, tông chủ, ra mắt chư vị trưởng lão. Vũ giả tam hệ, không tồi, trong thiên kiếm môn thực sự là nhân tài lớp lớp A. Âu Dương Huyền Anh nói, những người còn lại cũng chỉ có thể ước ao, trong môn xuất hiện vũ giả tam hệ, đó không phải là chuyện bình thường đâu. Chỉ cần bồi dưỡng cho tốt, tu vi càng cao thực lực sẽ càng mạnh, sau này chính là một cường giả của tông môn. Vân tông chủ, ta nghe nói nữ nhi của ngươi cũng là vũ giả tam hệ, ta còn chưa gặp mặt, không biết là ai đây. Âu Dương Huyền Anh lập tức nói với Vân Khiếu Thiên. Ha ha! Vân Khiếu Thiên mỉm cười nói. Tiểu nữ quả thực là vũ giả tam hệ, thế nhưng trong môn chúng ta hiện tại thật ra còn một vũ giả tam hệ khác. Nói xong, Vân Khiếu Thiên quay đầu lại nhìn về phía Vân Hồng Lăng, Lục Lâm Thiên rồi nói. Hồng Lăng, Lục Lâm Thiên mau tới ra mắt các vị trưởng môn. Lục Lâm Thiên rốt cuộc nhìn ra, không ngờ vũ giả tam hệ lại được coi là thứ mà các trưởng môn, tông chủ tranh giành mặt mũi. Hắn lập tức truyền âm thông chi của Tiểu Long và Bạch Linh trên vai đi tới vai của Lục Vô Song. Đệ tử Lục Lâm Thiên, Hồng Lăng, ra mắt chư vị trưởng môn, tông chủ, ra mắt chư vị trưởng lão. Lục Lâm Thiên và Vân Hồng Lăng tiến lên phía trước thi lễ với chúng cường giả. Vân Dương Tông từ lúc nào có được hai vũ giả tam hệ vậy? Nhìn thấy Vân Dương Tông đột nhiên xuất hiện hai vũ giả tam hệ, những sơn môn khác lập tức có chút kinh ngạc. Mấy năm trước vừa mới nhập môn, mong chư vị chiếu cố bọn chúng nhiều hơn. Vân Khiếu Thiên thấy mọi người kinh ngạc, dường như rất thỏa mãn. Vũ giả tam hệ. Lúc này ánh mắt Lục Lâm Thiên cũng rơi vào trên người Nguyên Nhược Lan của Thiên Kiếm Môn. Không nghĩ tới nàng ta cũng là vũ giả tam hệ. Đại hội Tam Tông Tứ Môn này quả thực là nơi thiên tài hội tụ, vũ giả tam hệ khó có được, không ngờ Thiên Kiếm Môn lại xuất hiện một người. Nhìn Nguyên Nhược Lan, y phục màu tím, ống tay áo được tơ tằm thêu thành bông hoa, nhìn qua vô cùng thanh nhã, vóc người cao gầy, mang theo vẻ lạnh lùng. Mà khi Lục Lâm Thiên muốn xem xét khí tức của Nguyên Nhược Lan này tức thì khẽ cay mày, bởi vì Lục Lâm Thiên phát hiện ra, hắn căn bản không thể nhìn thấu khí tức của Nguyên Nhược Lan này. Vân Tông Chủ, không nghĩ tới lần này Vân Dương Tông các người lại xuất hiện hai vũ giả tam hệ, chúc mừng, chúc mừng. Mấy trưởng môn khác nhanh chóng nói. Xem ra, lần này Vân Dương Tông hẳn là có thể tiếp vào top 3. Xuân Ngạc mỉm cười nói. Bằng không, Vân Tông Chủ, chúng ta cũng sẽ không khách khí. Ta còn nhớ Vân Dương Tông đã 4 lần không tiến vào top 3, nếu như lần này không có người tiến vào top 3, vậy thì Vân Tông Chủ phải chảy máu một chút rồi. Nhâm Trường Thanh của Huyễn Hồn Môn mỉm cười nói. Ba bộ vũ khí huyền cấp cao giai, lại còn đan dược thất phẩm, đây không phải là số lượng nhỏ, đây cũng là quy củ của Đại hội Tam Tông Tứ Môn từ trước tới nay, mọi người cũng không có ý kiến gì. Khục! Vân Khiếu Thiên ho khan một tiếng rồi nói. Còn một lần cuối cùng này, quả thực khiến cho chư vị đợi lâu rồi. Thật không, chúng ta sẽ chờ, không cần 6 ngày, 5 ngày là cũng có thể biết kết quả. Trưởng môn Chu Hoành Viễn của Huyền Sơn Môn cười nói. Lục Lâm Thiên, Vân Hồng Lăng và Nguyên Nhược Lan của Thiên Kiếm Môn nhanh chóng lui tới phía sau. Những đệ tử Sơn Môn khác thấy ba người đều là vũ giả tam hệ không khỏi quan sát thêm vài lần. Ánh mắt của Nguyên Nhược Lan cũng nhìn về phía Vân Hồng Lăng và Lục Lâm Thiên không ngừng đánh giá. Mà lúc này trên quảng trường, Lục Lâm Thiên nhìn xuống quảng trường có chút kinh khủng kia, bởi vì thời gian gần sát cho nên số người tới xem đã càng ngày càng nhiều, đông nghịt, nhân số nhiều như vậy khiến cho Lục Lâm Thiên không khỏi sợ hãi than, kiếp trước làm sao có thể nhìn thấy được một màn như vậy. Sắp bắt đầu rồi sao? Trong lòng Lục Lâm Thiên có chút hưng phấn. Lâm Thiên, không thể sơ ý, nhất định phải cẩn thận tranh thủ thành tích tốt, đến lúc đó Tam A Di biết được nhất định sẽ hài lòng. Thanh âm của Lục Vô Song vang lên trong tai Lục Lâm Thiên. Được. Lục Lâm Thiên gật đầu, những đệ tử này đều là những người nổi bật trong các sơn môn khác, Lục Lâm Thiên hắn cũng không dám sơ ý. Thời gian trôi qua một lát, Đại hội Tam Tông Tứ Môn rốt cuộc dưới sự mong chờ của mọi người cũng bắt đầu. Đông. Trên bầu trời quảng trường, lúc này không biết từ nơi nào truyền ra một tiếng chuông lớn, tiếng động ầm ĩ bốn phía lúc này cũng dừng lại, chung quanh vô cùng yên tĩnh. Nghe thấy tiếng chuông, cổ kiếm phong của Thiên Kiếm Môn chậm rãi đứng lên, ánh sáng thâm thúy nhìn về bốn phía. Lúc này toàn bộ quảng trường,
những ánh mắt hoặc gần hoặc xa đều nhìn vào trên khán đài. Ánh mắt nhìn vào đám người trên khán đài lúc này mang theo sự nóng bỏng, kính nể, những người trên đài đều có thân phận cao tuyệt là lão đại một phương, là mục tiêu mà mọi người muốn truy cầu. Chư vị, Cổ Kiếm Phong nhìn bốn phía rồi nói, thanh âm không lớn thế nhưng lại vang vọng trong không gian. Đại hội Tam Tông Tứ Môn 15 năm một lần rốt cuộc cũng bắt đầu. Bây giờ, tại thành Thiên Kiếm của Thiên Kiếm Môn chúng ta, ta tuyên bố, Đại hội Tam Tông Tứ Môn chính thức bắt đầu. Oanh! Trong không gian, nhất thời vang lên tiếng hoan hô không ngớt, tiếng hò hét truyền ra. Nhìn vào đám người đang hò hét, hoan hô, Cổ Kiếm Phong mỉm cười nói. Những đệ tử tham gia đại hội xuống đài, sẽ có người an bài cho các ngươi tìm đối thủ của mình, mỗi người phải đem hết toàn lực, để ta nhìn xem, những người trẻ tuổi như các ngươi, rốt cuộc thực lực đã tới cấp độ nào. Siêu siêu! Ngay khi Cổ Kiếm Phong vừa nói xong, bảy đệ tử của Thiên Kiếm Môn dưới sự dẫn đầu của Nguyên Nhược Lan bốn người khác từ trên nhảy xuống, chân khí bùng ra, chân điểm một cái xuống mặt đất, thân thể giống như chiếc lá rơi từ trên đài, nhẹ nhàng đáp xuống. Năm người này đáp xuống mặt đất vô cùng nhẹ nhàng, chiêu thức này đã biểu hiện ra thực lực bất phàm, nhất thời khiến cho không ít tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên. Siêu siêu! Những đệ tử của Sơn Môn khác dưới sự chỉ bảo của trưởng lão các phái, chân cũng khẽ điểm nhẹ một cái. Thân thể nhảy lên, động tác có khác nhau, thế nhưng vô cùng đẹp mắt đáp xuống bên dưới. Trong đó ánh mắt Lục Lâm Thiên lóe lên, hắn nhìn thấy Lam Linh của Vạn Thú Tông trong đó, còn có nam thanh niên mặc bạch y kia. Lục Lâm Thiên, ngươi và Hồng Lăng, Hàn Phong đều tu luyện phù quang lược ảnh, biểu hiện cho tốt một chút, đừng đánh mất tên tuổi Vân Dương Tông chúng ta. Đúng lúc này, trong tai Lục Lâm Thiên truyền đến thanh âm của Vân Khiếu Thiên. Tiểu tặc, chúng ta xuống phía dưới. Vân Hồng Lăng nói, lúc này Triệu Kình Hải, Khuất Đao Tuyệt, Hàn Phong cũng đã chuẩn bị xong, năm đạo thân ảnh dưới trăm vạn ánh mắt nhìn vào cũng thả người nhảy xuống. Mà ngay giữa không trung, hai người Triệu Kình Hải và Khuất Đao Tuyệt đang rơi xuống thì ba người Lục Lâm Thiên, Vân Hồng Lăng, Hàn Phong đột nhiên chân khí dưới chân phun ra rồi hóa thành vòng xoáy chân khí, mượn lực dòng xoáy, thân thể ba người nhẹ nhàng bước đi xuống quảng trường, giống như cường giả vũ xuất lăng không phi hành trong không trung. Thân thể ba người đổi, Vân Hồng Lăng dẫn đầu, thân thể mềm mại như một chiếc lá rụng, mềm mại, yêu nhã, y phục bao phủ lấy đường cong linh lung mê người, tư thế mỹ lệ kia giống như là tiên tử hạ phàm. Đồng thời, hai người Lục Lâm Thiên và Hàn Phong lúc này ở giữa không trung đều mang theo một vòng xoáy chân khí, vạt áo khẽ tung bay, động tác vô cùng tiêu sái, lập tức đáp xuống bên người Vân Hồng Lăng. Hay! Chiêu thức này của ba người nhanh chóng thu được tiếng trầm trồ khen ngợi của khán giả, trong đám khán giả này cũng có không ít người biết hàng. Vân Tông Chủ, phù quang lược ảnh của Vân Dương Tông các ngươi quả thực không đơn giản, tinh diệu tuyệt luân. Nếu như Vân Dương Tông các ngươi không tiến vào được top 3, ngươi thua 3 bộ vũ kỹ cấp huyền cao giai, ngươi chỉ cần đem bộ phù quang lược ảnh này giao cho ta là đủ số, thế nào? Tông Chủ Duẫn Ngạc của Vạn Thú Tông cười nói. Ha ha! Còn 5 ngày nữa mới biết được kết quả, Duẫn Tông Chủ nói vậy có lẽ là vẫn hơi sớm. Vân Khiếu Thiên lạnh nhạt nói, ánh mắt đối với ba người Lục Lâm Thiên vừa mới biểu hiện vô cùng thỏa mãn. Ba người có thể tu luyện phù quang lược ảnh tới một bước này quả thực không hề dễ dàng. Lại nói phù quang lược ảnh của Vân Dương Tông quả thực không tồi, ba vị đệ tử này cũng tu luyện tới trình độ nhất định, đem chân khí và không gian nắm trong tay tới trình độ tinh diệu. Mấy đệ tử năm nay của Vân Dương Tông Thiên Phú quả thực rất mạnh. Tông chủ Âu Dương Huyền Anh của Địa Linh Tông nói. Phía sau chúng trưởng lão hộ pháp, Lục Vô Song nhìn vào thân ảnh màu xanh vừa thi triển thân thủ này, khuôn mặt tuyệt mỹ không khỏi mỉm cười. Người thanh niên này hiện giờ không còn là thiếu niên nhu nhược mà nàng cần phải bảo hộ ở Lục gia khi trước nữa. Hiện giờ hắn đã là chỗ dựa cho nàng. Trên quảng trường, lúc này từ một cái thông đạo khác xuất hiện 21 thân ảnh. Kình khí khuếch tán bốn phía. 21 người này không ngoại lệ đều có tu vi vũ tướng. Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn lại 21 người này, dựa theo tin tức của hắn, 21 người này là đệ tử của những thế lực khác, đều là người nổi bật. Đại hội Tam Tông Tứ Môn có quy củ, thế lực khác muốn tham gia chỉ cần giao nộp một quyển vũ kỹ cấp huyền sơ giai là có thể tham gia Đại hội Tam Tông Tứ Môn. Trong 21 người này cũng có mấy nữ nhân, vóc người nóng bỏng. Tuổi tác chừng 24-25. Mà nhưng người này sau khi Lục Lâm Thiên đảo qua cũng không nhận thấy người nào mình quen biết cho nên cũng không chút ý nữa.
Siêu. Lúc này có ba đạo thân ảnh đáp xuống giữa 56 người. Đều là cường giả của Thiên Kiếm Môn, một người trưởng lão có tu vi vũ xuất, tóc ngắn, y phục màu đỏ. Hai người còn lại mặc trang phục màu trắng, tu vi dường như cũng tới vũ xuất, hẳn là vũ xuất nhị trọng hoặc nhất trọng. Trong ba người, trong tay người hộ pháp Thiên Kiếm Môn bên trái có một hộp ngọc chừng nửa thước, trên đỉnh có một cái lỗ to bằng nắm tay. Những đệ tử tham gia đại hội nghe đây, trong đại hội có thể dùng toàn lực thế nhưng không được hạ sát thủ, cố ý giết người sẽ bị đánh chết. Về phần tiêu chuẩn quyết định sẽ có ta và những cường giả tam tông tứ môn làm trọng tài. Đối thủ chịu thua không được động thủ nữa. Một phương mất đi năng lực động thủ hoặc là chịu thua là thắng. Trong lúc đấu, không thể dùng yêu thú hộ thân hoặc là yêu thú tỏa kỵ hỗ trợ. Đệ tử vạn thú tông chỉ được phép gọi ra yêu thú bản mạng, những yêu thú khác không được triệu hồi, tất cả nghe rõ chưa? Hồng bào trưởng lão của Thiên Kiếm Môn nói. Đã rõ. 56 người đồng thanh đáp. Quy tắc đại hội này những trưởng lão trong Sơn Môn đã sớm nói cho những đệ tử này. Mà khi trước từ trong miệng Dương trưởng lão Lục Lâm Thiên cũng đã biết được đệ tử Vạn Thú Tông có thể dùng yêu thú bản mạng, cũng bất đắc dĩ không ngớt. Vạn Thú Tông chính là dựa vào phương pháp ngự thú mới có thể tiến vào hàng ngũ tam tông tứ môn. Bọn họ chuyên chơi đùa với yêu thú, vì vậy những đệ tử Vạn Thú Tông đều có yêu thú bản mạng của mình. Mà trong lúc giao thủ, đệ tử của Sơn Môn khác cũng không quá nguyện ý đụng độ với đệ tử Vạn Thú Tông, sở dĩ, đệ tử Vạn Thú Tông được hưởng quyền lợi như vậy thì so với những đệ tử Sơn Môn khác khó đối phó hơn nhiều. Hiện tại rút thăm vòng thứ nhất, ở đây có một hộp ngọc, bên trong có 56 khối ngọc bài, có hai khối đánh số từ 1 tới 28, lấy ngẫu nhiên những ngọc bài có cùng số với nhau rồi đi tới khu vực được phân chia trong quảng trường. Nếu là đồng môn thì đổi với người có số thẻ bên trên. Hoặc là bên dưới, các ngươi hiểu chưa? Thanh âm của hồng bào trưởng lão vang lên. Chúng đệ tử đã hiểu. Mọi người đáp, quy tắc này mọi người đều đã nghe trưởng lão trong tông môn mình nói qua, cho nên cũng không quá khó hiểu. Bởi vì rút thăm quyết định cho nên mới có thể gặp phải đồng môn mình, cho nên mới có quy định được đổi thẻ bài một lần. Vậy thì tiến lên rút thăm. Hồng bào trưởng lão của Thiên Kiếm Môn nói xong, hộ pháp Thiên Kiếm Môn cầm hộp ngọc đi tới trước mặt mọi người. Mọi người lần lượt đưa tay vào trong hộp ngọc móc ra một ngọc bài. Khi Lục Lâm Thiên móc ra ngọc bài, hé tay ra thì thấy trên mặt là số 8. Hắn quay về phía Vân Hồng Lăng thì thấy ngọc bài của nàng đánh số 16. Dựa theo con số trên ngọc bài đều tự tìm đến khu vực của mình đi. Sau khi mọi người rút thăm được ngọc bài của mình, hồng bào trưởng lão lại nói. Siêu! Chân khí dưới chân đám người chợt lóe, nhanh chóng đi tới khu vực của mình. Trên quảng trường to lớn lúc này đã được đệ tử Thiên Kiếm Môn tạo thành 28 khu vực. Người bắt được số của khu vực nào chỉ cần đến khu vực có số đó là có thể nhìn thấy đối thủ của mình. Lục Lâm Thiên ta đi trước. Khuất Đao Tuyệt nói với Lục Lâm Thiên rồi thả người rời đi. Tiểu tặc, người phải cẩn thận một chút. Vân Hồng Lăng nói, chân khí dưới chân chợt lóe, cũng đi tới khu vực của mình. Nhìn chung quanh một cái, chân khí dưới chân Lục Lâm Thiên chợt lóe. Lập tức tìm được vị trí của mình, trên khu vực này có đánh số 8. Siêu! Ngay khi thân ảnh Lục Lâm Thiên vừa mới hạ xuống thì một thân ảnh xinh đẹp cũng đáp xuống trong tay cầm một khối ngọc bài, cũng chính là số 8. Nguyên Nhược Lan, vũ giả tam hệ. Khi ánh mắt nhìn thấy thân ảnh xinh đẹp này, Lục Lâm Thiên khẽ nhướng mày. Hắn thật không ngờ tới, trận đầu của hắn lại gặp phải vũ giả tam hệ của Thiên Kiếm Môn, mà lại là Nguyên Nhược Lan mà hắn nhìn không thấu. Lúc này, Nguyên Nhược Lan dường như cũng không ngờ tới trận đầu sẽ đụng với vũ giả tam hệ khác cho nên cũng khẽ nhíu mày. Trưởng lão, chúng ta muốn đổi người. Lúc này, khu vực cách đó vài trăm thước, có một thanh âm vang lên. Trong khu vực số 7 gần khu vực số 8 có hai đệ tử gặp phải đồng môn, vì vậy chỉ có thể tìm số 8 mà đổi. Một hộ pháp của Thiên Kiếm Môn trong nháy mắt chạy tới, sau khi nhìn ngọc giản của hai người lập tức nói với một người thanh niên. Người đổi đối thủ ở khu vực số 8. Một đạo thân ảnh lập tức xuất hiện ở khu vực số 8, khi đạo thân ảnh này xuất hiện trong tầm mắt Lục Lâm Thiên không khỏi nhướng mày, người này không phải là ai khác mà chính là thanh niên mặc bạch y của Vạn Thú Tông, quả thực giống như oan gia ngõ hẹp. Người thanh niên này cũng phát hiện ra đối thủ của mình là Lục Lâm Thiên, ánh mắt hiện lên vẻ lạnh lùng, không có một chút do dự nào, đi tới trước người Nguyên Nhược Lan, thay đổi vị trí cho Nguyên Nhược Lan.
Lông mi Nguyên Nhược Lan giãn ra, ánh mắt khẽ liếc về phía Lục Lâm Thiên một cái rồi rời khỏi khu vực số 8. Đông. Một tiếng chuông du dương vang lên, tức thì toàn bộ quảng trường lặng ngắt như tờ. Những đệ tử tham gia đại hội Tam Tông Tứ Môn, vòng thứ nhất ngày hôm nay chính thức bắt đầu. Tiếng nói của Hồng Bào trưởng lão vừa dứt, nhất thời một đạo lưu quang trên quảng trường phóng lên trên không trung rồi nổ tung, tạo thành tiếng vang lớn. Mà giờ phút này trên quảng trường rộng lớn, trong nháy mắt đồng thời có hơn 10 đạo thân ảnh trong nháy mắt giao thủ với nhau không chút khách khí. Chân khí đột nhiên bùng lên, trong nháy mắt âm bạo vang lên, cảnh tượng vô cùng đồ sộ khiến cho khán giả phía dưới nhiệt huyết sôi trào. Mọi người giao thủ không có một chút khách khí nào, tuy rằng không phải cuộc chiến sinh tử, thế nhưng lại quan hệ tới việc có được một bộ vũ khí cấp huyền sơ giai, đối với mọi người mà nói cũng có lực mê hoặc lớn. Mà lúc này không chỉ có vũ khí cấp huyền sơ giai mà còn danh tiếng, trận đầu đã bị thua, ai cũng không muốn như vậy. Lúc này Lục Lâm Thiên cũng chưa động, chỉ nhàn nhạt nhìn thanh niên mặc bạch y trước mắt. Tiểu tử, ta nói rồi, đừng đụng phải ta trên đại hội Tam Tông Tứ Môn, xem ra ngay cả ông trời cũng không giúp ngươi, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Thanh niên mặc bạch y lạnh lùng cười lên một tiếng, nhìn chằm chằm vào Lục Lâm Thiên. Có thể là ông trời cũng không giúp ngươi. Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói, ánh mắt nhìn chiếc túi giống như túi chữ vật bên hông người thanh niên này. Hai hàng lông mày nhíu lại, Lục Lâm Thiên biết đó là vạn thú túi của vạn thú tông, mỗi đệ tử thân truyền đều có một yêu thú bản mạng, thực lực người thanh niên trước mặt này cũng khá mạnh, hẳn là hắn sẽ gọi ra yêu thú bản mạng có thực lực tương đương với hắn. Hừ, lần trước cho ngươi chiếm được tiện nghi, ngươi thực sự cho rằng mình có thể thắng ta sao? Thanh niên mặc bạch y kia nói xong, chân khí bùng ra, một cỗ khí tức cường hãn trong cơ thể bạo phát, quanh thân được bao phủ bởi một khí tức nóng bỏng, dường như có hỏa diễm hỗn loạn quanh thân. Trong lòng thanh niên mặc bạch y luôn tin tưởng ngày hôm trước hắn bị một chiêu đánh bại là bởi vì hắn sơ ý, vì sơ ý cho nên đối phương mới có cơ hội. Thuộc tính hỏa. Lục Lâm Thiên từ ngày hôm trước giao thủ đã biết thanh niên mặc bạch y này vũ giả thuộc tính hỏa. Lục Lâm Thiên không nói gì. Chân khí quanh thân cũng tuôn ra, một cỗ khí tức mạnh mẽ không kém gì đối phương từ trong cơ thể hắn bạo phát ra, cuối cùng hóa thành một vòng quang mang bao phủ thân thể. Lúc này, hai người đã đem tiếng giao thủ, tiếng ồn ào chung quanh ném đi, ngưng thần tĩnh khí, ánh mắt nhìn về phía trước, quanh thân được bao phủ bởi chân khí, không ngừng thở ra hít vào, vô cùng huyền ảo. Mà lúc này trong lòng Lục Lâm Thiên cũng biết trận đấu đầu có liên quan tới một bộ vũ khí huyền cấp sơ giai. Hắn cũng không thể sơ ý, vạn nhất mình lại lật thuyền trong mương thì có khóc cũng không kịp. Hai người nhìn chăm chú vào đối phương, có chút cảm giác giống như là dương cung bạt kiếm vậy. Vô Song tỷ, tỷ nói xem lão đại có thắng không? Trên vai Lục Vô Song, Tiểu Long lắc lư cái đầu hỏi, đôi mắt nhìn chăm chú vào phía dưới. Đệ nói xem. Lục Vô Song cười khẽ, quay đầu lại nhìn Tiểu Long. Lão đại đương nhiên không có vấn đề. Chỉ là không biết lão đại định trong vòng mấy chiêu thắng mà thôi. Tiểu Long phun ra nuốt vào nói, đối với lão đại của nó vô cùng có lòng tin. Tiểu tử, cho ngươi biết thực lực chân chính của ta. Trong bầu không khí dương cung bạt kiếm này, thân ảnh người thanh niên mặc bạch y nhanh như thiểm điện bắn tới, trong tay mang theo một đạo chảo ấn cường hãn phá không. Vòng xoáy dưới chân Lục Lâm Thiên chợt lóe, có phù quang lược ảnh, trên phương diện tốc độ và thân pháp. Hắn cũng không sợ kẻ nào trong đồng lứa. Chân khí bùng lên, thân ảnh trở nên mờ ảo. Siêu. Tốc độ như thiểm điện, thanh niên mặc bạch y kia cười hằn, trong nháy mắt thân thể bắn tới, một đạo chảo ấn đánh về phía ngực Lục Lâm Thiên. Âm hưởng vang lên, chảo ấn trực tiếp đánh vào ngực Lục Lâm Thiên, xuyên thấu qua, thế nhưng cũng không có máu phun ra, mà thân ảnh Lục Lâm Thiên dưới đạo chảo ấn này trực tiếp bị đánh thành từng mảnh nhỏ. Tàn ảnh. Sắc mặt thanh niên mặc bạch y nhanh chóng đại biến, hắn không nghĩ tới tốc độ của đối phương lại kinh khủng tới mức lưu lại tàn ảnh. Đồng thời khi sắc mặt đại biến, thân thể thanh niên mặc bạch y cũng nhanh chóng thối lui. Phong quyển tàn vân. Một tiếng quát vang lên phía sau thanh niên mặc bạch y, thân ảnh Lục Lâm Thiên xuất hiện, đồng thời trong tay Lục Lâm Thiên có một cỗ khí lưu cuồng bạo đang không ngừng xoay tròn, trong nháy mắt quét về phía thanh niên mặc bạch y. Khí lưu cuồng bạo này giống như một cơn lốc. Từ trên mặt đất bắt đầu, một đạo khí lưu nhanh chóng bốc lên cao, khí thế phô thiên cái địa nhanh chóng tiến về phía thanh niên mặc bạch y. Không hỏa trưởng. Sắc mặt thanh niên mặc bạch y cả kinh,
dường như cũng đã sớm có chuẩn bị. Trong lúc hoảng sợ đánh ra một trường ấn tràn ngập hỏa diễm đi, khí tức cuồng bạo nóng bỏng khuếch tán, từ khí tức có thể thấy, đây tuyệt đối là vũ khí hoàng cấp cao giai. Hai cỗ lực lượng đột nhiên va chạm với nhau, vô số quang mang bắn ra, cuồng phong bao phủ hỏa diễm dây dưa trong cơn lốc. Không gian vang lên tiếng bạo liệt liên tục, sau đó, một tiếng nổ rung trời vang lên. Phanh! Kinh khí khuếch tán, khí tức kinh khủng cuồng bạo phóng lên cao, cơn lốc và hỏa diễm khuếch tán tới một chu vi nhất định rồi tiêu tán trong không trung. Kinh khí vẫn chưa hoàn toàn biến mất thế nhưng thân thể thanh niên mặc bạch y kia lảo đảo lui về sau hơn 10 bước, huyết khí trong cơ thể cuồn cuộn, khóe miệng tràn ra tia máu, sắc mặt tái nhợt. Khục! Lúc này Lục Lâm Thiên cũng lui về sau 2 bước, hai tay vung lên rồi chắp tay đứng đó. Không cần khởi động thanh linh khải giáp, lúc này Lục Lâm Thiên cũng dùng một chiêu ngăn chặn tên thanh niên mặc bạch y này. Chuyện này Lục Lâm Thiên cũng không cảm thấy kỳ quái. Thanh niên mặc bạch y này chỉ là vũ tướng nhị trọng, tu vi của hắn hiện tại đã là vũ tướng nhất trọng trung kỳ, mặc dù tu vi đối phương mạnh hơn không ít, thế nhưng đan điền của hắn so với người có tu vi đồng cấp mạnh hơn rất nhiều, kinh mạch rộng hơn cho nên công kích sẽ mạnh hơn. Hơn nữa hắn lại có cơ thể cường hãn, cho dù không bố trí thanh linh khải giáp thì cơ thể so với người đồng cấp mạnh hơn mấy lần. Gộp vào những thứ này Lục Lâm Thiên mới phán đoán, dưới tình trạng bình thường, đối phó với vũ tướng tam trọng cũng được. Còn vũ tướng nhị trọng hắn căn bản không cần phải thi triển thanh linh khải giáp. Đại hội tam tông tứ môn còn dài, hiện giờ cũng không thích hợp để bại lộ toàn bộ thực lực, ít nhiều cũng có chút bất lợi cho hắn. Vân tông chủ, vũ giả tam hệ Lục Lâm Thiên của Vân Dương tông ngươi chỉ có tu vi vũ tướng nhất trọng thế nhưng thực lực khá mạnh đấy. Trên khán đài, vị băng ngạn của Quy Nguyên môn nhíu mày, ánh mắt có chút kinh ngạc nói. Lúc này mọi người trên đài cũng đang nhìn thực lực đệ tử các phái. Từ đó so sánh với đệ tử bản tông một phen. Vi trưởng môn, vũ giả song hệ của Quy Nguyên môn các ngươi đã là vũ tướng tam trọng, thực lực cũng không kém mà. Vân Khiếu Thiên mỉm cười nói, ánh mắt cũng nhìn về phía Lục Lâm Thiên phía xa, trong lòng cười thầm, đây chính là con bài chưa lật, hy vọng của Vân Dương tông ta, thực lực đương nhiên sẽ không yếu. Lau đi vết máu nơi khóe miệng, thanh niên mặc bạch y của Vạn Thú Tông trong khu vực số 8 nhìn chằm chằm vào Lục Lâm Thiên. Vẻ mặt ngày càng âm lãnh, vừa rồi một chiêu đã bị áp chế, mặt mũi hắn đã mất hết. Tiểu thử, thực lực không tồi, thế nhưng ta là người của Vạn Thú Tông. Thanh niên mặc bạch y hừ lạnh một tiếng, trong tay đánh ra thủ ấn quỷ dị, lại vỗ vào cái túi giống túi chữ vật bên hông, lập tức một đạo lưu quang trong nháy mắt phóng ra. Giống, lưu quang phóng lên cao mang theo một đám khí tức nóng bỏng, lập tức hóa thành một đồng cự lang màu đỏ to mấy chục thước. Đầu cự lang màu đỏ này dưới chân có móng vuốt sắc bén, răng nanh bén nhọn, cả người đỏ sậm, bộ lông giống như hỏa diễm. Hỏa diễm lang, yêu thú thuộc tính hỏa, ngũ giai sơ kỳ đỉnh phong. Nhìn đầu yêu thú mấy chục thước trước mặt, Lục Lâm Thiên trong nháy mắt nhận ra đây là hỏa diễm lang, hơn nữa từ khí tức có thể nhận ra đã tới ngũ giai sơ kỳ đỉnh phong. Muốn xuất toàn lực sao? Lục Lâm Thiên lãnh đạm, yêu thú ngũ giai sơ kỳ dường như cũng không thành vấn đề với hắn. Trong vũ linh ảo cảnh, yêu thú ngũ giai sơ kỳ còn khó đối phó hơn. Trong sát na này, một đạo thủ ấn trong tay thanh niên mặc bạch y nhanh chóng biến hóa, đột nhiên phun ra một ngụm máu, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Không biết từ khi nào trong tay hắn xuất hiện một viên đan dược, máu huyết và đan dược lẫn lộn một chỗ, thủ ấn lại biến hóa, viên đan dược lập tức được ném cho đầu hỏa diễm lang. Ngao! Hỏa diễm lang gầm rú lên một tiếng, thanh âm xuyên thấu không gian. Cái miệng lớn mở ra, nhanh chóng nuốt vào viên đan dược kia vào bụng. Rồi bỗng dưng dường như bị cái gì đó ký, thân thể mấy chục thước lần thứ hai tăng vọt, lập tức khổng lồ chừng 400 thước, đứng ngay trước mắt Lục Lâm Thiên, lúc này Lục Lâm Thiên giống như một con kiến đứng trước mặt con voi. Lâm Thiên cẩn thận. Trên khán đài, Vũ Ngọc Tiền vẫn luôn nhìn vào đồ đệ bảo bối của mình, những người khác đấu hắn lười nhìn vào. Lúc này nhìn thấy đệ tử Vạn Thú Tông gọi ra yêu thú bản mạng. Cũng thay cho Lục Lâm Thiên vô cùng lo lắng, vô cùng bất an. Hỏa diễm lang, đi! Lúc này thanh niên mặc bạch y quát lên một tiếng, hỏa diễm lang khổng lồ trong nháy mắt khí thế tăng vọt, thân thể cao lớn lao thẳng về phía Lục Lâm Thiên. Hỏa diễm lang khổng lồ lao thẳng tới, cự ly nhanh chóng được thu hẹp, một cỗ kình khí cường hãn, hung bạo xuyên thấu không gian, thân thể nhanh chóng bắn tới, mang theo tiếng xé gió, uy thế cuồng bạo.
Chơi yêu thú sao? Vậy thì ta chơi cùng ngươi một chút. Lúc này Lục Lâm Thiên cũng không có ý lùi lại, ngược lại khóe miệng hiện lên tiểu ý. Ngao! Hỏa diễm lang giống lên một tiếng, thân thể khổng lồ khiến cho không khí rung chuyển, khí tức sắc bén bắn ra đánh về phía Lục Lâm Thiên, chân trước mang theo hỏa diễm nóng bỏng, xé mở không gian. Suy! Vòng xoáy dưới chân chợt lóe, chân khẽ điểm mặt đất một cái. Thân thể Lục Lâm Thiên trong nháy mắt nhảy về phía sau, thân thể bắn lên, phong chi rực sau lưng được mở rộng, thân ảnh trong nháy mắt bắn vào giữa không trung. Phanh! Một tiếng vang lớn vang lên, chảo ấn to chừng 10 thước của hỏa diễm lang đánh vào nơi Lục Lâm Thiên vừa đặt chân, nham thạch cứng rắn dưới đất nứt, vô số đá vụn bắn tứ tung, mặt đất nhanh chóng xuất hiện 5 cái khe dài. Huyết hồn ấn! Trong lúc này, Lục Lâm Thiên đã khởi động huyết hồn ấn trong đầu. Trong đầu, huyết hồn ấn bị thôi động, một hư ảnh huyết hồn ấn bằng năng lượng nhanh chóng xuất hiện trong đầu Lục Lâm Thiên, rồi được rót vào trong kinh mạch lao ra khỏi cơ thể, sau đó ngưng tụ trong lòng bàn tay Lục Lâm Thiên. Phong chi dực phối hợp với phù quang lược ảnh tốc độ Lục Lâm Thiên lúc này đã đạt tới mức kinh khủng, một chảo của hỏa diễm lang kia đánh vào không trung, nó lập tức ngẩng đầu vô cùng tức giận nhìn Lục Lâm Thiên. Lúc này thân ảnh của Lục Lâm Thiên đã xuất hiện ở trên chiếc đầu khổng lồ của hắn. Ngao! Một tiếng giống như long ngâm, phượng hót từ trong lòng bàn tay Lục Lâm Thiên mơ hồ truyền ra. Trong lòng bàn tay Lục Lâm Thiên đột nhiên xuất hiện một cái ấn vô cùng quỷ dị, trên ấn có hình một con yêu thú, như rồng mà không giống rồng, như hổ mà lại không phải là hổ, cả cái ấn này màu đỏ tươi, một cỗ uy áp ngập trời từ trên thân ấn khuếch tán. Cảm nhận được cỗ uy áp từ trên cái ấn này, hỏa diễm lang nhanh chóng kinh hãi, thân thể to lớn run rẩy, vô hình chung đã bị áp chế. Đây là vũ kỹ gì? Dường như vô cùng bất phàm. Lúc này cảm nhận được khí tức mà huyết hồn ấn do Lục Lâm Thiên thi triển ra, không ít cường giả trên khán đài đều vô cùng nghi hoặc, ngay cả Vân Khiếu Thiên cũng không ngoại lệ. Trong địa linh môn, ánh mắt cường giả linh vương kia đột nhiên hiện lên quang mang nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Cường giả linh vương, bất luận một tia linh lực ba động nào cũng khiến cho bọn họ chú ý. Thế nhưng cường giả linh vương này cũng vô pháp nhìn ra lai lịch của trưởng ấn này. Chỉ mơ hồ có cảm giác được linh lực ba động, thế nhưng cũng không thể xác định. Trên vai Lục Vô Song, cửu vĩ yêu hồ Bạch Linh cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía trưởng ấn Lục Lâm Thiên thi triển ra, nàng ta có thể cảm giác được khí tức của trưởng ấn này mơ hồ áp chế nàng. Tiểu tử này quả thực ẩn tàng không ít. Vân Khiếu Thiên nhíu mày, lập tức mỉm cười thầm nghĩ. Tất cả mọi chuyện chỉ là khúc nhạc đệm mà thôi. Đi! Lục Lâm Thiên thấp giọng quát lên. Huyết hồn ấn trong tay đánh ra giống như một con mãnh hổ trồm tới, mang theo tiếng giống hung hăng đập vào trong mi tâm hỏa diễm lang, hóa thành một đoàn huyết sắc quang mang rồi biến mất không thấy. Thi triển huyết hồn ấn vốn có thể khống chế yêu thú, thế nhưng tuyệt đối có thêm hiệu quả có thể đánh chết hoặc đối phó với chúng. Hơn nữa trên phương diện đối phó yêu thú tuyệt đối có tác dụng áp chế, đồng thời công kích linh hồn yêu thú. Dùng huyết hồn ấn khống chế yêu thú Lục Lâm Thiên còn phải cẩn trọng để cho linh hồn yêu thú không bị hao tổn, sau khi khống chế được rồi thì cũng không có tác dụng gì quá lớn. Thế nhưng dùng huyết hồn ấn đối phó với yêu thú sẽ không cần bận tâm nhiều như vậy, hoàn toàn có thể toàn lực thi triển. Trong nháy mắt, tất cả trở nên cực kỳ nhanh chóng, ngay khi huyết hồn ấn đánh vào mi tâm hỏa diễm lang kia, đây chính là linh hồn công kích, đầu hỏa diễm lang trong nháy mắt ngây ra như phỗng, thân thể uể oải té xuống mặt đất. Khục khục, thanh niên mặc bạch y lúc này đột nhiên phun ra một ngụm máu, sắc mặt càng thêm trắng bệch, yêu thú bản mạng bị thương nặng, hắn cũng không thoát khỏi bị liên lụy. Yêu thú bản mạng và chủ hầu như tương liên với nhau, cho nên đại hội mới đồng ý người của vạn thú tông có thể mang yêu thú bản mạng tham gia. Khục khục, thanh niên mặc bạch y lảo đảo lui về phía sau lập tức ngã xuống đất, miệng lại phun ra một ngụm máu. Hai mắt mở đi, đầu óc mê muội. Hỏa diễm lang trên mặt đất lúc này cũng không biết thế nào chỉ nằm co quắp trên mặt đất, cũng không nhúc nhích được nữa. Còn muốn động thủ không? Thân ảnh Lục Lâm Thiên hạ xuống nhìn thanh niên mặc bạch y kia hỏi, khóe miệng hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Lục Lâm Thiên tuy rằng không ngại hạ thủ nặng thêm một chút, thế nhưng trên đài còn có tông chủ vạn thú tông, vô duyên vô cớ đắc tội vạn thú tông, loại chuyện này Lục Lâm Thiên không muốn làm chút nào. Ngươi thắng! Thanh niên mặc bạch y uể oải nói. Nhìn vào Lục Lâm Thiên trước mắt, lúc này hắn mới biết được, mình và đối phương cách biệt tới mức nào. Lão đại thắng rồi, dường như chỉ có hai chiêu. Tiểu Long lắc lư cái đầu nói,
trong đôi mắt nhỏ hiện lên sự hưng phấn. Trên khán đài, Vân Khiếu Thiên, Vũ Ngọc Tiền đều hiện lên tiểu ý. Phanh phanh phanh. Giữa quảng trường lúc này vẫn vang lên tiếng bạo liệt, số lượng cũng không ít. Lúc Lục Lâm Thiên đánh bại đối thủ của mình rồi nhìn sang thì cũng có không ít người đã đánh bại đối thủ của mình. Hồng Lăng. Ánh mắt Lục Lâm Thiên xuyên qua mấy khu vực lúc này mới tìm được thân ảnh của Vân Hồng Lăng. Lúc này Vân Hồng Lăng đang giao thủ với một thanh niên dáng người tục khí. Người thanh niên kia có tu vi vũ tướng nhất trọng, cũng không phải là đệ tử tam tông tứ môn, dưới sự công kích của trường tiên trong tay Vân Hồng Lăng đã vô cùng chật vật, một chiêu đẩy lùi, thân thể lảo đảo rút lui. Lục Lâm Thiên mỉm cười, hắn biết thực lực của Vân Hồng Lăng, nếu như nàng dùng trường tiên cũng tạo ra cảm giác bí hiểm, thanh niên này bị đẩy lui, Vân Hồng Lăng không buông tha, trường tiên trong tay lập tức đuổi theo tạo thành 10 đạo tiên ảnh cắt ngang không gian, tạo nên tiếng xé gió. Vũ khí của thanh niên kia chính là một thanh đại đao, lúc này thanh niên này giơ đại đao lên chắn trước người. Thế nhưng trường tiên trong tay Vân Hồng Lăng quá mức quỷ dị, trong tiên ảnh đột nhiên có một đạo tiên ảnh bắn ra, trực tiếp xuyên qua vai trái của người thanh niên kia. Đang! Sắc mặt người thanh niên này nhanh chóng đại biến, hoảng sợ cắm đại đao trong tay xuống đất, hắn thật không ngờ trong đám tiên ảnh này lại có một cô ám kình, dưới cô ám kình này, thân thể hắn bị đẩy lui, đại đao cắm vào mặt đất tạo thành một cái khe dài. Ngươi thua! Trong nháy mắt này, vòng xoáy dưới chân Vân Hồng Lăng chợt lóe, thi triển phù quang lược ảnh, thân ảnh giống như quỷ mị tới trước người thanh niên kia. Trên ngọc trưởng xuất hiện một đạo trưởng ấn lam sắc. Trưởng ấn nhanh chóng đánh ra mang theo khí thức cuồng bạo xẹt qua hư không cuối cùng đánh vào người thanh niên này. Phanh! Thanh niên này không còn sức phản kháng, thân thể bị đánh bay đi, miệng phun ra một ngụm máu. Vân Hồng Lăng thắng lợi, đôi mắt xinh đẹp của nàng không ngừng tìm kiếm chung quanh, trong chốc lát nhìn được Lục Lâm Thiên, đôi mắt xinh đẹp hiện lên sự vui mừng khẽ chu miệng một cái, vô cùng khả ái, động lòng người. Phanh! Từng thanh âm bạo liệt vang lên, âm thanh bạo liệt lấn át tiếng ầm ĩ của khán giả chung quanh quảng trường. Mọi người vừa lên đài đều lập tức thi triển công kích toàn lực, cũng không muốn chơi trò tiêu hao chiến. Bởi vì người thắng ngày mai còn phải đấu tiếp vòng 2. Nếu như hôm nay tiêu hao quá nhiều, đối với ngày mai, thậm chí là ngày kia là một điều cực kỳ bất lợi. Chỉ một lát sau, khi thanh âm cuối cùng vang lên, trên toàn bộ quảng trường đã không còn ai giao thủ nữa. Ông! Tiếng chuông kia lại tiếp tục vang lên. Hồng bào trưởng lão của Thiên Kiếm Môn cũng xuất hiện nói. Vòng thứ nhất kết thúc, những đệ tử bị thua rời khỏi. Những đệ tử thắng lợi có thể đến chỗ ta nhận một bộ vũ khí huyền cấp sơ giai. Linh giả có thể nhận được một bộ linh khí huyền cấp sơ giai. Tiếng nói vừa dứt, 28 người còn lại nhanh chóng tiến tới trước mặt hồng bào trưởng lão. Một bộ vũ khí huyền cấp sơ giai đối với đệ tử thân truyền tam tông tứ môn mà nói cũng cực kỳ quý trọng, đệ tử thân truyền muốn vũ khí hoàng cấp cao giai không khó, thế nhưng muốn vũ khí huyền cấp sơ giai, vậy thì tuyệt đối khó khăn. Lục Lâm Thiên, chúng ta tạm thời bằng nhau. Thân ảnh của Khuất Đao Tuyệt tới bên người Lục Lâm Thiên. Trong 28 người thắng lợi vòng thứ nhất, Khuất Đao Tuyệt cũng ở trong đó, chỉ là nhìn dáng dấp Khuất Đao Tuyệt lúc này dường như thắng cũng không dễ dàng chút nào. Ngày mai tiếp tục. Lục Lâm Thiên khẽ cười, ánh mắt nhìn về những đệ tử thắng lợi, Triệu Kình Hải cũng ở trong đó thế nhưng lại không thấy Hàn Phong, có lẽ hắn đã bị thua, quả thực khiến cho Lục Lâm Thiên cảm thấy ngoài ý muốn. Trong tam tông tứ môn khác, ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ đảo qua, trong 28 người còn lại, nếu như tính riêng Vân Dương Tông, chỉ có Hàn Phong là bị thua, còn lại 4 người. Trong lúc này Địa Linh Tông chỉ còn lại 2 người, mà Thiên Kiếm Tông và Vạn Thú Tông. Mỗi tông môn còn lại 4 người, những tông môn khác đều là 3, còn lại 9 người dư ra đều là tới từ các phương thế lực khác. Đệ tử của thế lực khác không ngờ lại có tới 9 người tiến vào vòng thứ 2 khiến cho Lục Lâm Thiên vô cùng kinh ngạc, xem ra, có một số thế lực quả thực không đơn giản một chút nào. Từ việc bồi dưỡng đệ tử trẻ tuổi là cũng có thể nhìn ra thực lực của bọn họ. Mọi người từ trong tay trưởng lão mặc áo bào đỏ của Thiên Kiếm Môn lấy được một bộ vũ khí huyền cấp sơ giai. Có thể lựa chọn theo thuộc tính của mình, sau khi chọn xong, trưởng lão kia sẽ báo cho chúng đệ tử đó là vũ khí gì. Lúc tới lượt Lục Lâm Thiên, trưởng lão mặc đạo bào màu đỏ kia đột nhiên mở miệng nói. Ngươi tên là Lục Lâm Thiên sao? Vũ giả tam hệ, thực lực không tầm thường a. Ngươi muốn vũ khí thuộc tính gì? Vị trưởng lão mặc đạo bào màu đỏ nhìn Lục Lâm Thiên khẽ mỉm cười, hắn vẫn luôn đứng ở nơi này quan sát,
vừa rồi Lục Lâm Thiên xuất thủ cũng khiến cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn, cũng làm cho trong lòng hắn khắc sâu một cái tên, đó là Lục Lâm Thiên. Trưởng lão quá khen, đệ tử chỉ muốn một bộ vũ khí thổ hệ huyền cấp sơ giai mà thôi. Lục Lâm Thiên thi lễ nói, chủ thuộc tính của ngươi chính là thổ hệ, chọn vũ khí thổ hệ huyền cấp tự nhiên là tốt nhất. Ở đây có một bộ vũ khí huyền cấp sơ giai đại địa nộ hống do Vạn Thú Tông cung cấp, ta thấy cũng không tệ lắm, ngươi có muốn lấy bộ vũ khí này không? Vị trưởng lão mặc đạo bào màu đỏ này nhìn thấy Lục Lâm Thiên khiêm tốn lễ phép, trong lòng cực kỳ yêu thích, nhiệt tình giới thiệu với Lục Lâm Thiên. Trưởng lão giới thiệu hẳn sẽ không sai, đệ tử chọn bộ vũ khí này. Lục Lâm Thiên nói vũ khí huyền cấp sơ giai, chủ hệ là thổ hệ, đương nhiên phải chọn vũ khí huyền cấp sơ giai thổ hệ rồi, nếu như tu luyện nó cũng tiện lợi hơn một chút. Cầm lấy. Trưởng lão mặc đạo bào màu đỏ mỉm cười đưa cho Lục Lâm Thiên một ngọc giản tràn ngập khí tức thổ hệ. Có đôi khi, kiếm một bộ vũ khí huyền cấp sơ giai cũng không khó lắm nha. Tiếp nhận ngọc giản, khóe miệng Lục Lâm Thiên không khỏi mỉm cười. Tính ra, đánh bại một vũ tướng nhị trọng là có được một bộ vũ khí huyền cấp sơ giai, quả thực không khó khăn lắm. Nhìn một màn phát vũ khí huyền cấp sơ giai trên đài kia, lúc này mọi người phía dưới đều cảm thấy điên cuồng, thế nhưng cũng chỉ có thể nhìn lên và ước ao mà thôi. Lúc này chúng đệ tử bị loại cũng chỉ có thể phiền muộn mà thôi. Còn những đệ tử thắng lợi đều vô cùng mừng rỡ, đồng thời lo ngày thi đấu thứ hai ngày mai sẽ không biết thế nào. Một lúc lâu sau, Lục Lâm Thiên đã đi theo mọi người trong Vân Dương Tông đi về một đình viện do Thiên Kiếm Môn an bài. Vòng thứ nhất có 4 người thắng lợi, có thể nhìn ra được tâm tình của chư vị trưởng lão và Vân Khiếu Thiên khá tốt. Chỉ có Hàn Phong phiền muộn không ngớt, lúc này hắn ủ rũ đi theo phía sau Vân Khiếu Thiên. Trở lại trong đình viện, Vân Khiếu Thiên trực tiếp ra lệnh cho 4 người thắng lợi trong đó có Lục Lâm Thiên nhanh chóng điều tức khôi phục, lại cho mỗi người một viên đan dược khôi phục chân khí ngũ phẩm sơ giai. Lão đại, hôm nay biểu hiện của huynh không tồi nha. Trong phòng, Tiểu Long lắc lư cái đầu, nhảy tới một cái ghế trong phòng rồi nói.